Xin chào quý thính giả đang nghe truyện hay 198. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, tác giả Ngao Dạ Cận Bình Quả, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều truyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai có lòng hảo tâm trà thuốc cho AD, thì có quy giờ trên màn hình nhé. Xin cảm ơn đã ủng hộ kênh. Chương 811, Thí Luyện Quan. Giọt. Lúc này thí luyện ngọc bội một tiếng vang nhỏ, một đạo báo tin truyền tới. Mời chư vị thí luyện giả mau chóng hoàn thành danh tự khắc lục sau khi thành công, tích điểm mới sẽ bắt đầu tính toán, đồng thời danh tự sắp xuất hiện tại bảng điểm số bên trên. Úc, khắc lục danh tự thành công, mới bắt đầu tính toán tích điểm. Cái kia chính là sở hữu người đều muốn thực tên đăng ký ý tứ A, từ tiểu thụ như có điều suy nghĩ, hắn xem chừng khả năng thật là có rơi xuống đất cầm tới Vân Châu. Nhưng danh tự chưa kịp viết lên, cho nên tích điểm không tình huống. Lập tức ngọc bội lật một cái, liền muốn khắc lên từ đến nghệ, danh tự. Nhưng rất nhanh, từ tiểu thụ động tác dừng lại. Làm sao? Lúc này tân cô đã khắc tên rất hay. Thiên cơ thuật bao trùm thí luyện ngọc bội, khắc lục cũng liền linh nghiệm lóe lên công phu. Gặp từ tiểu thụ đột nhiên không động, tân cô nghiêng đầu lại, trễ nghi vấn nói, không phải đâu, khắc lục cái danh tự vậy có hố. Ta thế nhưng là đã khắc xong, hẳn không có hố. Từ tiểu thụ cũng không cảm thấy có hố, chỉ cần hắn không ngây ngốc khắc cái thánh nô từ tiểu thụ đi lên, danh tự này hẳn là cũng chỉ là dùng đến khác nhau thí luyện giả thân phận. Hắn đột nhiên nghĩ đến là, nếu như tích điểm tích lũy đủ, vậy bây giờ muốn khắc lục cái tên này, liền có thể lấy thông qua bảng điểm số, bị sở hữu người nhìn thấy. Đây là một cái rất tốt tuyên truyền cơ hội. Suy nghĩ một chút, từ tiểu thụ linh nghiệm lóe lên, tại tính danh một cột bên trên khắc bên trên vài cái chữ to, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến đông bộ tìm bản thiếu gia. Không có số lượng từ hạn chế. Đoán chừng khai phát chức năng này thiên cơ thuật sĩ, vậy không nghĩ tới sẽ có người như thế đi chơi. Giọt một tiếng vang nhỏ, ngọc bội liền gợi ý khắc lục thành công. Lại lật một cái, cơ sở tin tức nơi đó, đã có cải biến. Tính danh, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến đông bộ tìm bản thiếu gia. Tích điểm, không. Từ tiểu thụ nhìn vui vẻ. Cái này có ý tứ. Chỉ cần mình làm đến tích điểm, Tiêu Vãn Phong liền có thể lấy tại bảng điểm số bên trên tìm được mình. Tiếp lấy hẳn là liền có thể lấy có mục tiêu, hướng Vân Lôn dãy núi đông bộ khu vực chạy đến, hy vọng gia hỏa này có thể không táng thân đang đuổi dọc đường A. Từ tiểu thụ nghĩ đến, ba người tất cả đều khắc lục tin tức hoàn tất, thí luyện ngọc bội lại là một tiếng nhắc nhở. Giọt, mời thí luyện giả hướng hạch tâm khu vực Cửu Long Mạch dựa vào, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày về sau, còn dừng lại tại Vân Lôn dãy núi nội ngoại vi, toàn bộ đào thải. Hạch tâm khu vực, Cửu Long Mạch. Từ tiểu thụ vẫn còn đang suy tư lấy Cửu Long Mạch ở đâu, tính danh khắc lục sau khi hoàn thành, thí luyện ngọc bội đã lại đổi mới một cái mô đun, bản đồ. Linh nghiệm tìm tòi, trước mắt liền triển khai một chương, chỉ có ngọc bội người nắm giữ mới có thể nhìn thấy giả lập bản đồ. Bản đồ trong ngoài bị phân chia thành ba cái khu vực, ba tròn khảm bộ. Bên trong cùng, ở giữa khu vực trước mắt vẫn là màu xám khu vực. Giải tỏa chỉ có phía ngoài nhất một vòng, đây chính là sở hữu thí luyện giả ngẫu nhiên phân bố Vân Lôn, dãy núi nội ngoại vi địa khu. Đánh dấu bên trong, từ tiểu thụ nhìn thấy mình quả thật là tại đông bộ, thuộc Vân Lôn dãy núi nhất đông, phía ngoài nhất khu, mà Cửu Long Mạch liền là ở giữa cái kia một vòng. Trong vòng 10 ngày, nhất định phải đi theo chỉ thị, tiến vào Cửu Long Mạch bên trong, nếu không liền hội bị đào thải. Đã hiểu. Từ tiểu thụ gật đầu. Cái này cách chơi hắn giống như đã từng quen biết, cũng chính là thiếu một cái độc vòng, biến thành thời gian hạn chế, đem dê hướng điểm trung tâm đuổi thôi. Hắn muốn làm, không có gì hơn liền là đi đường, lại đi đường. Liễu Trường Thanh đồng dạng mắt nhìn bản đồ, lập tức nhìn về phía Từ Thiếu. Vân Lôn dãy núi tính cả chung quanh, ngang dù rằng không còn có mười mấy vạn dặm, nhưng thí luyện khu vực chỉ vạch ra thuộc về luyện linh giới phạm trù, cũng không có tính cả phàm tục khu vực, bởi vậy toàn bộ thí luyện phạm vi, ước chừng hơn 4 vạn dặm. Cửu Long Mạch thuộc ở giữa khu vực, nhưng muốn từ chúng ta bây giờ vị trí phía ngoài nhất, vượt qua vòng trong, đến cái kia khu vực hạch tâm, trong vòng 10 ngày, chúng ta hẳn là muốn đuổi hơn 3 vạn dặm đường. 10 ngày, 30.000 dặm đường. Từ tiểu thụ gật gật đầu, không có quá nhiều để ý, cái này nghe có chút xa, nhưng đối luyện linh sư tới nói không tính cái gì, chỉ cần là cái thí luyện giả, hẳn là đều có thể hoàn thành. Nhưng muốn chiếu cố đi đường cùng lừa tích điểm, vậy thì có điểm khó khăn. Tân cô đi theo Liễu Trường Thanh trông lại, hai người bọn họ trước mắt đều chỉ có thể sử dụng tiên thiên tu vi năng lực. Một khi vượt qua liền sẽ bị vân cảnh thế giới cảm giác, không thể làm loạn. Nếu không đối vương tọa, trảm đạo mà nói, cái này 30.000 dặm đường, tốc độ cao nhất phía dưới, thậm chí không dùng đến nửa canh giờ. Nói thế nào, đi đường, vẫn là soát tích điểm. Tân cô hỏi.
Chúng ta trước soát quét một cái tích điểm, dĩ nhiên không phải cướp người, mà là tìm xem vân thú. Từ Tiểu Thụ dẫn đầu quyết định chủ ý. Không trực tiếp đi qua Cửu Long Mạch bên ngoài, nằm vùng bắt người sao? Tân Cô Cô nghi hoặc, hắn thấy, đây là dễ kiếm nhất tích điểm phương thức. Từ Tiểu Thụ một cười, bản thiếu gia muốn trước bảng, đánh cái tuyên truyền. Tuyên truyền. Tân Cô Cô lông mày nhíu lại, trong mắt có nghi hoặc. Ân. Từ Tiểu Thụ vậy không có qua giải thích thêm, đợi hắn có tích điểm, mọi người hẳn là có thể đã hiểu. Lại mở ra bảng điểm số. 1. Sùng Uyên, tích điểm, 10.100. 2. Mộc Tiểu Công, tích điểm, 200. 3. Đoá Nhi, tích điểm, 100. 4. Chu Thiên Tham, tích điểm, 100. 67. Cố Thanh Tam, tích điểm, 100. Bảng danh sách nghiễm nhiên đổi mới. Nói chuyện công phu, lên bảng nhân số đã nhảy lên đến 67 vị. Đây đối với hơn 3 vạn thí luyện giả tới nói, chỉ có thể nói là rất ít, Từ Tiểu Thụ còn chứng kiến không ít quen thuộc danh tự. Hắn có chút hiếu kỳ. Lúc này lên bảng, khả năng đã không phải là vận khí, mà là có người bắt đầu ở tìm Vân Châu. Nhưng Vân Châu khó tìm như vậy sao? Ngoại trừ tiểu sư muội mò tới 2 cái, nhảy lên tới bảng 2, những người khác đều vẫn là 100 tích điểm, nói cách khác, riêng phần mình đều chỉ tìm tới một viên Vân Châu. Còn có, bảng 1 Sùng Uyên, bắt đầu chém một đầu vân thú, lúc này lại còn không ai có thể siêu việt. Phải biết, cái này Vân Lôn dãy núi thí luyện giả, đều là năm vực thiên tài đứng đầu nhân vật, làm sao có thể hội kìm nén bực bội, để cho người khác ép mình một đầu. Gia hỏa này thật sự là may mắn. Tân Cô Cô nhìn chằm chằm bảng danh sách, vậy nói thầm lên. Bắt đầu trả một vân thú, chiếu cái này tích điểm soát tình huống mới đến xem, cái này gọi Sùng Uyên, đoán chừng có thể treo trên bảng danh sách rất lâu. Cái này thật là tốt tuyên truyền hiệu quả, để cho người ta không nhớ kỹ cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, nhìn chằm chằm bảng điểm số, Tân Cô Cô đều có chút dục dịch. Người chính là như vậy, lúc đầu chỉ là tới đánh cái nước tương, nhưng một nhìn thấy có bảng danh sách, Tân Cô Cô cũng muốn tranh cái đứng đầu bảng chơi đùa. Đừng làm rộn. Từ Tiểu Thụ xem xét ra hỏa này ánh mắt, liền biết hắn đầu đang suy nghĩ cái gì, ba một cái hắn cho Tân Cô Cô một cái gõ đầu, nói ra, tiếp xuống các ngươi hai cái tận lực đừng xuất thủ, hết thảy giao cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia mới là thí luyện giả, các ngươi là thủ hộ giả, bảo hộ ta. Hắn bản ý là bên cạnh hai đại quỷ thú, tại còn không biết vân cảnh công năng như thế nào thời điểm, tốt nhất là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, để tránh bại lộ. Tân Cô Cô nghe vậy lại lật ra một cái liếc mắt, ngươi còn cần bảo hộ. Từ Tiểu Thụ ha ha một cười, lờ đi con hàng này, cảm giác vừa để xuống, liền bắt đầu tìm kiếm vân thú, vân châu. Trước hướng bên kia đi thôi. Hắn chỉ vào khu vực hạch tâm phương hướng. Từ nơi này hướng phía trước rảo bước tiến lên, lấy cảm giác phạm vi, chỉ cần gặp được vân thú, tuyệt đối chạy không được. Cùng một thời gian, Vân Lôn dãy núi bên ngoài khu vực, vô số thí luyện giả từ từng cái phương hướng chạy tiến, hướng Cửu Long Mạch khu vực nhanh chóng xuất phát. Lần luyện tập này người tham dự, đều là các vực thiên tài, không có một cái xuẩn. Ngoại trừ rơi xuống đất thuận tay có thể sờ đến Vân Châu bên ngoài, không có người sẽ nghĩ đến ngay từ đầu liền lập tức bắt đầu tìm kiếm Vân Châu, mà là đều đánh lấy cùng một ý kiến. Sớm tại Cửu Long Mạch bên ngoài nằm vùng, chỉ cần thời gian vừa đến, hậu phương người đuổi tới, tại chỗ chặn giết, trực tiếp nông dân xoay người, làm đến địa chủ. Đông bộ, một đầu cao 3 trượng cự thú trên thi thể, một cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn thiếu niên đứng ở cự thú đỉnh đầu, nắm vuốt trên tay thí luyện ngọc bội, nhíu mày. Đây không phải vân thú. Thiếu niên thu thanh lầm bầm, hắn không nhìn thấy bảng điểm số ra phát hiện mình danh tự. Đầy đất vết máu bên cạnh, còn đứng có một cái thần sắc cung kính. Bộ dáng tuổi trẻ, nhưng ánh mắt mang theo tang thương áo gai thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm cự thú thi thể, lắc đầu một cười, thiếu gia, đây là răng kiếm hổ, là linh thú, không phải vân thú. Thiếu niên thu thanh ngoái nhìn, Ngô lão, cái kia vân thú dáng dấp ra sao? Không rõ ràng. Bị gọi là Ngô lão áo gai thanh niên lắc đầu, nói ra, vân cảnh lão phu vậy là lần đầu tiên kiến thức, trước kia chỉ có tại kinh đô, tứ lăng thành các loại trọng thành thí luyện. Mới hội xuất hiện cùng loại thiên cơ thế giới, lần này Đông Thiên Vương Thành dùng nó, hẳn là chỉ là bởi vì thiên không thành hấp dẫn quá nhiều thiên tài, cho nên mới hội tế ra vân cảnh bực này chân quý thiên cơ thế giới đến. Thu Thanh nghe vậy, nhăn nhăn lông mày, quát lớn, nếu biết là tại vân cảnh, vậy ngươi liền muốn chú ý một chút tự xưng. Ngô lão khẽ giật mình, bật cười nói, quen thuộc, thiếu gia thứ tội, về sau nhất định chú ý. Đi thôi. Thu Thanh từ cự thú đầu lâu nhảy xuống, thật cũng không qua để ý nhiều. Lần này từ trung vực tới, chính là vì thiên không thành, mọi thứ cẩn thận một chút, không cần tại mảnh bên trên xảy ra sai sót, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là. Hắn nhìn chằm chằm thí luyện ngọc bội, trong mắt nhấp nhoáng dị dạng tia sáng. Sùng Uyên gia hỏa này làm sao nhanh như vậy liền có thể tìm tới vân thú. Còn thành công xử lý.
không phải là mượn trong tộc trưởng bối chi lực a? Thu Thanh có chút hoài nghi. Tất nhiên không phải. Ngô lão lắc đầu nói, cùng loại chúng ta tồn tại, có thể đi vào đã là không tệ, tại vân cảnh trong thế giới xuất thủ, một cái sơ sẩy, khẳng định sẽ bị vân cảnh tìm tới sơ hở, tiếp theo bị phát hiện. Ân, ngươi liền thật tốt đi theo ta là được rồi, không dùng ra tay. Thu Thanh tự tin nói. Ngô lão cười nhìn phía răng kiếm hổ thi thể, trong giọng nói có tán thưởng, thiếu gia mặc dù là tiên thiên tu vi, nhưng tông sư linh thú có thể tại 10 cái hiệp bên trong, thành công chém chết, cái này vân cảnh thế giới, cùng thế hệ ở giữa tin tưởng có thể địch nổi thiếu gia, không vượt qua số lượng một bàn tay. Đó là tự nhiên. Thu Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên ngạo sắc. Với tư cách trung vực thái hư thế gia truyền nhân, dù là lần này Đông Thiên Vương thành thí luyện tới các vực thiên tài, hắn vậy không tin có thể có bao nhiêu người, có thể cùng hắn thực lực sánh vai. Đi thôi, tiếp tục hướng phía trước. Thu Thanh vẫy tay một cái, liền hướng phía trước rảo bước tiến lên. Đến ở sau lưng có giá trị không nhỏ tông sư linh thú thi thể, trên thân tự nhiên có cực kỳ nhiều tài liệu chân quý có thể rút ra, nhưng Thu Thanh liền nhìn đều không muốn nhìn nhiều. Ngô lão gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Liền lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng gió. Hư một tiếng vang cực nhỏ, nhỏ bé yếu ớt đến liền Thu Thanh đều không có chút nào phát giác. Ngô lão lại lập tức con ngươi đột nhiên co lại, như lâm đại địch nhìn lại. Ai? Ngô lão một tiếng kinh uống. Thu Thanh mới phản ứng được, vội vàng quay đầu. Cách đó không xa trên núi đá, rơi xuống một cái thân mặc áo đen người trung niên, trong mắt có chút trêu tức ý cười. Ngô lão trong lòng một cái lộp bộp. Trung niên nhân, thí luyện giả nhất định phải là người trẻ tuổi, cái này vân lôn dãy núi bên trong, làm sao có thể xuất hiện một người trung niên? Ngươi là ai? Thu Thanh con ngươi ngưng tụ, trong lòng xách lên. Từ người mặc áo đen này trên thân, hắn lại cảm nhận được không thua gì Ngô lão phong ấn tu vi trước đó, khí thế cường đại, vẻn vẹn một ánh mắt đối mặt, Thu Thanh cũng có chút phía sau lưng phát lạnh. Người áo đen mỉm cười, một bước phóng ra, trong nháy mắt đi tới hai người trước mặt, đạm mạc nói, thí luyện quan, thí luyện quan. Thu Thanh không khỏi rút lui mấy bước, chỉ nghe nói qua thí luyện giả, không nghe nói qua thí luyện quan, người đến cùng là ai, chớ có giả thần giả quỷ. Người áo đen nhìn từ trên xuống dưới Thu Thanh, gật đầu một cái, ngươi không có vấn đề, cho nên ngươi cũng không cần gặp phải thí luyện quan, nhưng phía sau ngươi Ngô lão, khả năng cũng không nên xuất hiện ở đây. Một lời kết thúc, khí thế khắp ép, cỏ cây kinh rắt, cát đá cuồn cuộn. Thu Thanh trong nháy mắt ra đầu lóe sáng. Hắn đi theo phía sau Ngô lão, chỉ một thoáng vậy kịp phản ứng người này là gì mà đến, nhưng hắn trên mặt không có chút rung động nào, ta họ Ngô tên lão, có vấn đề gì? Người áo đen lắc đầu bật cười, họ Ngô tên lão, cái kia tự xưng đâu? Ta còn là lần đầu tiên nghe thấy có người tuổi trẻ tự xưng lão phu, ngươi không có vấn đề lời nói, là thiếu gia của ngươi có vấn đề. Ngô lão con ngươi nhíu lại, trong lòng hoảng sợ lên. Vẻn vẹn chỉ là một câu thất ngôn, liền bị bắt được. Vân cảnh thế giới, là toàn bộ hành trình có người nhìn chằm chằm. Nhưng liền xem như nhìn chằm chằm, làm sao có thể chính mình mới thất ngôn một câu, bất quá mấy câu công phu, người liền tìm tới cửa. Là, Ngô lão liền là Thu Thanh Vương tọa hộ vệ. Lần này, căn cứ Vương Thành thí luyện danh nghĩa, hắn áp chế tu vi, dùng bí thuật cải biến dung mạo, lấy một người trẻ tuổi thân phận tiến vào vân lôn dãy núi, vì, liền là xung phong đi đầu, giúp trung vực thái hư thu ra, tìm một phần thiên không thành cơ duyên. Không ngờ rằng, lúc này mới khó khăn lắm bước vào vân lôn dãy núi, thân phận, liền bại lộ. Thí luyện quan, Ngô lão tiến lên một bước, đem Thu Thanh che lại sau lưng. Tỉnh táo ứng đối, ta cũng không từng nghe nói qua cái gì thí luyện quan. Mà chỉ cần Vương Thành thí luyện bắt đầu, quy tắc không có đề cập đến đồ vật, ta cũng có thể lấy coi là ngươi là một địch nhân, mù tạo một cái thân phận, mong muốn cướp đoạt chúng ta tích điểm, không phải sao? Ngươi ngược lại là cơ linh. Người áo đen trong mắt có mỉa mai, âm thanh lạnh lùng nói, thí luyện quan vốn là không nhằm vào thí luyện giả, cho nên thí luyện giả cũng không cần biết được cái này chút tiềm ẩn quy tắc, nhà các ngươi thiếu gia có thể tiếp tục thí luyện, yên tâm. Ta không thương tổn hắn, ngươi để hắn lui ra phía sau một chút. Ngô lão, Thu Thanh trong lòng siết chặt, không dám rời xa. Thiếu gia lui ra phía sau chút. Ngô lão cắn răng, truyền âm nói ra. Thu Thanh chỉ có thể rời xa. Sau đó Ngô lão bình tĩnh nhìn lên trước mặt người áo đen. Hắn lui, sau đó thì sao? Sau đó, người áo đen chậm rãi nhấc tay lên, giống như là tử thần tại tuyên án. Lạnh lùng nói, sau đó phong ấn tu vi, giả mạo thí luyện giả, có ý đồ. Phá hư quy tắc ngươi, liền có thể đi chết. Chương 812, từ thiếu nha từ thiếu, không có ngươi ta nhưng làm sao bây giờ? Hắn một cái tuyên án bốn đầu tội ác, mà hậu chiêu một nắm, oanh một tiếng vương tọa giới vực nở rộ, trực tiếp đem Ngô lão bao phủ tiến vào trong đó. Oan uổng à! Bị vương tọa giới vực tiên cơ, Ngô lão trong lòng đã sợ hãi.
Hắn giờ phút này là phong ấn trạng thái, giải trừ phong ấn còn cần một chút thời gian, cực kỳ giống một đầu đợi làm thịt cừu non, làm sao có thể phản kích. Linh cơ khẽ động, hắn trực tiếp quỳ nằm trên đất, thí luyện quan oan uổng a, ta thật sự là thí luyện giả, ta mới tiên thiên tu vi, ta cũng không có phá hư quy tắc, hư. Một ngụm hắc đao từ thiên mà tới, giống như là tia chớp màu đen vạch phá thiên khung, bỗng nhiên bổ vào quỳ bò xổm trên mặt đất Ngô lão trên cổ. Thảo! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngô lão muốn rách cả mí mắt. Dưới sự bất đắc dĩ, toàn thân phong ấn khiêng hao tổn cơ nguyên đại giá cưỡng ép phá vỡ, oanh một cái trên người hắn nổ tung vương tọa khí tức. Hư không đột nhiên chấn động, cùng một thời gian, cửu thiên phía trên, mấy vạn linh gương bên trong đó một mặt biến thành màu đỏ như máu, cực kỳ hút con người. Nhiều yêu yêu quay đầu, nhìn chằm chằm trong đó hình tượng, khóe miệng nhếch lên. Tới, suy giới vực bên trong, máu tươi phun ra, một cái đầu người đông một cái lăn xuống bay đi. Sau đó, đạo tắc mẫn diệt chi lực che lồng Ngô lão thi thể hai phân thân thể, đem sinh mệnh lực triệt để ngăn cách, đoạn ngoại trừ phục sinh khả năng. Cho đến chết, Ngô lão thậm chí đều vẫn không có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Trảm đạo, hắn im ắng nỉ non, lăn lục đầu người hai mắt chừng đến lồi ra, có không hết hối hận. Cũng bởi vì một câu thất ngôn, một đao, hắn trực tiếp bị chém. Người áo đen vung tay lên, đem đầu người cùng thi thể thu lấy, lại đem hiện trường xử lý sạch sẽ, cười lắc đầu. Cần gì chứ? Phong ấn tu vi, mạnh mẽ xông tới thiên cơ thế giới, coi như chỉ là gặp được vương tọa cấp bậc thí luyện quan, chỉ cần không cùng ngươi nói nhảm, một đao cũng có thể chém tiên thiên tu vi ngươi, huống chi là ta, đợi làm thịt cừu non, xác thực buồn cười. Cảm thán một câu, áo đen thí luyện quan thu hồi giới vực. Mộng, bên ngoài Thu Thanh vẻn vẹn chỉ là vừa lui, không nghĩ tới đại chiến hết sức căng thẳng. Áo đen thí luyện quan giới vực trực tiếp đem Ngô lão bao phủ, đại biểu cho đây là vương tọa cấp bậc trở lên chiến đấu, hắn hoàn toàn không thể nhúng tay một chút, mà bất quá mấy hơi thở khe hở. Đợi đến giới vực lại lần nữa giải trừ thời điểm, Ngô lão đã không thấy. Trên mặt đất nhiều một khối bị xử lý qua đi huyết sắc vết tích, chỉ còn lại mơ hồ một điểm. Như không nhìn kỹ, thậm chí chỉ hội tưởng rằng đất đỏ. Thế nhưng, sát khí bừng bừng phấn chấn áo đen thí luyện quan ngay tại cách đó, không xa đối diện đứng thẳng, mà cái kia đất đỏ trước kia đứng đấy, nghiễm nhiên là hắn trung vực thái hư thu ra khách thanh Ngô lão a. Ta, Thu Thanh cả lâm, kinh ngạc không hiểu, ta Ngô lão đâu? Ngươi nói là vừa rồi người nhập cư trái phép kia. Người áo đen mỉm cười ngước mắt, nhìn qua Thu Thanh, trong mắt sát ý cửa hàng đóng đi, Thu Thanh đông một cái mềm ngã xuống mặt đất. Hắn không phải người nhập cư trái phép. Thu Thanh bất lực giải thích người. Ân, tốt, ngươi nói hắn không phải, hắn cũng không phải là. Người áo đen vậy ý thức được mình hù đến tiểu bằng hữu, dùng sức một cái chớp mắt, đem sát khí che giấu, cười tủm tỉm nói, ngươi tiếp tục thí luyện, nhà các ngươi Ngô lão có việc, muốn đi với ta một chuyến, ngươi không cần chờ hắn. Nói xong quay người lại, một bước, hai bước, xoát một cái ẩn vào đạo tắc, người áo đen biến mất không thấy gì nữa. Thu Thanh trong lòng sợ hãi. Chết! Ngô lão chết! Cũng bởi vì vừa rồi một câu tự xưng lão phu, Ngô lão cứ như vậy bị chém. Hắn nhưng là vương tọa đỉnh phong, khoảng cách trảm đạo chỉ thiếu chút nữa a. Lần này đi theo tới Đông Thiên Vương Thành, chỉ cần thời gian đầy đủ, Ngô lão không thể nói trước còn có thể thiên không thành giá lâm trước đó, đột phá vào trảm đạo. Thế nhưng, không có. Áo đen thí luyện quan vừa mới xuất hiện, trực tiếp nhân diệt Ngô lão vọng tưởng. Đồng dạng, cái này không qua loa nói cười bên trong, lật tay đem Ngô lão chém mất. Liền câu giải thích lời nói cũng không cho thí luyện quan đại nhân, càng cho thiếu niên Thu Thanh mang đến lớn lao sợ hãi. Ta có thể còn sống, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta là thí luyện giả, ta là thật tiên thiên tu vi. Thu Thanh bắp chân cũng bắt đầu run lên, đột nhiên sắc mặt nổi giận, vân cảnh thế giới. Này cẩu thí vân cảnh thế giới, căn bản cũng không phải là dùng đến khảo hạch thí luyện giả, đây là thánh thần điện đường thiên la địa võng. Mấy chục dặm bên ngoài, một bụi cỏ gỗ từ đó. Từ tiểu thụ ba người ngồi xổm. Phương xa chuyện, ba người đưa mắt nhìn nhau. Mẹ trứng, còn có thí luyện quan. Tân cô dọa sợ, từ cái kia di thiên trong sát ý, hắn có thể nhìn thấy cái kia chính là Hồng Y, còn cái gì thí luyện quan. Đây chính là hắn thiên địch. Trực tiếp chém, nói nhảm đều không nói a. Từ tiểu thụ khóe miệng vậy có chút run rẩy. Ba người hắn đi đường ít khi, gặp được thiếu niên Thu Thanh trảm thú, liền dừng lại nơi xa quan sát. Bởi vì cảm giác bên trong, cái kia Ngô lão mang cho từ tiểu thụ khí tức. Có chút kỳ quái, giống như là người bình thường, lại có chút không giống. Từ tiểu thụ hỏi Liễu Trường Thanh lại nói mình vậy nhìn không quá thấu, có thể là phong ấn thuật, vậy có thể là đặc thù công pháp dẫn đến, thuộc về hiện tượng bình thường. Liền Liễu Trường Thanh đều nhìn không ra môn đạo, từ tiểu thụ cũng liền không muốn lên trước chào hỏi. Nhưng không nghĩ tới mấy câu về sau,
Hai người nói chuyện với nhau bại lộ một cái tự xưng lão phu, mấy hơi thở công phu, áo đen chấp pháp quan liền xuất hiện, tại chỗ đem người chém. Kinh khủng như vậy, ngươi còn dám tự xưng lão phu sao? Từ tiểu thụ tỉnh táo lại, cười mỉm nhìn phía Liễu Trường Thanh. Lúc này Liễu Trường Thanh sắc mặt đều là đen kịt, có chút nghĩ mà sợ, cũng có chút may mắn. Nói, may mắn lão, ách, may mắn ta ngay từ đầu liền dùng thiên cơ thuật, cải biến ba người chúng ta ngôn hành cử chỉ, một mực không có thư giãn, liền sợ các ngươi ngôn ngữ phạm sai lầm. Còn tốt, Liễu Trường Thanh vỗ ngực thở, lần này, ta là bảo đảm mình một mạng. Tân cô còn tại làm hít sâu, một bên làm, một bên lau trên trán mồ hôi, cảm khái nói, đây con mẹ nó có ít đồ a. Vân cảnh thế giới, buộc người khác phong ấn thành tiên thiên tu vi, một khi người nhập cư trái phép bại lộ, không có có thể kịp thời mở ra phong ấn, lúc đầu muốn chém vương tọa, chảm đạo hồng y, toàn diện đều thành chảm tiên thiên, cái này không phải liền là dễ như trở bàn tay. Bắt rùa trong hũ. Tân cô sắc mặt đều trắng lấy, ta đường tỷ nói hồng y đều là nhân tinh, quả nhiên không phải gạt người. Từ tiểu thụ mắt thấy toàn bộ hành trình, đồng dạng bị hồng y thủ đoạn hù đến. Cái này thật cao minh. Lấy hư không đảo vì dụ hoặc, dùng vân cảnh thế giới tới bắt người, cái này một đợt muốn có bao nhiêu người xa lưới. Mấu chốt là, cái kia Ngô lão vậy không có làm cái gì quá mức, hắn nói đúng là sai một câu, không, nửa câu. Nhưng mà, cũng chỉ là như thế một cái tự xưng nguyên nhân, không có người. Tuyệt đối có người nhìn chằm chằm. Từ tiểu thụ chắc chắn, vân cảnh thế giới, tuyệt đối có thể đem thí luyện giả ở trong đó thí luyện hình tượng cho đưa ra ngoài. Đồng thời, 24 giờ không gián đoạn có người thay phiên chằm chằm thủ. Một khi người nhập cư trái phép lộ ra sơ hở gì, hồng y trực tiếp giết tới người trước mặt. Muốn thật sự là hồng y hiểu lầm thí luyện giả còn tốt. Nếu không phải, tốt một chiêu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Cái này một đợt hồng y tại tầng khí quyển, ngay cả ta đều không có thể nghĩ đến, thật sự là quá âm. Từ tiểu thụ từ đáy lòng cảm khái. Hắn đã coi như là cẩn thận từng ly từng tí, lại không nghĩ rằng liền một cái tự xưng sai lầm, cũng có thể để tự thân lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu là lần này không thể mắt thấy thí luyện quan xuất hiện, không thể nói trước mấy ngày qua đi, hắn một cái thư giãn, hoặc là Liễu Trường Thanh một cái thư giãn, ba người toàn quân bị diệt. Thậm chí trên trời đệ nhất lâu thánh nô cứ điểm bị đào được, Mộc Tử Tịch, Mạc Mạt, Tiêu Vãn Phong các loại, không hiểu ra sao cả, cũng muốn cõng nồi, cũng phải bỏ mạng. Các loại, nghĩ đến tiểu sư muội các loại, từ tiểu thụ đột nhiên trong lòng một treo. Nên sẽ không ta chỗ này không có xảy ra việc gì, tiểu sư muội ngược lại sai lầm. Bại lộ thân phận A, bị kinh sợ, bị động giá trị, cộng 1, dọa kêu to một tiếng. Từ tiểu thụ bỗng nhiên nghĩ, lần này ngẫu nhiên truyền tống, đừng nói là, hồng y cao tầng, còn đánh lấy tâm tư như vậy, đem sở hữu người phân tán, một cái đoàn đội bên trong, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy đầu óc không hiệu nghiệm, một khi không ra, liên quan quan hệ, nhổ tận gốc, tốt tuyệt. Từ tiểu thụ ý thức được không ổn. Hắn lúc này muôn phần may mắn mình đem tên khắc trở thành quảng cáo. Nhất định phải lập tức đạt được tích điểm, để mấy người bọn hắn người nhìn thấy, tới bên cạnh ta tụ hợp, nếu không đêm dài lắm mộng, không thể nói trước cái nào điểm bại lộ, trên trời đệ nhất lâu sở hữu người đều muốn bị giết. Từ tiểu thụ đằng một cái đứng dậy, giải thích nguyên do quan hệ về sau, tân cô, Liễu Trường Thanh sắc mặt vậy cực kỳ ngưng trọng. Ba người không dám nhiều ngừng, chạy đằng trước, bắt đầu dùng tiên thiên tốc độ cực hạn đột tiến. Vân Châu, Vân Thú, hiện tại còn vừa mới bắt đầu, bảng điểm số chỉ có khoảng 100 người. Chỉ cần trước kiếm lấy 100 tích điểm, tin tưởng sơ nắm thí luyện ngọc bội, thỉnh thoảng lật ra bảng điểm số mọi người, nhất định có thể nhìn thấy hắn từ tiểu thụ tên. Nhưng chỉ cần mấy ngày nữa, đối tích điểm chết lặng. Y theo Mộc Tử Tịch loại kia tính tình, rất có thể một cả ngày đều ở soát tích điểm, mấy ngày không nhìn bảng điểm số, chỉ vì vọt tới đứng đầu bảng cũng có thể. Tìm Vân Châu. Từ tiểu thụ trước định ra nhỏ mục tiêu, quyết định không tìm không đầu không đuôi vân thú. Ba người tốc độ như rùa phi nước đại. Lòng nóng như lửa đốt, lại cũng chỉ có thể thể hiện ra tiên thiên tốc độ phi hành. Không có cách, có người nhìn xem. Tây Bộ, một mảnh đất hoang bên trong, Tiêu Vãn Phong một thân một mình, bưng đĩa trà, ngửa đầu nhìn trời, khóc không ra nước mắt. Trời ạ, làm sao chỉ còn ta một cái người? Ngẫu nhiên truyền tống vào đến về sau, Tiêu Vãn Phong thình lình phát hiện. Hắn cái này thiên la chiến quán quân, tại không có thủ hộ giả dắt tay theo vào tình huống dưới, chỉ có thể là một mình phấn chiến. Kịp phản ứng đây hết thảy về sau. Hắn tuyệt vọng, lúc đầu đi theo từ thiếu đến vương thành thí luyện, hắn liền là một cái theo đuôi, chỉ cần bưng trà đổ nước liền có thể. Hiện tại thật muốn cho hắn lịch luyện, giấu kiếm trạng thái dưới, lịch luyện cái rắm a. Đừng nói lịch luyện người, liền xem như gặp được một đầu linh thú, đều đánh bất quá a. Tiêu Vãn Phong xem chừng mình gặp được người cùng linh thú, hẳn là chỉ có hai loại kết cục, hoặc là chạy thắng,
hoặc là bị ăn. Cái này khiến hắn sợ hãi. Cho tới đứng tại chỗ nửa ngày, hắn không biết đi con đường nào. Muốn đi nơi khác đi, lại sợ gặp được cái người hoặc thú, không muốn đi, lại chỉ có thể chờ chết. Từ thiếu nha từ thiếu, không có người ta nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Vãn Phong đắng hề hề, mặt đều xoắn xuýt thành một đoàn. Liền lúc này, cách đó không xa lại một đạo linh quang lóng lánh, hiển nhiên là có dị bảo xuất thế. Đi qua sao? Thiếu niên lại xoắn xuýt, sắc mặt ngưng trọng lại rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, sau đó đem trà lá nghiêng đi ra, từng mảnh nhặt ra, ném trên mặt đất. Đi qua. Không đi qua. Đi qua. Không đi qua. Đi qua. Đáng giận, tại sao lại là đi qua? Ta xác định vững chắc không đi. Cuối cùng một mảnh trà lá đếm ra đến, lại là đi qua, Tiêu Vãn Phong chân như rót chỉ, động đều không động được, làm sao dám đi qua. Mặt đất chân bên cạnh, lúc này đã chất đầy trà lá, Tiêu Vãn Phong đều có chút mắc đái. Hắn rơi xuống đất điểm hiển nhiên rất tốt, thỉnh thoảng liền có linh quang lóng lánh. Xa xa, Tiêu Vãn Phong còn có thể nghe được binh khí giao tiếp thanh âm, cùng thê lương người tiếng kêu thảm thiết. Điều này đại biểu lấy, có người vì cái này chút dị bảo, bắt đầu tranh đấu. Tiêu Vãn Phong lưu ý qua bảng điểm số, mỗi một lần dị bảo xuất hiện, không bao lâu, bảng điểm số liền sẽ thêm ra một đạo tên. Hắn hiểu rõ. Linh quang lóng lánh, đại biểu cho là Vân Châu đào được. Chỉ cần hữu duyên, ai đều có thể đi xông về phía trước một phen. Từ đầu đến giờ, Tiêu Vãn Phong gặp qua không dưới 7-8 đạo linh quang. Duyên là hữu duyên. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này chút Vân Châu hữu duyên không điểm A. Không thể cho Vân Châu nhóm danh phận, hắn đi qua làm cái gì? Chịu chết sao? Có lẽ, chịu chết vậy vẫn có thể xem là một loại lựa chọn. Đứng tại chỗ Tiêu Vãn Phong đột nhiên đốn ngộ. Hắn cảm thấy cùng bộ dạng này tại thấp thỏm lo âu bên trong độ qua 10 ngày, không bằng sớm đem thí luyện ngọc bội 3 lần bị lược đoạt, cơ hội dùng rơi, bị động khu trục. Về phần nói bóp nát thí luyện ngọc bội, cái rắm là cá nhân ai không có điểm hy vọng xa vời. Nói không chừng chỗ dễ gặp được yêu, gặp được từ thiếu nữa nha. Hắn Tiêu Vãn Phong có thể đứng đấy chết, không khuất phục nhục tự sát. Đi, tới xem, ta ngược lại muốn xem. Vân Châu đến cùng dài cái dạng gì, có cầm được hay không là hai chuyện, tới trại nuôi heo, tổng không liền một con lợn cũng không thấy, liền bị heo tiếng kêu dọa cho về nhà a. Nghẹn đủ lực lượng, Tiêu Vãn Phong đột nhiên tiến lên một bước, đi tiểu. Đi vệ sinh hoàn tất, hắn thần thanh khí sảng rót cho mình một bình trà rửa tay, dẫn theo kiếm gỗ, nhanh chân lưu tinh hướng Vân Châu đào được địa phương chạy tới. Loạn thạch bụi, một đạo linh quang tỏa ra dị sắc, khỏa che đậy ở giữa một cái đầu người lớn nhỏ thủy tinh châu. Thủy tinh châu hiện lên màu ngà sữa, trong đó có mây mù lượn lờ dị tượng, tản ra rõ rệt đạo vận khí tức, cùng bàng bạc linh lực. Mấy đạo bóng người từ bốn phương tám hướng xông đến, trong mắt sốt ruột. Cút ngay, cái này Vân Châu là ta. Ha ha, lão tử trước gặp đến, các loại linh quang tiêu tán, bảo vật này liền là lão tử, ai dám cùng lão tử đoạt. A, Vân Châu, đồ tốt a, trước sớm lấy được một viên, không nghĩ tới cái đồ chơi này không chỉ có ẩn chứa đại lượng tinh khiết linh nguyên. Còn có thể giúp người cảm ngộ đạo tắc, thế này sao lại là Vân Châu, đây là bí bảo a. Ta, đều là ta, bảy đạo bóng dáng chớp mắt là tới, cùng một chỗ rơi đứng tại Vân Châu linh quang bên cạnh. Đáng giận linh quang, đây tuyệt đối là cao tầng giở trò quỷ, Vân Châu đào được nương theo linh quang còn chưa tính, còn muốn duy trì lâu như vậy, rõ ràng hay là hấp dẫn nhiều người hơn đến tranh đoạt. Ha ha, cho nên nói đây là thí luyện, ngươi ngôn ngữ trong nghề, đi lên, đem cái này linh quang đập nát, Vân Châu về ngươi. Ta tin ngươi cái quỷ, cái này linh quang tông sư tới đều gõ không nát. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc. Còn tốt không có những người khác tới. Mấy người đề phòng lẫn nhau dò xét. Đột nhiên một người trong đó lên tiếng, đề nghị, mấy người các ngươi ta đều quen mặt, đều là cái này một mảnh lăn lộn, nơi này Vân Châu đào được rất nhiều. Trước mắt bảng điểm số bên trên, phần lớn đều là chúng ta cái này một bọn người. Ngươi muốn như nào? Bên hông một người khác chuyển mắt đối đầu. Liên thủ. Dẫn đầu lên tiếng người kia một cười, nơi này không ngừng chúng ta bảy cái, nhưng Vân Châu càng nhiều, chỉ cần chúng ta liên thủ, những người khác ngăn không được chúng ta, về sau tập hợp đủ toàn bộ Vân Châu, chúng ta chia đều. Tất cả mọi người là người thông minh, một cái nghĩ đến cùng nhau đi. Không sai đề nghị. Ta đồng ý. Ta cảm thấy có thể, tất cả mọi người là cao thủ, một tá một quá thua lỗ, dễ dàng bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta trước đó có gặp qua một viên Vân Châu đào được. Đánh thành ba bại câu thương, cuối cùng bị một người khác sờ soạng. Cái này vừa nói, lập tức sở hữu người càng thêm đồng ý đề nghị. Dẫn đầu lên tiếng người kia đầu nhất chuyển, cười nói, cái kia ngư ông, liền là ngươi đi. Ha ha, tự nhiên, bảo vật người có duyên có được, ta làm sao ngồi nhìn người khác xuất thủ. Lần này sở hữu người cũng thống nhất ý kiến. Chúng ta liên thủ, bảy người đoàn,
cái này một mảnh đem không có một cái nào có thể đánh. Rất tốt, tiếp đó, chỉ cần còn có cái nào không có mắt ra hỏa dám xuất hiện, trực tiếp đem hắn thí luyện ngọc bội bóp nát. Có người nói, không được, muốn cướp đoạt 3 lần, mới có thể bóp nát. Vậy có người không có hảo ý, thâm trầm cười. Ha ha ha, 7 người đồng thời nhìn nhau cười to. Liền lúc này, chỗ khúc quanh nhanh chân lưu tinh, bước ra tới một cái đoạn tuyệt gia hỏa, Tiêu Vãn Phong. Chương 813, nhà ngươi từ thiếu đâu, ta tìm hắn có việc. 7 đạo tham lam ánh mắt bắn ra mà đến. Tiêu Vãn Phong chỗ rẽ không có gặp được yêu, trực tiếp bị dọa đến mặt đều xanh biếc. Cái này, trước mặt linh quang bên bờ, một cái 7 người tiểu đội, ẩn ẩn có đoàn kết chi thế, đối đầu hắn cái này mới ra đời con cừu non, ánh mắt cũng bắt đầu xanh mơn mởn loài ánh sáng. Quả nhiên người đến. Trong 7 người có người cười ra tiếng. Tu vi gì? Ta vậy mà nhìn không ra. Vậy có người nghi hoặc. Gia hỏa này có chút quen mặt a, hắn không phải trên trời đệ nhất lâu bưng trà đổ nước người Tiêu Vãn Phong. Hắn một mình hành động. A, là, ngẫu nhiên truyền tống, gia hỏa này trực tiếp đụng tới cửa. Ha ha ha, thiên đường có lối ngươi không đi, thật đáng buồn. 7 người đoàn trong đội, hiển nhiên có Đông Thiên Vương thành người, nhận ra Tiêu Vãn Phong thân phận. Dù sao Từ Thiếu quá chiêu diêu. Mà suốt ngày cùng sau lưng Từ Thiếu, lại thật vừa đúng lúc cầm qua Thiên La chiến quán quân Tiêu Vãn Phong, coi là một cái buồn cười nhân vật phong vân. Trong đội ngũ có 5 vực người, không biết được Tiêu Vãn Phong thân phận bao nhiêu, gặp tu vi cảm ứng không ra, ngay từ đầu còn có chút sắc mặt ngưng trọng. Nhưng một khi đồng bạn giải thích, mấy người trong nháy mắt đều dễ dàng. Phàm nhân, tại Thiên La chiến bạo phát qua tiên thiên kiếm ý, nhưng căn bản không có tu vi, vậy không thể ra tay, vẻn vẹn chỉ là một cái bài trí một dạng hạ nhân. Mặt hàng này, làm sao đi vào Vân Lôn dãy núi, quả thực là lãng phí thí luyện danh ngạch. 7 người đội bên trong, ẩn ẩn có triển vọng thủ chi thế, chính là dẫn đầu đưa ra kết minh thanh niên Đồng Trung, hắn là nam vực người, vốn không biết Tiêu Vãn Phong, nhưng trải qua đồng bạn giới thiệu, đã rõ thế cục. Tiểu gia hỏa, tới, đem ngươi thí luyện ngọc bội hiện lên cho ta xem một chút. Đồng Trung gửi tiến lên ngoắc, trên mặt có lấy vẻ châm chọc. Tiêu Vãn Phong bước chân đều cứng ngắc lại, kinh ngạc nói, ta không có tích điểm, gọi ngươi qua đây. Đồng Trung trợn mắt dựng lên, nửa bước tông sư uy áp phủ xuống, giữa thiên địa ẩn ẩn nhiều một chút cực nóng khí tức, hắn sớm đã chạm đến tông sư thiên tượng cảnh cánh cửa, sở dĩ không đột phá, chính là vì vương thành thí luyện. Tại tiên thiên cùng thế hệ bên trong, hắn ngày bình thường chưa có địch thủ. Trước mặt cái này bưng trà đổ nước người, liền nửa điểm tu vi đều không, chỉ có một thức không thể ra tay tiên thiên kiếm ý, hắn Đồng Trung còn gì phải sợ. Tiêu Vãn Phong đối mặt khí thế cũng không dò xét, chí ít trong lòng nửa điểm gợn sóng đều không. Lại lớn khí thế hắn lĩnh giáo qua, trước mặt gia hỏa này, liền Từ Thiếu cũng không sánh nổi, tự nhiên không có khả năng để hắn rối tung lên. Có thể coi là chấn định, hắn trên mặt cũng chỉ có thể biểu hiện ra khúm núm, ngôn ngữ vậy ấp úng. Ta thật không có tích điểm, các vị đại ca, các ngươi cũng biết ta là phàm nhân nha, ta chính là đi theo Từ Thiếu tiến đến đục nước béo cò, bây giờ bị ngẫu nhiên truyền tống mở, không dám nhúc nhích, làm sao có thể có tích điểm. Giả ngây giả dại, Tiêu Vãn Phong sở trường trò hay. Tới. Đồng Trung vừa quát, liền muốn động thủ, Tiêu Vãn Phong liên tục không ngừng rút ra 2 chân, nơm nớp lo sợ đi đến, thuận tiện lấy đem ngọc bội đưa tới, ôn tồn nói, các vị đại ca nhìn một cái, muốn thật nghĩ soát tích điểm không cần tìm ta kỳ thật, nhưng muốn bóp nát ta ngọc bội, đưa ta ra sân lời nói, ta, cũng không thể nói gì hơn. Hắn thái độ thành khẩn, thí luyện ngọc bội rất nhanh đưa cho Đồng Trung. Đồng Trung bóp qua xem xét, trên đó quả nhiên biểu hiện tích điểm vì không, lần này hắn sắc mặt khó coi. Vốn cho rằng gặp được cái con cừu non, trước tiên có thể nếm thử bắt đầu chất béo. Chưa từng nghĩ cái này cừu non quá nhỏ, liền cân lượng nhét kẽ răng thịt đều không có. Nói thế nào? Đồng Trung quay người nhìn về phía mấy vị đồng bạn. Bóp nát thôi, loại người này, giữ lại có ý nghĩa gì? Có người không quan tâm nhún nhún vai. Nhưng vậy có vương thành người đưa ra không đồng ý với ý kiến, trừ vị có chỗ không biết, gia hỏa này đi theo Từ Thiếu, chính là bán thánh truyền nhân. Lần này đoàn đội bên trong mấy người kinh ngạc. Bán thánh truyền nhân. Thân phận này cũng không tốt đắc tội. Đồng Trung trên mặt hiện lên chần chờ, nhưng rất nhanh có quyết đoán, thâm trầm một cười, chư vị tới đây, không phải là vì cơ duyên. Nếu như tiến vào cái này phương thí luyện không gian, còn muốn lo lắng bán thánh truyền nhân thân phận, liền giữa đồng bối tranh đấu đều muốn sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, ngày sau còn có thể nào theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai. Hắn phản thần hỏi một chút, sở hữu người đều bị hỏi khó. Xác thực. Tiến vào thí luyện không gian, vốn là không thân phận lập trường có thể nói. Tất cả mọi người là ngang hàng chi tranh, không có khả năng gây ra bán thánh thế lực lớn nhân vật. Những lão quái vật kia, vậy không lại bởi vì tiểu bối thí luyện tranh đấu, mà sẽ mặt xuống xuất thủ.
Huống chi, mấy người bọn hắn muốn làm thịt, cũng không phải là bán thánh truyền nhân Từ Thiếu, mà là Từ Thiếu sau lưng một giới không có ý nghĩa hạ nhân, Tiêu Vãn Phong. Như thế nào? Đồng Trung hỏi lại. Có thể giết, không sai, tu sĩ chúng ta, không cần sợ đầu sợ đuôi. Khi như đệ bát kiếm tiên, bế nghệ thế nhân. Chém, bực này rác rưởi, lưu tại Vân Lôn dãy núi. Vậy nhạt không đến tích điểm, cùng để hắn còn sống thụ người khác vũ nhục, không bằng chúng ta hiện tại sớm tiễn hắn bị loại, còn tính là chừa cho hắn một chút mặt mũi. Đồng ý. Tán thành. Thêm một. Bảy người rất nhanh đã đạt thành nhất trí ý kiến. Tiêu Vãn Phong lúc này đã không cười được. Hắn không nghĩ tới lần này những người thí luyện ác như vậy, liền Từ Thiếu thân phận đều không dò xét, cũng bởi vì hắn không thể cống hiến ra mấy cái tích điểm, muốn đem hắn trực tiếp đưa tiễn. Ngọc bội kia. Đồng Trung giơ lên cao cao trên tay thuộc về Tiêu Vãn Phong thí luyện ngọc bội, một tiếng cười gằn, hủy thôi. A, lời nói đến một nửa, trong hư không đột nhiên nổ tung đầy trời kiếm ý. Đồng Trung trên tay lửa nóng hừng hực còn chưa từng thiêu đốt, một đạo thô to lớn kiếm khí màu trắng, từ đuôi đến đầu đem hắn toàn bộ người xuyên qua. Đồng thời, thí luyện ngọc bội cũng bị cao cao hút bay mà lên. Kiếm ý, đoàn đội bên trong còn lại 6 người biến sắc. Bất thình lình kiếm ý, không ngờ đạt đến tông sư cấp độ. Tiêu Vãn Phong, là kiếm tông. Sở hữu người kinh dị nhìn phía dẫn theo kiếm gỗ Tiêu Vãn Phong, không ngờ phát hiện, gia hỏa này vậy một mặt mộng bức, một bộ phát sinh cái gì biểu lộ. Tông sư kiếm ý, không phải hắn, có người kêu sợ hãi, quay người chỉ hướng xa bên cạnh, mau nhìn. Mọi người cùng soát soát ngoái nhìn. Nơi xa trên núi đá, dạo bước đến một cái thân mặc màu trắng trang phục tiểu cô nương, nàng treo cao tuyết trắng cự kiếm, trên mặt tràn đầy lãnh ý. Tiểu cô nương quá trẻ tuổi, thân cao so với Tiêu Vãn Phong còn muốn thấp, nhìn qua tuổi tác tựa hồ vậy so Tiêu Vãn Phong còn muốn nhỏ. Trẻ tuổi như vậy, tông sư kiếm ý. Bảy người đội cùng nhau bị dọa phát sợ. Thái hư thế gia, cũng khó có thể bồi dưỡng được như vậy kiếm đạo chắc tuyệt thiên tài a. Cổ kiếm tu bên trong, có thể tại bực này niên kỷ tu thành tông sư kiếm ý, vậy nên tính là phượng ngao lân giác a. Ngươi là người phương nào? Đồng Trung khiêng trên thân kịch liệt đau đớn, dựa vào ý chí cường đại. Mạnh mẽ tại kiếm khí bên trong nghiêng đầu qua, kinh thanh quát hỏi. Chỉ gặp áo trắng tiểu cô nương trên tay tuyết trắng cự kiếm lắc một cái. Xùy, huyết sắc bay lên. Một đầu cánh tay trực tiếp ném bay ra ngoài. A, Đồng Trung phát ra thê lương gào thét, đó là tay hắn. Như vậy không nói hai lời, trực tiếp gỡ người một tay thủ đoạn, quả thực cho ở đây sở hữu người dọa thảm rồi, bao quát Tiêu Vãn Phong. Tiểu cô nương này dáng rất tinh xảo, trên bản chất, lại là cái sát nhân cuồng ma. Buông hắn ra. Bảy người đội bên trong, rốt cục có người gánh không được áp lực. Tất cả mọi người là người thông minh, biết được nếu như Đồng Trung chết đi, kế tiếp liền muốn đến phiên bọn hắn, cho nên một người đứng ra, còn thừa mấy cái vậy cùng nhau đi ra, cản đến Đồng Trung trước người. Ngươi đừng ép ta, coi như ngươi là kiếm tông, cùng lắm thì chúng ta tại chỗ đột phá tông sư thiên tượng cảnh, tin tưởng chúng ta ở đây bảy người, bảy đại tiên thiên đỉnh phong đồng loạt đột phá, liền ngươi vậy khiêng không, bia nặng. Bạch y tiểu cô nương không có hai lời, tuyết trắng cự kiếm trùng điệp chìm xuống. Thiên khung phía trên, một đạo hắc quang quay đầu oanh đến, trực tiếp đem lên tiếng người đánh gãy, thuận tiện lấy đem oanh đến trong lòng đất. Phốc, trên mặt đất đã mất đi phát ra tiếng người bóng người, nhưng trong hố sâu, lại có huyết hoa nở rộ. Lần này bảy người đoàn đội bên trong còn thừa 5 người rốt cục ý thức được tình huống, không ổn. Tới là kẻ hung hãn. Gia hỏa này là ôm một trọi 7 dự định đến, đồng thời, nàng có thực lực này. Xin lỗi, nữ hiệp, ta cùng Đồng Trung cũng không quen, cái đoàn đội này vậy mới vừa vặn tổ kiến. Lập tức có người hưu một cái rút lui mấy bước. Những người còn lại thấy thế, nhao nhao tỉnh ngộ. Đúng, đoàn đội vừa xây, bây giờ giải tán, nữ hiệp nếu như cùng Đồng Trung bọn hắn có thù, tìm bọn hắn là được, ta cùng bọn hắn chỉ là sơ giao. Bèo nước gặp nhau, cáo từ. Còn có người trực tiếp lựa chọn người nhẹ nhàng rời đi. Các ngươi, bị kiếm khí định trụ Đồng Trung tức giận đến kém chút thổ huyết. Đầu một trận mê muội, nửa ngày không có chậm tới. Bạch y tiểu cô nương lạnh giọng vừa quát, muốn đi. Còn lại 5 người lui lui, cùng nhau định xuống bước chân, liền ở hậu phương đông lại. Ha ha, nào có sự tình. Chúng ta liền lui lại chút, tất nhiên không đi, nhìn các ngươi giải quyết sự tình. Sung làm nhân chứng. Là, cái này Vân Châu về ngươi, chúng ta vậy không tranh giành, dù sao ta rời khỏi. Ta vậy rời khỏi. Ta vậy, sở hữu người cao giơ hai tay, một bộ đầu hàng trạng. Nói giỡn. Một cái lãnh huyết kiếm tông, bảy người đồng loạt đột phá, giết hay không đến qua khó mà nói. Nhưng muốn đột phá trở thành tông sư, nếu là lấy sau cùng không đến bảng điểm số 36 người đứng đầu, cũng hoặc là tại về sau thí luyện bên trong bị người tận lực tranh đúng, rất dễ dàng liền sớm bị loại. Nói như vậy, liền thánh cung thí luyện, đều chỉ có thể là xa nhìn nhau từ xa,
khát cầu không được. Lúc trước đột phá một lời, bất quá chỉ là uy hiếp thôi. Bảy người đội, thoáng qua bị đột nhiên xuất hiện Bạch Y Kiếm Tông đánh ngã. Tiêu Vãn Phong ở bên nhìn nghiêng đến không rõ, ngay cả mình thí luyện ngọc bội rơi đất lên đều không phát giác. Hắn cũng không dám lui. Hắn hiện tại liền đợi đến cái này Lãnh Huyết Kiếm Tông, muốn thế nào tuyên án mình sinh tử. Chưa từng nghĩ, hét lại đám người về sau, Bạch Y tiểu cô nương dẫn theo Tuyết Trắng Cự Kiếm, đi tới Tiêu Vãn Phong trước mặt, lại đột nhiên mặt giãn ra một cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi là Tiểu, Từ thiếu người. Chúng ta quen biết. Tiêu Vãn Phong ngẩn ngơ, ẩn ẩn cảm thấy trước mặt cái này so với chính mình thấp một nửa tiểu cô nương, có chút quen mắt. Ta gọi Tô Thiển Thiển. Tô Thiển Thiển có chút một cười, Linh Khuyết giao dịch hội thời điểm, ta gặp qua ngươi, ta là Chu Thiên Tham bằng hữu. Chu Thiên Tham. Nhắc tới cá nhân, Tiêu Vãn Phong liền quen biết. Tên kia tại Linh Khuyết giao dịch hội trải qua kiều quái dị, còn tưởng là qua Từ thiếu cùng Hoa Minh cô nương tranh chấp bên trong Hòa Sự Lão, Tiêu Vãn Phong nhận biết. Hắn nhớ lại một cái, nghĩ tới cái này gọi là Tô Thiển Thiển, xác thực hôm đó đi theo Chu Thiên Tham cùng Hoa Minh, đi vào qua Từ thiếu ghế lô. Nhưng người này không nói một lời, trầm mặc đến cực kỳ. Chưa từng nghĩ, là cái cổ kiếm tu chi kiếm tông. Niên kỷ, so với chính mình còn nhỏ, còn có thể xuất kiếm, không bị hạn chế loại kia. Thiên tài. Giấu đủ sâu. Tiêu Vãn Phong nháy mắt một cái ba, cảm giác mình được cứu rồi. Lúc này Tô Thiển Thiển xoay người nhặt lên hắn thí luyện ngọc bội. Cười đưa qua, ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi, thiên la chiến thời điểm, nghe nói ngươi đột phá tới tiên thiên kiếm ý, nhưng vậy có người nói, đó là tông sư kiếm ý. Ta biết ngươi. Tiêu Vãn Phong liên tục không ngừng nói bổ sung. Tô Thiển Thiển cười không ngớt. Đây là tiểu thú ca ca bằng hữu, đối với nàng mà nói, chính là mình bằng hữu. Mà rất rõ ràng, trước mắt đám này bảy người đội, liền là đang khi dễ chính mình cái này không thể xuất kiếm bằng hữu. Gặp chuyện bất bình, rút kiếm tương trợ, đây là tiểu thú ca ca dạy qua, Tô Thiển Thiển đến nay còn không quên mất. Cho nên, ngươi là kiếm tông. Tô Thiển Thiển hỏi. Ta, Tiêu Vãn Phong chần chờ tốt một hồi, nghĩ đến Từ thiếu cùng Tị Nhân tiên sinh khẳng định, không xác định đáp, khả năng, hẳn là, đúng không? T. Chung quanh mấy cái vây xem ra hỏa kinh ngạc. Liền mới từ trong hố sâu leo ra bị oanh gãy chân thanh niên, cũng thiếu chút một lảo đảo, tay nhịn không được, muốn ngã về trong hố đi. Lại là kiếm tông. Cái này đặc biệt mẹ, người khác bắt đầu nhặt Vân Châu, chúng ta bắt đầu tao ngộ hai đại thiếu niên kiếm tông. Tô Thiển Thiển trên dưới đánh giá Tiêu Vãn Phong, tựa hồ nhìn ra điểm Tiêu Vãn Phong sở tu kiếm thuật môn đạo, nhưng không có hỏi nhiều. Nàng xoay người lại, nhìn quanh bảy người đội, sắc mặt quay về khôi phục lại lạnh nhạt. Ta đếm ba tiếng, kết thúc trước đó, nếu như không thanh thí luyện ngọc bội giao cho ta, ta liền riêng phần mình đưa các ngươi một kiếm. Cần biết, vân cảnh thế giới truyền tống vào tới là các ngươi thực thể. Tuy nói ở chỗ này, người chết hội phát động thí luyện ngọc bội bảo hộ cơ chế, đem bọn người hộ tống bị loại. Nhưng nếu như trên tinh thần các ngươi gánh không được tử vong đả kích, đó chính là đi ra, cũng là một người chết, có thể hiểu. Sở hữu người nghe vậy, sắc mặt đều chìm. Cái này bọn hắn đương nhiên biết. Chém xuống một kiếm, nếu như quá cường đại, chính là nhục thể bị thí luyện ngọc bội bảo vệ dưới tới. Trên tinh thần tử vong, vậy mang ý nghĩa linh hồn tiêu vong, lại không phục sinh khả năng. Nói ngắn gọn, Tô Thiển Thiển một kiếm khả năng chảm không chết bọn hắn nhục thể, nhưng cũng lấy chém chết bọn hắn linh hồn. Người khác khinh người quá đáng. Đồng Trung tại kiếm khí bên trong quát lớn. Tô Thiển Thiển mắt sắc nhất chuyển, nghiêng qua hắn một chút, trên tay run lên một cái kiếm hoa. Xùy lại một đầu cánh tay bay ra. A! Đồng Trung kêu thảm. Ác ma! Đó là cái ác ma. Mấy người đều bị sợ choáng váng, tiểu cô nương này thật đáng sợ, bọn hắn liền không có gặp qua như thế lãnh huyết người. Nói gỡ người cánh tay liền gỡ người cánh tay, không, nàng thậm chí đều không nói. Ba, Tô Thiển Thiển bắt đầu đếm ngược. Tiêu Vãn Phong bị cô nương này một thân sát ý kinh đến. Đây là trải qua cái gì, mới sẽ để cho tuổi tác như vậy tiểu cô nương, lãnh huyết đến tình trạng như thế, liền hắn nhìn xem đều có chút sợ hãi. Bảy người đội sắc mặt âm tình bất định. Hai, Tô Thiển Thiển xách ngược Tuyết Trắng Cự Kiếm. Bảy người cắn hàm răng, liền nắm đấm cũng bắt đầu nắm chặt. Một, Tô Thiển Thiển mắt sắc một ngậm, đầy trời kiếm ý nhào mở. Chỉ một thoáng giữa thiên địa mỗi một hạt cát bụi đều đằng không bay lên, hóa thành một viên phi kiếm. Lít nha lít nhít khói bụi kiếm giới, quả thực để người tê cả da đầu. Một thức này, đại biểu cho kết thúc, vậy đại biểu cho không người có thể lấy chống cự. Ta giao, tha mạng, quấn ta một mạng. Ta không có tích điểm a. Ta có 100 tích điểm, ngươi soát đi, ta nhận, lần này ta nhận thua. Tại Tô Thiển Thiển cuối cùng xuất kiếm ngay miệng. Bảy người đội rốt cục nhận thua, bọn hắn không chống đỡ được áp lực. Cổ kiếm tu thật đáng sợ. Tại cái này vân lôn dãy núi bên trong,
cổ kiếm Tu Chi kiếm tông, càng là không thể nhất gây đám người kia. Bại bởi Tô Thiển Thiển, không mất mặt. 300 tích điểm. Tô Thiển Thiển thu nhận trong 7 người 6 người riêng phần mình một nửa tích điểm. Sau đó, nàng quay đầu nhìn về linh quang bên trong Vân Châu. Còn có thứ này đâu? Một tiếng lẩm bẩm, tuyết trắng cự kiếm nhấc lên, một chảm. Oanh! Liền tông sư đều khó mà phá hư Vân Châu linh quang nổ nát vụn, ở đây mấy người thấy lông mày cuồng loạn. Cái này lực phá hoại, Tô Thiển Thiển tiến lên, bưng lấy Vân Châu, nhắm mắt thu vào. Vân Châu hóa thành tinh thuần năng lượng, dung nhập nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể. Nấc nho nhỏ một ở no nê, Tô Thiển Thiển gương mặt xinh đẹp có chút một hồng, rất nhanh khôi phục như thường. Làm xong đây hết thảy, nàng mới xoay người, huy kiếm quát lui người không có phận sự, sau đó rơi xuống Tiêu Vãn Phong trước mặt, lại nhàn nhạt một cười. Nhà ngươi Tử Thiếu đâu, ta tìm hắn có việc. Chương 814, chư vị, các ngươi bị ta Tử mỗ người bao vây. Hắt xì, ai nhớ thương ta? Cuồng đi đường Từ tiểu thụ hắt hơi một cái. Hắn cảm thấy mình vậy còn chưa lên bảng A, làm sao lúc này liền có người bắt đầu nhớ thương mình tích điểm. Chạy vội nửa ngày, trơ mắt nhìn xem bảng điểm số nhân số càng ngày càng nhiều, từ khoảng 100 người, đến bây giờ hơn 3.000 người. Tuy nói đại đa số cũng chỉ là ban đầu nhất 100 tích điểm, nhưng tốt xấu người ta lấy được Vân Châu, Từ tiểu thụ liền Vân Châu bóng hình đều không thấy được. Chuyện gì xảy ra? Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Liền tân cô vậy có chút tức giận, chúng ta vận khí đen đủi như vậy sao? Hơn nửa ngày sờ không được một viên Vân Châu, liền vân thú đều không thấy được một đầu, ngược lại là linh thú chém mấy cái. Vân thú? Lúc này ngươi còn nhớ thương vân thú? Liễu Trường Thanh nhịn không được bạch nhãn, hắn giờ phút này với tư cách dưới một người, trên vạn người thiên cơ thuật sĩ, cũng không thể không tin huyền học so thiên cơ học càng hơn một bậc. Nửa ngày thời gian, hơn 3.000 người tìm được Vân Châu. Ba người bọn hắn một tông sư, một vương tọa, một trảm đạo, không nghĩ tới phong ấn tu vi về sau, liền bảng điểm số trước 3.000 đều chen không đi lên. Là thời điểm thay đổi sách lược, Từ tiểu thụ vậy bắt đầu nghĩ lại mình vấn đề. Hắn đi đường nửa đường gặp một chút người, nhưng nhìn mọi người đều rất gầy yếu, chất béo căn bản vốn không nhiều, cho dù cướp đoạt một cái, kiếm được tích điểm cũng chỉ có đối phương một nửa. Bởi vậy, hắn đem những này người bị lược đoạt cơ hội đều giữ lại, một lòng chỉ muốn tìm vân thú. Nhưng vân thú quá khó tìm. Đừng nói vân thú. Hắn đến bây giờ liền Vân Châu hình dạng thế nào đều không có gặp qua. Mở ra bảng điểm số. 1. Sùng Uyên, tích điểm, 24.200. 2. Đoá Nhi, tích điểm, 2.700. 3. Tô Thiển Thiển, tích điểm, 1.050. Bảng danh sách 3 vị trí đầu đều đã xông lên 4 chữ số. Khoa trương nhất đứng đầu bảng, nghiễm nhiên là săn giết được 2 đầu vân thú xu thế, lại có hơn 20.000 điểm, trọn vẹn vượt qua bảng 2 sắp gấp 10 lần. Từ tiểu thụ hít mắt lại. Hắn cảm thấy mình thật sai. Tìm vân thú quá không đáng tin cậy, hắn cũng không có đứng đầu bảng như vậy khí vận, liên chạm 2 đầu. Mà muốn để cho mình tên lên bảng, không hề nghi ngờ, nhất định phải bắt đầu giết người. Tô Thiển Thiển, Từ tiểu thụ nhìn chằm chằm bảng 3 1050, tích điểm, thì thào nói nhỏ. Cái này tên quá quen thuộc, đến từ Thiên Tăng Linh Cung kiếm tông thiên tài, tại loại này thí luyện trong trận đấu, rất dễ dàng liền xảy ra màu. Nhưng hắn không chú ý Tô Thiển Thiển tên. Mà là chọn chúng đối phương tích điểm. Cái này 50, tích điểm liền cực kỳ linh tính. Hiển nhiên không đại khai sát giới người, là không lấy được 50 loại này số lẻ. Cố gắng, chúng ta muốn đổi loại phương thức. Từ tiểu thụ tại trên tảng đá lớn đứng dậy, mệt mỏi là giả vờ, đi đường đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không. Ta cũng đã sớm nói không thể nhân từ, một đường chém tới lời nói ít chúng ta bây giờ cũng phải có hơn mấy trăm tích điểm. Tân cô lúc này phàn nàn. Từ tiểu thụ nâng chán, bản thiếu gia tưởng rằng, tiền thối lại vân thú giết, so 50 tích điểm từng cái đánh, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, trong lúc này còn không tính khả năng gặp được một chút, cùng chúng ta một dạng kẻ nghèo hèn, đánh nhau chỉ hội lãng phí thời gian. Chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới, vân thú, khó tìm như vậy, quá khó khăn. Liễu Trường Thanh vậy lắc đầu cảm khái, thật không biết cái này Sùng Uyên làm sao tìm được, vậy mà săn giết 2 đầu vân thú. Mới nửa ngày thời gian, đứng đầu bảng hất ra những người khác mười mấy con phố. Điều này hiển nhiên không phải mọi người năng lực không được, mà là Sùng Uyên khí vận cho phép. Giết người. Từ tiểu thụ ánh mắt một ngậm, bắt đầu có sát khí, hắn gấp. Liền tại 3 người đồng thời đứng dậy một sát, nơi xa một đạo linh quang dâng lên, làm cho người nhìn chăm chú. Có biến. Tân cô kinh hỉ ngoái nhìn. Đi qua. Từ tiểu thụ quyết định thật nhanh, liền các loại đều không muốn chờ, lập tức nhổ thân mà động. Linh quang. Bảo vật xuất thế. Có lẽ là Vân Châu. Sông. Vân Lôn dãy núi đông bộ khu vực, như từ tiểu thụ bình thường kìm nén đến hoảng, có khối người. Hiển nhiên đông bộ Vân Châu thiếu thốn tình huống, là sở hữu người đều gặp,
cũng không phải là từ tiểu thụ bị vân cảnh thế giới nhằm vào. Cho nên khi cái này một đạo đặt ở lúc đầu khả năng, cũng không sẽ chọc cho đến quá nhiều người chú ý linh quang xuất hiện, lúc này mọi người nghẹn đỏ mắt, vừa nhìn thấy, nhao nhao khởi hành tiến về. Cái gì mới vào vân lôn dãy núi, phải cẩn thận mà đi dự tính ban đầu, lập tức cho quên sạch sành xanh. Linh quang dâng lên chi địa. Hai tên thí luyện giả kết bạn mà đi, lúc đầu hai người chỉ là ở đây tạm thời đặt chân, phàn nàn một cái bảng điểm số đứng đầu bảng Sùng Uyên không phải người quá thay, lại đậu đen rau muống hạ mình nửa ngày tìm không thấy một viên Vân Châu. Chưa từng nghĩ, vận may đột nhiên rơi xuống trên đầu. Vân Châu. Khi mười mấy mét, em có hơn viên kia bị linh quang lôi cuốn lấy đào được Vân Châu, lọt vào trong tầm mắt lúc, hai người con mắt trong nháy mắt sung huyết, rốt cục đến phiên chúng ta, mẹ hắn, đông bộ là thật cằn cỗi, chúng ta tìm mấy ngàn dặm, mới gặp được cái này một viên. Tranh thủ thời gian nhận lấy, lúc này mọi người đều nghẹn đỏ mắt, tin tưởng cái này một đạo linh quang, hội dẫn tới quá nhiều không phải là. Hai người lên một lượt trước. Chỉ là một đạo linh quang, bọn hắn cũng không để trong lòng. Lập tức quanh thân linh nguyên hội tụ, hai tên thí luyện giả đồng thời xuất thủ, y theo trước kia định ra quy củ, trước được bảo, sau chia của, hai đạo linh nguyên cột sáng trong nháy mắt phá vỡ hướng về phía Vân Châu linh quang. Bành! Một tiếng nổ vang, Vân Châu linh quang sừng sững không động. Cứng như vậy, hai người kinh ngạc. Tiên thiên đỉnh phong một kích, tuy nói cũng không từng dùng tới toàn lực, là vì sợ tổn thương Vân Châu. Nhưng cái này 5 điểm khí lực một kích, thả làm là bình thường tiên thiên, vậy gánh không được a. Toàn lực. Hai người nhìn nhau gật đầu, có quyết đoán. Oanh. Lại là một thanh âm vang lên, toàn lực công kích về sau, linh quang vẫn như cũ sừng sững không nát. Lần này hai người sắc mặt có chút biến thành đen. Cấp bậc tông sư phòng ngự, không thể nói trước liền thiên tượng cảnh một kích toàn lực, cũng có thể lấy kháng trụ. Tất cả mọi người là thiên tài, hai lần nếm thử qua đi, liền suy đoán ra cái này Vân Châu linh quang độ cứng. Hư hư hư. Chính suy tư đối sách ở giữa, chân trời mấy đạo cướp tiếng gió truyền đến, bóng người rơi xuống, hiển nhiên là Vân Châu linh quang hấp dẫn người khác tới. Ha ha ha, quả nhiên là Vân Châu, chúng ta vận khí nhưng quá tốt rồi. Đây cũng là một cái ba người tiểu đội. Trải qua nửa ngày thời gian, mọi người đều biết tại vân cảnh trong thế giới, thông tin châu cũng không dùng được, bởi vì mà vì phòng ngừa bị đơn giết, nhao nhao kết minh. Cái này một ba người đội rơi xuống, trước kia kết bạn hai người, liền có chút áp lực. Hai vị vận khí tốt như vậy, lại còn chờ chúng ta tới, ôm cây đợi thỏ. Ách không đúng, thủ thỏ đợi thỏ. Ba người đội thủ lĩnh Chu Đông cười. Hai người đoàn đội áp lực càng sâu, một người trong đó nói ra, Vân Châu linh quang phá vỡ hủy không được, các ngươi nếu là cảm thấy mình được, có thể lên đi thử xem. A, Chu Đông lông mày nhíu lại, nhìn phía Vân Châu linh quang. Cấp bậc tông sư. Hắn một cái phán đoán đi ra. Cái nhìn này khiến người khác giật mình, ngay cả nhúc nhích cũng không tay. Vẻn vẹn nhìn lên liền có thể nhìn ra linh quang phòng ngự cấp bậc, Chu Đông thực lực hiển nhiên không phải phổ thông tiên thiên đỉnh phong. Ta đi thử xem, các ngươi chờ lấy, khác khiến người khác tới. Chu Đông phân phó lấy hậu phương hai người. Sau đó hắn một mình tiến lên, dồn khí đan điền, toàn thân hơi nước mở mịt, linh quang hội tụ ở quyền trái. Triều thăng, đấm ra một quyền, sóng khí giống như là biển gầm mãnh liệt bàng bạc, ẩn ẩn còn có đạo tắc cảm ngộ thủy hệ khí tức. Một quyền này, tuyệt đối là tông sư cấp độ, tông sư linh kỹ. Hai người đoàn đội giật mình, Chu Đông thực lực, tất nhiên là chỗ đang tùy thời có thể đột phá tông sư biên giới, không thể nói trước áp chế tu vi có 1-2 năm. Một tiếng ầm vang rung động, Vân Châu linh quang nhoáng một cái, như muốn tán loạn. Tại mấy người mong đợi ánh mắt, cuối cùng linh quang lại ổn định, quay về nện vững chắc, oanh không xong. Chu Đông sắc mặt cứng đờ, một quyền này hắn lấy ra 10 phần lực đạo, căn bản không có nửa điểm giữ lại. Dạng này đều oanh không nát, chẳng phải là muốn các cái khác người đến đây. Đáng giận. Phương xa lại lần nữa bay lượn mà đến mấy đạo bóng dáng. Ẩn ẩn, càng xa xôi bốn phương tám hướng, còn có đông bộ các đại gào khóc đòi ăn những người thí luyện gào thét mà đến. Cái này một viên Vân Châu tranh đoạt, có thể nghĩ phải biến đổi đến mức gấp đôi thảm thiết. Đột phá sao? Chu Đông do dự. Nói thật, vì một viên Vân Châu đột phá tông sư không đáng. Nhưng Chu Đông vậy có lòng tin, chỉ cần hắn đột phá, về sau tuyệt đối có thể tại bảng điểm số đứng hàng 36 vị trí đầu. Nhưng vạn nhất, đều cút ngay cho ta, cái này Vân Châu, là chúng ta. Nơi xa một đạo cản rỡ thanh âm rơi đập. Theo sát phía sau, một cái khôi ngô đầu chọc hắn tử dẫn đầu 6 người, đường xa mà đến. Chu Đông nheo lại mắt, 7 cái người, cái này đợt có chút khó đỉnh. Các ngươi thử à? Hắn dẫn trước kia hai người thoáng lui ra phía sau, thấp giọng nói, chúng ta rút lui trước một đợt, nơi này muốn loạn chiến. Khôi ngô hán tử còn chưa bắt đầu thử, lại là hơn 10 đạo bóng dáng đột nhiên đến. Hơn 10 người phân thuộc khác biệt đoàn đội. Vừa rơi xuống đến Vân Châu trước đó, không khí hiện trường bắt đầu cháy bỏng.
nhưng mà hai mười mấy người thử tới thử đi, cái này Vân Châu Linh Quang, hiển nhiên cũng không phải là tiên thiên tu vi có thể đánh nát. Sau một chốc, đay trứng, hơn 40 người. Liền một viên phá Vân Châu, lột thành phiến đều không đủ điểm, cái này đông bộ là có bao nhiêu nghèo rớt mồng tơi a. Dựa vào, trung vực huyền thiên phủ thay hạnh, tam sinh giáo phái Mạc Bắc Bắc, Đại Lương cung tập Nhiễm Hán, triều đông các chu đông đều ở nơi này, lại còn oanh không nát một đạo Vân Châu Linh Quang. Cái này Linh Quang tông sư âm dương kính đều oanh không nát, không thành tông sư, chúng ta chỉ có thể làm các loại. Là, tiên thiên sử dụng tông sư linh kỹ, căn bản không làm gì được Vân Châu Linh Quang một chút, cái này vân cảnh thế giới quá chó, biến đổi biện pháp bức người đột phá tông sư, thật đáng giận. Đám người giao lưu ở giữa, hoàn toàn không có phát giác được mấy trăm mét có hơn, có ba cái liễm lấy khí tức lão âm so cẩu thả tại trong bụi cỏ. Từ thiếu, chúng ta các loại cái gì? Tân cô không hiểu. Vừa rồi mới nói muốn giết người, bay đến Vân Châu cách đó không xa, từ thiếu đột nhiên liền hồi tâm chuyển ý, lại muốn làm người hiền lành. Nếu là hắn xuất thủ, đừng nói cái này Vân Châu Linh Quang, liền Vân Châu cũng có thể lấy đánh nát. Chờ lâu như vậy làm gì? Đừng nóng vội, lúc này mới hơn 40 người. Muốn làm liền là một món lớn. Từ tiểu thụ hắc hắc một cười. Tân cô buồn bực, từ thiếu là ngươi tai điếc vẫn là ta xuất hiện nghe nhầm. Cái này nhóm người ngươi không có nghe bọn hắn thảo luận à, cùng chúng ta một dạng kẻ nghèo hèn, đồng bộ quá nghèo. Đúng vậy a, bọn hắn vậy nghèo. Cái kia vì sao a? Nhưng bọn họ đều là thiên tài nha. Từ tiểu thụ về qua mắt một cười, răng nanh bắt đầu ánh sáng. Có ý tứ gì? Tân cô khẽ giật mình. Từ tiểu thụ thở dài, ngươi có phải hay không ngốc? Đồng bộ nghèo như vậy, ra một viên Vân Châu liền có thể triệu tập nhiều người như vậy đến, nếu là không duy nhất một lần đánh phục, về sau lại xuất hiện Linh Châu, ngươi có phải hay không lại muốn làm một lần khung? Tân cô nghe vậy người choáng váng, ngươi muốn một chọi 50. Cái này lúc sau đã hơn 50 người. Không. Từ tiểu thụ lắc đầu, bản thiếu gia là cho bọn hắn một cái chứng đạo thành thần cơ hội, bán thánh truyền nhân nha, ai không muốn đánh ngã bán thánh truyền nhân? Nói xong, gặp nhân số xông phá 60. Vân Châu Linh Quang vậy ẩn ẩn có giảm đi chi thế. Từ tiểu thụ không lại chờ đợi, phóng lên tận trời, nghiêm nghị quát, chư vị, các người bị ta từ mỗi người bao vây. Trốn ở tảng đá lớn hậu phương trong bụi cỏ Tân cô cùng Liễu Trường Thanh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Hắn tốt tiện a. Tân cô đậu đen rau muống, lại có chút hâm mộ từ tiểu thụ giờ khắc này phong thái. Thật không phải người. Liễu Trường Thanh đồng dạng có chút cảm khái, vội vàng đuổi thân mà ra, tiến về hộ vệ. Chư vị, các người bị ta từ mỗi người bao vây. Một tiếng quát lớn, trực tiếp đem toàn trường hơn 60 người lực chú ý, từ Vân Châu Linh Quang giảm đi chi thế, chuyển rời đến mới xuất hiện trên người vừa tới. Cái này ai? Có người thấy cái này tướng mạo bình thường, tu vi không rõ cản rỡ ra hỏa, cảm giác giống như là thấy được một cái thiểu năng trí tuệ. Thật cuồng. Hắn ý tứ, hay là đơn đấu chúng ta hơn 60 người? XXX, ra hỏa này trong nháy mắt động đến ta dục. Hỏa. Ta muốn cùng hắn đơn đấu, các ngươi chớ có cản người. Đám người bên trong, đón đầu nhảy ra một cái vai khiêng búa tạ đầu chọc đại hán. Cái này đại hán trên mặt dâm cười, một ngụm răng vàng cười toe toét, nước bọt đều muốn chảy ra, đón cái kia áo gấm cản rỡ công tử ca. Chính là mở miệng, ngươi là người phương nào, xưng tên ra, ta trên tay từ trước tới giờ không ngược hạng người vô danh. Không khéo. Từ tiểu thụ nhìn ra hỏa này một mặt dâm cười, nội tâm muốn ói. Châm chọc nói, bản thiếu gia xuất thủ, từ trước tới giờ không hỏi người tính danh. Nói xong, hắn từ trong giới chỉ móc ra hắc kiếm tàng khổ. Tàng khổ đã đạt đến lục phẩm tông sư linh kiếm cấp độ, linh tính 10 phần, tại bực này chẳng diện bên trong đã đủ. Nó hình dạng tuy nói cùng thiên tăng linh cung đi ra cái kia hội không kém nhiều, nhưng khí chất, đã hoàn toàn khác biệt, không có khả năng có người quen còn có thể nhận ra. Với tư cách từ thiếu thân phận bội kiếm, tàng khổ phù hợp vô cùng. Anh hắc kiếm vừa mới xuất hiện, kích động đến xoay trở thành một con rắn. Cái kia một tiếng dị thường cao vút kiếm ngân vang âm thanh, chói tai đồng thời, lại mang cho toàn trường sở hữu người cảm giác khác thường. XXX, cái này cái gì kiếm, làm sao cảm giác so Triệu Tú còn bẩn. Cái này tiếng kiếm reo, mẹ nó, tại sao ta cảm giác không đến nửa điểm sát ý, tất cả đều là nổi da gà thanh âm, cái này kiếm thật là buồn nôn a. Có người đậu đen rau muống, lục phẩm tông sư linh kiếm. Tại sao có thể có như vậy linh tính? Vậy có người giật mình. Đầu chọc hắn từ Triệu Tú hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, từ tiểu thụ một lời chọc giận hắn, hắn múa tạ khẽ múa, hư không hiển hách sinh gió, liền âm bạo thanh đều cho đánh đi ra. Quả nhiên là thiên tài, từ tiểu thụ tay cầm tàng khổ, có chút ngoài ý muốn. Cái này tiên thiên đỉnh phong tiện tay một kích, lại ẩn ẩn đã có tông sư cấp độ uy lực, tên chọc đầu này không tầm thường nha. Nhưng cái gọi là không tầm thường, vậy dừng bước nơi này. Từ tiểu thụ bản thân liền tông sư tu vi,
Tuy nói chỉ có thể lộ rõ tiên thiên cảnh giới, nhưng hắn kiếm đạo, nhưng hoàn toàn siêu việt nơi đây sở hữu người. Bạch Vân Du Du, bát kiếm thức. Hời hợt một thức hắc kiếm phản phát, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mang theo trọng lực đánh xuống Triệu Tú một chùy không chỉ có oanh không trúng mục tiêu, còn cảm giác mình hãm sâu vũng bùn, quanh thân chi thế triền miên khó chuyển, liền bộ pháp đều bị từ tiểu thụ một kiếm mang đến hỗn loạn. Sau đó, trong vũng bùn, bay vọt ra một đầu viễn cổ hồng hoang mãnh thú, miệng to như chậu máu một trương. Oanh! Hư không đột nhiên chấn động. Tàng khổ phản cướp trong nháy mắt, Triệu Tú rõ ràng toàn thân mãng lực, lại liền nhà mình binh khí đều bóp không ở, búa tạ trực tiếp bị phát bay. Dọa! Hắn từ trong vũng bùn nhổ thân mà ra, lại phát hiện một thanh hắc kiếm, đã nằm ngang ở cái cổ động mạch chủ chỗ. Ta nhận thua, ta đầu hàng, ngươi đừng giết ta, ngươi đừng nhúc nhích. Triệu Tú sắc mặt ỉu xìu, cao giơ hai tay, hắn không muốn chết, càng không muốn bị loại. Bản thiếu gia không nhúc nhích. Từ tiểu thụ lạnh nhạt một cười, nếu là hắn thu phục toàn trường sở hữu người, mà không phải toàn diện giết chết, cái này không có ý nghĩa. Thế nhưng là, Triệu Tú nhưng vẫn là một bộ muốn khóc biểu lộ, ngón tay có chút một khuất, chỉ mình cái cổ. Cổ của hắn động mạch chủ đều bị cắt vỡ, lúc này máu tươi cùng tư. Từ tiểu thụ ngơ ngác một chút, vậy nhìn về phía Triệu Tú cổ. Tàng khổ xoay trở thành một đầu rút gân giòi, nó tại liếm máu. Chương 815, hắn một người một kiếm, có thể chiến vân lôn dãy núi 10.000 người a. Kiếm tông. Toàn trường giật mình, có người nghẹn ngào kêu lên. Từ tiểu thụ một kiếm oai, ở đây không gì không thể nhìn ra môn đạo, thỏa thỏa kiếm tông thực lực đặt cơ sở. Người kia là ai? Đúng là cổ kiếm tu chi kiếm tông. Trung vực các đại phái hệ bên trong, ta trước mắt cũng chỉ nghe nói qua thánh thần điện đường. Có một cái thiếu niên kiếm tông thiên tài, không nghĩ tới đông vực, kiếm tông, lại có thể lấy qua loài như vậy gặp phải một cái. Có người kinh ngạc. À, ngươi cũng không nhìn một chút đông vực gọi cái gì, đông vực kiếm thần thiên, cũng không phải nói không. Liền thiếu niên kiếm đạo vương tọa, trước đó vài ngày đều xuất hiện qua. Có đông vực người kiêu ngạo lấy. Chỉ bất quá, gia hỏa này không phải đông vực người, hắn đến từ bắc vực. À, hắn ai? Bán thánh truyền nhân, từ thiếu. Hơn 60 người bên trong. Lệ thuộc đông thiên giới không ít, từ tiểu thụ dù là không xuất kiếm, cái này ở trong cũng có chút người nhớ kỹ từ thiếu khuôn mặt. Lúc này có người nói ra một câu bán thánh truyền nhân, toàn trường đều yên lặng. Bán thánh thế gia, chuyện này quá đáng sợ. Tất cả mọi người là thiên tài, đối lẫn nhau hiểu rõ. Ở đây hơn 60 người bên trong, liền thái hư truyền nhân cũng không thấy một cái. Lúc này một viên vân châu, động đến một cái bán thánh truyền nhân. Nhận kính sợ, bị động giá trị, cộng 64. Nhận hoài nghi, bị động giá trị. Cộng 32. Nhận ái mộ, bị động giá trị, cộng 3. Đám người vừa kinh vừa nghi. Dừng lại. Không trung đã dừng lại trên chiến trường, từ thiếu còn tại gầm lên. Nhưng trên tay hắn hắc kiếm mảy may không nể mặt mũi, run lấy cắt, chỉ thiếu chút nữa duỗi ra cái đầu lưỡi lớn, đến liếm lắp đầu chọc hắn từ Triệu Tú máu tươi. Triệu Tú trắng bệch cả mặt. Không phải dọa, mà là hư. Cái này xuất huyết nhiều nếu như lại tiếp tục kéo dài, liền hắn tiên thiên đỉnh phong tu vi, đều gánh không được. Mắt thấy cái này hắc kiếm càng cắt càng sâu, càng liếm càng hưng phấn. Một kiếm này kiếm xuống dưới, Triệu Tú đều hoài nghi tự mình có phải, hay không cổ động mạch chủ muốn bị cắt xuyên qua đều. Đây là bán thánh truyền nhân. Nơi xa quan chiến đám người, đối bán thánh truyền nhân có mới một đợt nhận biết. Ha ha, cười chết rồi, một cái bán thánh truyền nhân, huấn không phục một thanh lục phẩm linh kiếm, đơn giản buồn cười. Lão tử ngũ phẩm linh thương cũng có thể lấy hoàn mỹ khống chế. Có người mỉa mai. Nhưng là, các ngươi không cảm thấy. Từ thiếu chuôi này lục phẩm linh kiếm, có chút tiện, linh tính đến quá mức sao? Vậy có người kinh nghi lên tiếng. Trong chiến trường từ tiểu thụ rốt cục gánh không được. Hắn âm thầm đậu đen rau muống lấy cái này phá tàng khổ, không cho mình cái chủ nhân này nửa phần mặt mũi, liền huấn đều huấn không dưới, mặt ngoài phong khinh vân đạm đem hắc kiếm dịch chuyển khỏi. Lại không chuyển, không đợi hắn thuần phục tàng khổ, Triệu Tú cổ đều muốn bị cắt đứt. Nhiều chút các hạ tha mạng, tránh qua một đoạn. Còn có cơ hội tham dự vương thành thí luyện Triệu Tú không dám làm yêu, ôm quyền thi lễ về sau, bưng bít lấy cổ liền muốn lui ra phía sau. Chờ một chút, từ tiểu thụ hét lại hắn. Từ thiếu còn có chuyện gì? Ta thối lui ra khỏi, ta sẽ không tham dự tiếp xuống Vân Châu tranh đoạt. Triệu Tú vội vàng cho thấy lập trường. Từ tiểu thụ lắc đầu, biểu thị mình không phải ý tứ này. Đây chính là một cái có thể so sánh với tông sư tốt cấp dưới, sao có thể để hắn thương lấy rời đi? Người thường rất nghiêm trọng, bản thiếu gia vậy không trắng đánh ngươi, cái này cái đồ vật gọi là xích kim dịch, có siêu cường chữa thương công năng, ngươi thử một chút. Từ tiểu thụ móc ra một bình mật ong, vậy không để ý tới dẫm Triệu Tú thốt nhiên biến sắc, trực tiếp vào tay, giúp hắn thoa thoa thuốc.
Triệu Tú cảm thụ được cổ Bạc Hà bình thường mát mẻ, lại vừa sờ, thương thế đã khép lại. Không phải độc dược, thật là lợi hại thuốc chữa thương. Hai đạo cảm khái, đồng thời tại tâm ngọn nguồn tạo ra. Lợi hại a. Từ tiểu thụ dương dương tự đắc, vỗ Triệu Tú phản quang đầu to dưa, dặn dò, đây là bản thiếu gia nghiên cứu chế tạo xích kim dịch, bây giờ tại Đông Thiên Vương Thành có bán, ngươi sau khi đi ra ngoài, có thể đi tìm tiền nhiều thương hội mua sắm, dược hiệu so xích kim đan tốt, giá cả vẫn còn so sánh xích kim đan tiện nghi, mua liền là kiếm lời. Triệu Tú, hắn một mặt mộng bức, hiển nhiên còn không từ vừa rồi đại chiến, cùng lúc này hiện trường bán hàng chênh lệch cực lớn bên trong lấy lại tinh thần. Đây con mẹ nó làm cái gì đâu? Ngươi thế nhưng là bán thánh truyền nhân, kém chút thanh ta cổ cắt, quay đầu để ta đi mua ngươi nghiên cứu chế tạo thuốc. Mở cái gì cẩu thì nói đùa. Triệu Tú định dung thân rời đi, chỉ chớp mắt nhìn thấy Từ Thiếu đột nhiên tối trầm xuống sắc mặt, lập tức hắc hắc bồi cười. Mua, nhất định mua, Từ Thiếu sinh ý, ta nhất định ủng hộ. Vậy là tốt rồi. Từ tiểu thụ gật đầu. Từ Thiếu vô sự, ta đi trước. Triệu Tú chỉ hậu phương, hắn cảm thấy Từ Thiếu quanh thân khí thế quá quỷ dị. Không giống như là một cái bình thường bán thánh truyền nhân, thậm chí không giống như là một cái người. Địa phương quỷ quái này hắn cũng không dám nhiều chờ đợi, chạy là thượng sách. Vân, đợi một chút. Từ tiểu thụ lại uống ở. Từ thiếu còn có chuyện gì? Triệu Tú đã tê cả da đầu. Ngươi thề. Thề cái gì? Mua thuốc à, ngươi không phải mình nói sao? Từ tiểu thụ trừng mắt. Triệu Tú. Tốt, ta thề. Cường quyền vào đầu, Triệu Tú khuất nhục dựng lên bốn ngón tay. Ngươi dùng thiên đạo thề. Từ tiểu thụ đè xuống Triệu Tú đầu ngón tay. Triệu Tú, tốt, ta Triệu Tú, dùng thiên đạo thề, ra Vân Lôn dãy núi về sau, nhất định đi Đông Thiên Vương Thành màu vàng. Cái gì thương hội tới? Tiền nhiều. A, tiền nhiều thương hội, mua sắm Từ Thiếu nghiên cứu chế tạo xích kim dịch. 100.000 phần. Từ tiểu thụ bổ sung. 100.000, a, 100.000 phần. Triệu Tú vô ý thức đi theo niệm, kịp phản ứng về sau, trong mắt đều lồi. Hắn một cái người chỗ đó dùng đến 100.000 phần xích kim dịch. Lại nói đều nhanh đột phá tông sư, lấy hắn thực lực, đợi đến sau khi rời khỏi đây, xem chừng xích kim dịch đều theo không kịp hắn tu vi. Có vấn đề. Từ tiểu thụ con ngươi một nghiêng. Triệu Tú liền hít một hơi thật sâu, 100.000 phần, không có vấn đề. Không phải bản thiếu gia buộc ngươi a, là chính ngươi thề. Triệu Tú lồng ngực một trống, hiển nhiên có nộ khí khó chữ, cuối cùng hà hơi như lan. Như bị ngược đãi sau tiểu liên hoa, lã chã trực khóc nói, là ta tự nguyện, Từ Thiếu làm sao có thể bức người đâu. Đi thôi. Từ tiểu thụ lúc này hài lòng vung tay lên. Từ Thiếu cáo từ. Triệu Tú liền một hơi thời gian đều không muốn nhiều đợi, nhổ thân mà lên, động như lôi đình, hướng chân trời bay đi. Ngươi đi đâu? Từ tiểu thụ đột nhiên lại vừa quát, hoành túng thiên thập tự kiếm khí, lúc này đem ý đồ thoát đi nơi đây Triệu Tú mãnh liệt dừng lại tại hư không. Ta. Triệu Tú cảm giác toàn thân có vô số kiếm châm tại du tẩu, thêm nữa bị lặp đi lặp lại hoành nhảy, nghịch huyết dâng lên, kém chút không có phun ra một ngụm máu đến, không ngươi gọi ta rời đi sao? Từ tiểu thụ một bĩu môi, ra hiệu sau lưng tân cô phương hướng, bản thiếu gia ý tứ là, ngươi bại, liền muốn tạm thời thành vì bản thiếu tù binh, đi bản thiếu gia thủ hộ giả bên kia đợi. Chạy làm sao? Thật sự cho rằng bản thiếu gia không dám giết ngươi? Nửa câu đầu Triệu Tú. Nghe được kém chút tại chỗ đột phá tông sư vung mạnh chùy lại là một cuộc. Nửa câu sau thật sự cho rằng bản thiếu gia không dám giết ngươi, phối hợp Từ Thiếu đầy trời sát ý, vô cùng uy áp phủ xuống, Triệu Tú trở thành tiểu tú nhi, khí thế trực tiếp ỉu xìu, ý thức được dù cho mình đột phá tông sư, vậy khiêng không dưới cái này kiếm tông lực lượng. Hắn ngoan ngoãn dịch bước, đi đến tân cô sau lưng, điều dưỡng lên khí tức. Toàn trường người đều kinh ngạc. Ngay từ đầu mọi người chỉ là tại xem kịch vui. Bán thánh truyền nhân hiện trường bán thuốc. Cái này quá bựa rồi, thiếu tiền cũng không phải như thế cái thiếu pháp a. Thỏa thỏa là tại cho gia tộc mình lau bụi nha cái này Từ Thiếu. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, trong lòng một bên đậu đen rau muống, đám người một bên cảm giác được, tình huống có chút không đúng. Cái kia thập tự kiếm khí, xuất hiện, tiên thiên đỉnh phong liền nửa điểm chiêu khung chi lực đều không, liền bị tại chỗ dừng lại, mang ý nghĩa toàn trường sở hữu người, xem chừng đều không chịu nổi Từ Thiếu một chút. Sau đó, Từ Thiếu ra lại kinh người chi ngôn. Chiến bại, liền muốn trở thành tù binh. Lần này quá nhiều người luống cuống. Một trận chiến công phu, Vân Châu Linh Quang hấp dẫn tới đây nhân số, đã đột phá 70 cá nhân. Tới lần cuối người rất thưa thớt, mang ý nghĩa quanh mình cái này một mảnh chú ý tới Vân Châu Linh Quang, cơ bản đều bị hấp dẫn đến tận đây. Nhưng bây giờ Từ Thiếu nói muốn thu tù binh, kết hợp với hắn trước đây một câu kia chư vị, các người bị ta từ mỗi người bao vây. Không hề nghi ngờ, cái này Từ Thiếu ý đồ, miêu tả sinh động. Chạy, đánh bất quá. Chỉ có thể chạy.
Dù là trung vực thế hệ thanh niên bên trong nhân vật Phong Vân, Huyền Thiên Phủ Thái Hạnh, Tam Sinh Giáo Phái Mạc Bắc Bắc, Đại Lương Cung Tập Nhiễm Hán, Triều Đông Các Chu Đông đám người, lần này vậy sinh lòng này suy nghĩ. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên không muốn vì người khác làm áo cưới. Cần phải là chống cự từ thiếu lời nói, không thể nói trước liền thí luyện ngọc bội đều muốn bị bóp nát, như thế, Vương Thành thí luyện, thậm chí Thiên Không Thành, lại cùng bọn hắn nửa điểm liên hệ đều không, càng không nói đến, về sau sở hữu người đều trông mà thèm vô cùng thánh cung con đường. Vân Châu Linh Quang tại thời khắc này tràn lan hoàn tất, một viên mê người thủy tinh cầu đông một tiếng rơi xuống đất phía trên, lại không có một cái nào người dám lên trước ngấp nghé vật này. 100 tích điểm, thành làm nô lệ, cái gì nhẹ cái gì nặng, dùng đầu ngón chân ngẫm lại, đều có thể đạt được đáp án. Chạy, một tiếng quát chói tai không biết từ chỗ nào vang lên. Cùng một thời gian, hơn 70 người, hóa thành hơn 70 đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng bay lượn ra ngoài. Ngăn không được, hậu phương chờ trong vùng, tại mặt xám như cho Triệu Tú trước đó, Liễu Trường Thanh bước chân khẽ động, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Hắn chỉ gặp qua Từ Thiếu thủ đoạn, không biết Từ Thiếu năng lực. Tự nhiên không cảm thấy, Từ Thiếu tu vi, chính là có kiếm tông chi lực, còn có thể lưu lại hơn 70 hào năm vực thiên tài không thành. Không cần ngươi động thủ. Tân cô cô lại kéo hắn lại, cười nói, Từ Thiếu nói, trận này thí luyện, chúng ta có thể nhìn xem tận lực cũng chỉ là nhìn xem. Từ Thiếu năng lực, vượt xa khỏi ngươi đoán trước. Liễu Trường Thanh khẽ giật mình, lựa chọn tin tưởng tân cô cô. Bên hông Triệu Tú lại suy cười một tiếng. Mở cái gì nói đùa? Kiếm tông là mạnh. Nhưng muốn lưu lại hơn 70 hào năm vực cấp bậc tiên thiên cường giả, hai người này bao quát cái kia Từ Thiếu, đều là đang nghĩ cái dám ăn. Không tin ta năng lực. Trong hư không, Từ Tiểu Thụ cười nhìn bốn phía lưu quang, ý thức được mình bị người coi thường. Đám gia hỏa này, trước đây đều nói bọn hắn bị bao vây, làm sao lại không tin đâu. Muốn chạy. Không có cửa đâu. Mí mắt rủ xuống, trong hư không Từ Tiểu Thụ hai tay áo nhẹ giơ lên, đầy trời kiếm y như bắn ra bốn phía điện quang. Lốp bốc khuấy động lên phạm vi hơn 10 dặm đất cát. Hư. Trong trời đất tốc độ thời gian trôi qua thật giống như bị thả chậm. Đột nhiên vùng núi bị kiếm ý băng liệt, đá vụn, hạt cát đằng không mà lên, mỗi một viên, đều tách ra kinh người kiếm khí. Cái này. Triệu Tú ở hậu phương con ngươi đột nhiên co lại, đây là kiếm tông. Liễu Trường Thanh đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối, khống chế phạm vi 10 dặm vạn vật, đây là kiếm tông. Tiên thiên kiếm ý, kiếm minh 1 dặm, tông sư kiếm ý, kiếm minh 10 dặm. Nhưng đây cũng chỉ là kiếm ý đột phá dị tượng a, không có nghĩa là kiếm tông liền có thể lấy khống chế phạm vi hơn 10 dặm sở hữu vạn vật. Kiếm đạo vương tọa. Triệu Tú không ngốc, trong lòng hoảng sợ sau khi nghiễm nhiên nghĩ đến cái này để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc khả năng. Xa cướp mà đi hơn 70 người vậy ý thức được không đúng. Kiếm ý này uy áp cường đến đáng sợ. Đơn giản tựa như là gặp trong tông, trong tộc vương tọa trưởng bối, hơn nữa là cường hãn tới cực điểm vương tọa trưởng bối như vậy. Như thế kiếm ý, đến từ một cái cùng thế hệ thanh niên. Anh một đạo du dương tiếng kiếm gieo thông thấu 10 dặm, giờ khắc này tàng khổ, tại ong ong run rẩy kịch liệt bên trong đạt tới phấn khởi cực hạn, thân kiếm mãnh liệt thẳng băng, sau đó lắc một cái, lại lắc một cái. Bạch Vân du du, vạn kiếm thức, Từ Tiểu Thụ đồng thời nhẹ giọng một lẩm bẩm. Từng vòng kiếm quang theo tàng khổ thân kiếm rất động, chảm phá hư không, từ ngoài 10 dặm tan biến, không người có thể lấy thấy rõ kiếm quang bay lượn quá trình. Liền Liễu Trường Thanh dưới một kiếm này, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Cái kia giống như từng vòng rút kiếm vòng sáng, kỳ thật cũng không các loại bình, mà là theo bay lượn người hoặc cao hoặc cúi người ảnh, riêng phần mình từ hán đỉnh đầu chớp tắt. Sau đó đều không ngoại lệ, tất cả đều chỉ chém xuống chạy trốn người, một chòm tóc. Hơn 70 người. Tại cái này từng vòng kiếm quang qua đi, cùng nhau trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, đột nhiên dừng bước. Trong chốc lát thời gian phảng phất khôi phục nguyên nhanh. Cái kia từ riêng phần mình bỏ trốn người trên trán bay xuống mái tóc, rất rất dương dương, đung đung đưa đưa, như thoát ly cuối mùa thu ngô đồng lá cây, giấu giếm tự ý, tại mặt đất tan rã. Cái này, Thay Hạnh, Mạc Bắc Bắc, Tập Nhiễm Hán, Chu Đông các loại, giờ khắc này trực tiếp trong lòng cuồng loạn. Bốn vị này đến từ đại gia tộc, đại tông phái thanh niên tài tuấn, chỉ lần này một thức liền đó có thể thấy được, nếu như Từ Thiếu thật nghĩ, bọn hắn giờ phút này đã chết đi, oanh. Cho đến lúc này. Ngoài 10 dặm mới bỗng nhiên một tiếng đột nhiên vang, đinh tai nhức óc. Đám người hoảng sợ xem đi. Đã thấy khắp khói bụi bị kiếm ba nổ lên, như đáy bằng kinh lôi, tại ngoài 10 dặm vạch ra một đạo sinh tử giới hạn, như ngoài trời kết giới bình thường, đem bọn hắn cái này hơn 70 hào ý đồ chạy trốn con cừu non, họa địa vi lao. Lộc cộc vô số người tại lúc này nuốt lên nước bọt. Trong rung động, đám người cùng nhau phản ứng lại, nguyên lai, Từ Thiếu cũng không phải là kiếm tông, hắn là kiếm đạo vương tọa.
Từ tiểu thụ tại chỗ không động. Hắn mỉm cười đem bành trướng không thôi, giống như là cái này đầy trời khí thế nhưng thật ra là, từ nó một mình một kiếm tạo thành tàng khổ, cho thu về trở về vỏ kiếm. Sau đó, nhìn về phía phương xa. Chư vị, còn chạy sao? Nhẹ cạn một tiếng như tử thần đòi mạng kèn lệnh, cùng với vô tận hồi âm, vang vọng tại hơn 70 hào trong lòng người. Thai hạnh, Mạc Bắc Bắc, Tập Nhiễm Hán, Chu Đông các loại, xa nhìn nhau từ xa, trên mặt đắng chát, biết được lần này, nếu như không thành tù binh, liền thật muốn bị ép kết thúc vương thành thí luyện rồi. Từ Thiếu Uy Vũ, đang đợi khu thu hồi cầm Triệu Tú lộn nhào, lảo đảo mấy bước về sau, cuối cùng là đứng thẳng người, cao cao vừa quát. Tại kiếm đạo vương tọa thủ hạ làm việc, vẫn là đầu số một chân chó. Cái này không lỗ. Nhân vật như vậy, liền tộc trưởng đều muốn giao hảo. Uống xong một tiếng, Triệu Tú cũng không nhịn được ngoái nhìn, kinh nhìn về phía bên hông hai người, hai vị, các ngươi là thủ hộ giả, nói cách khác, Từ Thiếu nhưng thật ra là cái luyện đan sư. Ân. Tân cô gật đầu, thu hồi cực kỳ hâm mộ ánh mắt, hắn cũng tưởng tượng từ tiểu thụ bình thường diễu võ dương oai, đáng tiếc không thể ra tay. Thật tốt a, tại một đám tiểu tiên thiên trước mặt rút kiếm, lập tức liền có kiếm tiên cảm giác, đây là đột phá kiếm tiên nhanh nhất đường tắt. Triệu Tú đạt được khẳng định hồi phục, lần nữa nuốt lên nước bọt. Nhìn trộm lấy trong hư không quần áo tuôn rơi Từ Thiếu, chỉ cảm thấy giờ khắc này, Từ Thiếu bình thường mặt, đều trở nên có thần thái lên. Thế này sao lại là luyện đan sư, cái này đặc biệt mẹ còn cần thủ hộ giả. Hắn một người một kiếm, có thể chiến vân lôn dãy núi 10.000 người a. Chương 816, từ bang lướt qua, không có một ngọn cỏ. Cái này, chính là Vân Châu. Hơn 70 người đại quân ở hậu phương chờ đợi thẩm phán, Từ tiểu thụ một thân một mình phía trước, dẫn dắt phong tao. Hắn ngắm nghía trên tay đầu người lớn nhỏ thủy tinh hạt châu, rất là tò mò. Vân châu là màu ngà sữa, trong đó có mây sương mù lượn lờ quỹ tích, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực kỳ nguyên thủy đại đạo giải thích, vẻn vẹn nhìn một chút, liền có thể khiến người ta có điều ngộ ra. Mà cái này thủy tinh cầu vật dẫn, lại là lấy cực kỳ tinh thuần năng lượng tạo thành, tin tưởng chỉ cần khẽ hấp thu, tu vi đều rất có tinh tiến. Đạo tắc cảm ngộ, linh nguyên tăng phúc, hai bút cùng vẽ, không hổ là sở hữu người tha thiết ước mơ đồ tốt. Từ tiểu thụ cảm thán một tiếng, không chần chờ nữa, linh niệm buộc lên, phương pháp hô hấp một toát, Vân Châu hóa thành tinh thuần linh, đạo năng lượng, tụ hợp vào miệng mũi ở giữa. Hậu phương người nhao nhao lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Liền gặp Từ Thiếu đang hấp thu Vân Châu về sau, hai đầu gối cuộn đất, quanh thân linh nguyên chấn động, ẩn ẩn đã có tông sư chi thế, mà nó bên hông lượn lờ đạo tắc cảm ngộ, thì là so phổ thông tông sư mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Thậm chí có người suy đoán, liền là có chút yếu một ít vương tọa. Cũng không sánh nổi Từ Thiếu đạo tắc cảm ngộ. Không hổ là kiếm đạo vương tọa. Chu Đông, Triệu Tú đám người cùng nhau nóng mắt, như vậy thiên tài, thật không hổ là vì bán thánh truyền nhân xuất thân. Không cần một lát, Từ tiểu thụ hấp thu Vân Châu năng lượng hoàn tất, hai con ngươi vừa mở, trong mắt có tinh quang hiện lên. Đồ tốt, cái này Vân Châu vẻn vẹn một viên, có thể cho ta thiên tượng cảnh mang là như thế tăng nhiều ích, trước đó xem nhẹ cái này vân cảnh thế giới, xem ra trình tích đúng là muốn cho vương thành thí luyện những người thí luyện. Dành rất nhiều phúc lợi. Không chỉ có như thế, khí hải tu vi có gia tăng còn chưa tính, ngay tiếp theo đối tông sư thiên tượng cảnh cảm ngộ, vậy sâu hơn không ít. Từ tiểu thụ sắc mặt trở nên tế nhị. Hắn đột phá tông sư, là dùng kiếm đạo cường nhập, căn bản không có bình cảnh có thể nói. Nhưng cái này dù sao cũng là cổ kiếm tu pháp môn, tại cái này luyện linh sư mới là chính thống thế giới, từ tiểu thụ cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hoặc là nói, bởi vì nhỏ mất lớn khả năng hình dung đến không lớn chuẩn xác. Nhưng từ tiểu thụ xác thực không mong muốn từ bỏ luyện linh chi đạo, hắn là cá cùng tay gấu, đều muốn đều chiếm được. Tông sư thiên tượng cảnh, tiếp xúc là cái thế giới này quy tắc bản nguyên, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đối quy tắc phiến diện lý giải, nhưng so chi kiếm đạo, thế giới quy tắc đã bao hàm kiếm đạo nhưng cũng có thể diễn hóa thế giới. Nhưng kiếm chi thế giới, tóm lại có thuộc về nó cực hạn, dù sao cũng là bị kiếm cho khốn trụ, luyện linh sư cảm ngộ thế giới bản nguyên, là ngàn vạn đại đạo sở hữu cơ bản lực lượng. Cái này chút quy tắc lực lượng, có lẽ tại tông sư, vương tọa lúc so không trên kiếm đạo sở trường mang đến ích lợi cường đại, nhưng thời gian dài cảm ngộ, ngày sau thành tựu, chưa hẳn liền so sở trường kiếm đạo cổ kiếm tu yếu bao nhiêu. Từ tiểu thụ ẩn ẩn có chút minh bạch, vì sao cổ kiếm tu cường thế như vậy, vẫn còn hội ở thời đại này xuống dốc. Bởi vì kiếm tu nhập môn cánh cửa quá cao, cho dù sau khi nhập môn, trung kỳ tông sư, vương tọa thực lực siêu tuyệt, cùng giai vô địch. Nhưng luyện linh sư tu là chính thống, đến trung hậu kỳ, chảm đạo, trên cơ bản rất nhiều người liền có thể cùng kiếm tu tương xứng. Mà đại hậu kỳ chảm đạo cửu tử lôi cảnh, thái hư các loại, nếu như luyện linh sư đối thế giới quy tắc bản nguyên cảm ngộ, có thể có khắc sâu lý giải, cái kia bình thường cùng cảnh giới cổ kiếm tu, vậy không làm gì được đối phương. Khó trách cái thế giới này bán thánh,
lấy luyện linh sư vì nhiều, kiếm tu phản ngược lại có vẻ hơi thiếu đi. Từ tiểu thụ sợ hãi thán phục vô cùng. Thế giới quy tắc bản nguyên cảm ngộ đi ra lực lượng rất mạnh, hắn không có khả năng buông xuống. Kiếm đạo hắn muốn, luyện linh chi đạo, hắn cũng muốn. Mở ra bảng điểm số. Trải qua một phen tranh đấu về sau, lúc này bảng điểm số lại lần nữa đổi mới. 1. Sùng Uyên, tích điểm, 25.300. 2. Đoá Nhi, tích điểm, 13.200. 3. Khương Nhàn, tích điểm, 10.250. 4. La Ấn, tích điểm, 2.425. 5. Vinh Đại Hạo, tích điểm, 1.950. Khá lắm. Từ tiểu thụ nhìn thấy 5 vị trí đầu giật nảy mình. Mới một chút thời gian, Tô Thiển Thiển đã bị chen đi ra. Đồng thời, bảng danh sách 3 vị trí đầu đều đã phá vạn, đây là đều săn giết được vân thú. Mọi người vậy đều không có nhàn rỗi a. Từ tiểu thụ thông suốt ý thức được loại này thí luyện hoàn cảnh, mới có thể chân chính nổi bật đi, ra đại gia tộc thế lực truyền nhân trung cực nội tình. Lên bảng 5 vị trí đầu, hắn mấy cái đều quen thuộc. Bảng 3 Khương Nhàn, chính là trước kia Tam Yếm Đồng Mục người sở hữu, chỉ bất quá về sau Tao Ngộ Diêm Vương người, bị cướp đoạt hai mắt. Trong đó một viên, hiện tại còn tại từ tiểu thụ trên tay. Chỉ là gia hỏa này, giống như không phải tiên thiên tu vi a. Từ tiểu thụ nhớ kỹ trước đó tại Thiên Kỳ rừng gặp Khương Nhàn thời điểm, hắn bày ra lực lượng, liền đã không chỉ là tiên thiên. Đừng nói là Tam Yếm Đồng Mục bị đoạt, tu vi rút lui, bây giờ mong muốn tiến Vân Lôn dãy núi tìm kiếm cơ duyên. Cũng hoặc là người nhập cư trái phép. Thế nhưng, người nhập cư trái phép làm sao có thể dùng bản danh, hắn không sợ chết sao? À, hắn cũng là bán thánh truyền nhân, khả năng còn thật không sợ chết. Từ tiểu thụ nhức đầu. Lần này Vương Thành thí luyện, đến đều là bối cảnh gì nha? Bảng 4 La Ấn hắn vậy có ấn tượng, đại nguyên phủ triều La Thiên Cung người, lúc trước tại Thiên La chiến bên trên, từ tiểu thụ lĩnh giáo qua cái kia một bộ thánh thể. Vốn cho rằng rất yếu, không nghĩ tới đi vào Vân Lôn dãy núi, vậy rực rỡ hào quang. Về phần cái khác, nhìn chằm chằm bảng 1 cùng bảng 2, từ tiểu thụ không tự giác nhíu mày. Hắn quay người, đối hậu phương chờ đợi thẩm phán hơn 70 người vẫy tay một cái, các ngươi tới mấy cái. Hơn 70 người trằn trọc tương vọng, có chút không dám hướng phía trước. Từ tiểu thụ con ngươi dựng lên, vào đầu mấy cái, không khỏi liền đến chạy ra, dưới báo tên. Trước mặt đi lên 5 người. Từ tiểu thụ nhìn ra được, đây là đại quân bên trong tu vi mạnh nhất hung hãn 5 cái, mỗi một cái đều có so sánh tông sư chi năng, hiển nhiên áp chế cảnh giới hồi lâu. Triệu Tú thình lình liền ở trong đó. Trừ cái đó ra, trong 4 người chỉ có một nữ tử, còn có 3 cái thanh niên. Huyền Thiên Phủ Thay Hạnh, Tam Sinh Giáo Phái Mạc Bắc Bắc, Đại Lương Cung Tập Nhiễm Hán, Triều Đông Các Chu Đông, Lãng Nhân một cái, Ách, Triệu Tú, gặp qua Từ Thiếu. 5 người cùng nhau lên tiếng, đều là trung vực. Từ tiểu thụ khiêu mi, trước hắn nghe qua người chung quanh nghị luận, 5 người này trước 4 cái, hiển nhiên địa vị đều không nhỏ. Ân, 5 người gật đầu. Từ tiểu thụ cảm khái Đông Thiên Vương Thành thí luyện, quả thật bị trung vực người chiếm danh tiếng. Trong 5 người chỉ có Mạc Bắc Bắc là nữ tính. Dung mạo đẹp đẽ, còn lại 4 cái, riêng phần mình dáng dấp oai hùng bất phàm, ngoại trừ Triệu Tú. Từ tiểu thụ hỏi nhiều mấy người kia bối cảnh, hắn vậy không chú ý trung vực cách cục, hỏi tương đương hỏi không, lập tức chỉ vào bảng điểm số, hỏi, cái này bảng 1, bảng 2, các ngươi nhưng nhận ra. Tự nhiên, Triều Đông các Chu Đông sớm đã chú ý bảng điểm số, tiến lên một bước, nói ra, bảng 1 Sùng Uyên, là trung vực thế hệ thanh niên danh tiếng đang thịnh hắc mã. Sùng gia vốn không lớn, liền thái hư thế gia cũng không tính, nhưng hắn tư chất ngút trời, lại có lớn lao khí vận cho phép, tạm thời chiếm cái này thí luyện bằng điểm số bảng 1, có thể lý giải. Bảng thứ 2 đầu liền lớn. Chu Đông chậm rãi mà nói, nam vực bán thánh truyền nhân, hắc tâm quả tộc hành đạo người, Đoá Nhi cô nương trước đó hành tẩu trung vực lúc, cũng đã đánh ra lớn lao thanh danh. Bán thánh truyền nhân, từ tiểu thụ giật mình. Cái này hư không đảo, thật đúng là nổ ra tất cả mọi người a. Lại một cái bán thánh truyền nhân. Về phần 5 vị trí đầu mấy vị khác, Chu Đông sắc mặt có chút đùa cợt, bất đắc dĩ nói, cũng đều là đại gia tộc truyền nhân. Khương Nhàn chính là bán thánh truyền nhân, trong khoảng thời gian này tại Đông Thiên Vương Thành, Từ Thiếu hẳn là biết được. La Ấn, Vinh Đại Hạo đều là thái hư thế gia truyền nhân, cái trước đến từ đại nguyên phủ triều La Thiên Cung, cái sau nghe đồn nói là thái hư phụ môn nhất tộc đương đại hành tẩu, đều có bối cảnh. Từ tiểu thụ một trận thổn thức, hỏi, các ngươi đâu, so với cái này chút. Các ngươi riêng phần mình thế lực như thế nào? 4 người đưa mắt nhìn nhau, có chút đắng chát, hoàn toàn không so được, đừng nói thái hư thế gia, chúng ta thế lực, nhiều nhất chỉ có thể cùng Sùng gia phân cao thấp. Triệu Tú tại một bên che miệng cười, Sùng gia có Sùng Uyên, các ngươi mấy cái này, cũng không muốn tự nâng giá trị bản thân. Ngươi im miệng,
Tập Nhiễm Hán vừa trừng mắt, hắn cũng là người cao lớn, sắc mặt khôi ngô, toàn thân hung lệ chi khí không thể so với Triệu Tú yếu. Hắc. Triệu Tú một nhún vai, không nói gì, hắn lãng nhân một cái, ngày bình thường là sẽ không đi trêu chọc những tông phái này người, không thể trêu vào. Một phen nói chuyện xuống tới, Từ Tiểu Thụ đối mấy người có xâm nhập hiểu rõ. Tứ đại gia tộc thế lực, ước chừng cũng liền so Đông Thiên Vương thành Quy Âm Các, Đại Huyền Thiên Tông các loại mạnh lên một đường, tông tộc bên trong có lẽ có Thái Hư, nhưng so ra kém chân chính Thái Hư thế gia nội tình. Không sao. Từ Tiểu Thụ không thèm để ý cái này chút. Vân Lôn dãy núi thí luyện cũng không nhìn bối cảnh. Những người này thực lực đã rất mạnh mẽ, thả đến bên ngoài đầy đủ quét ngang một đám người lớn. Dạng này, cho bản thiếu gia ngẫm lại, hắn cúi đầu một suy nghĩ sâu xa. Hậu phương hơn 70 người cùng nhau trong lòng tâm thần bất định, biết được tiếp xuống Từ Thiếu liền muốn tuyên án bọn hắn sinh tử. Mấy hơi thời gian sau, Từ Tiểu Thụ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người tại đây. Tin tưởng chưa vị vậy chú ý đến bảng điểm số, mới lên bảng quá nhiều người, có trong thời gian ngắn liền xông mấy ngàn điểm, mấy vạn điểm, các ngươi không ngốc, biết đây cũng không phải là lực lượng một người có thể làm được. Mỗi một cái trên bảng nổi danh nhân vật, sau lưng đều có một nhóm lớn tùy tùng. Tiếp xuống rất nhanh, Vân Lôn dãy núi đơn đả độc đấu tình huống, hội băng tuyết tan rã. Nếu không bão đoàn, chắc chắn phải chết. Lời này không giả. Sở hữu người khẽ gật đầu, lâm vào trầm tư. Lúc này bảng điểm số lên bảng người sắp phá vạn, xếp hạng phía trước người một lần bảng danh sách đổi mới, liền là hơn mấy trăm, mấy ngàn tích điểm tăng giá trị tài sản. Như một lần thêm 10.000, cái kia còn có thể nói là người ta săn giết được vân thú. Nhưng mấy trăm, mấy ngàn thêm, loại tình huống này, ngoại trừ giết người, chỉ còn lại có sở hữu người cùng nhau tìm kiếm Vân Châu, lại đem tích điểm tập hợp đến thủ lĩnh trên thân khả năng. Cái khác khu vực còn đã bắt đầu bão đoàn sưởi ấm. Đông bộ như thế cằn cỗi. Thật muốn lại chiếu trước đó tình huống phát triển tiếp, vì một viên Vân Châu, liền có hơn 70 người liều chết tranh chấp. Cuối cùng cho dù tranh đến hạch tâm khu vực Cửu Long Mạch, đông bộ người, đã chết không sai biệt lắm. Mà tới được cái kia hội, đơn binh chi thế, chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là bị còn lại khu vực thế lực lớn đội nhóm xem như tích điểm kho soát, hoặc là bị ép gia nhập trong đó. Từ Thiếu một lời, sở hữu người đều đã nghĩ đến phía sau cùng. Hiện nay thế cục, không có gì hơn liền là Từ Thiếu vậy muốn thành lập thuộc về mình đoàn đội, cùng trên bảng danh sách hàng phía trước người, giành giật một hồi. Từ Thiếu mong muốn xông bảng. Mọi người đều không ngốc, đám người bên trong chỉ một thoáng liền có người lên tiếng đặt câu hỏi. Cũng không phải. Từ Tiểu Thụ cười khoát tay lắc đầu, bản thiếu gia là muốn đem mọi người tập hợp. Lấy sức mạnh lớn nhất, đi khai quật cái này Vân Lôn dãy núi nhiều nhất bảo tàng, tiến hành hợp lý nhất phân phối. Lời nói này đến sở hữu người nhíu mày. Quá chủ nghĩa lý tưởng. Tất cả mọi người là thiên tài, tâm cao khí ngạo, sao có thể tiếp nhận bị chi phối, được phân phối nô dịch sinh hoạt. Nghe bản thiếu ra một lời, Từ Tiểu Thụ cười cười, liền rút ra tàng khổ, lạnh giọng nói, bản thiếu ra nghĩ là, Vân Lôn dãy núi nhiều như thế bảo tàng các loại đối đãi chúng ta khai phát. Mọi người không cần chỉ cực hạn tại chỉ là Vân Châu. Chỉ cần sở hữu người đều nghe bản thiếu ra hiệu lệnh, tuyệt đối không chỉ nửa ngày thời gian, liền một viên Vân Châu đều ngon ngọt đều muốn điểm 70 cá nhân đi từng. Chúng ta đại có thể dùng lớn nhất phạm vi cảm ứng, lấy lục soát núi phương thức, đem Vân Lôn dãy núi những nơi đi qua, hao đến không có một ngọn cỏ. Đến lúc đó đừng nói linh thảo, linh dược, các loại linh binh, linh thú, linh bảo, liền Vân Châu, vân thú chúng ta vậy sẽ không để qua. Nếu là gặp được thế lực khác đội người, bản thiếu gia ra mặt, bọn hắn hoặc là đem tích điểm kính dâng đi ra, chúng ta phân, hoặc là trực tiếp tiễn bọn hắn bị loại. Chư vị, ý như thế nào? Từ Tiểu Thụ tàng khổ giơ lên, trống rỗng kiếm ý tàn phá bừa bãi, sở hữu người run lẩy bẩy. Ý như thế nào? Cái này có thể như thế nào? Ngoại trừ nói tốt, chúng ta có nói không quyền lợi sao? Rất nhiều người kỳ thật nội tâm kháng cự, cũng không muốn bị người chi phối, nhưng cũng không thể tránh được. Từ Thiếu một người một kiếm. Có thể chạm gấp 10 lần so với nơi đây sở hữu người, ở đây chỉ cần còn muốn tiếp tục tham gia vương thành thí luyện, đi xong toàn bộ hành trình, liền không thể không đồng ý, lập tức cùng kêu lên ứng là, về sau, sở hữu người tâm tính lại bắt đầu có biến hóa. Nếu như thế lực khác bão đoàn, chúng ta về sau cũng không thể không bão đoàn, như vậy cuối cùng liều, liền là các đại đoàn băng thế lực thủ lĩnh, mà Từ Thiếu một kiếm oai, kinh khủng như vậy. Mình đám người này liền xem như đi đến cuối cùng, cũng chưa hẳn không có cùng những người khác sức đánh một trận. Đến lúc kia, với tư cách trước hết nhất gia nhập Từ thị một phái khai triều nguyên lão, còn sợ không có tích điểm cầm. Nhận kháng cự, bị động giá trị, cộng 26. Nhận mong đợi, bị động giá trị, cộng 13. Nhận phục tùng, bị động giá trị, 54. Từ Tiểu Thụ một kiếm hiệu lệnh quần hùng hoàn tất, tóm lại hài lòng bật cười. Đối với mấy cái này mới gia nhập người,
hắn cũng không tiếc vu khai thác cái gì lôi kéo chính sách. Vương Thành thí luyện vốn là thời gian không nhiều, đã mình có một kiếm trảm năng lực, còn cần cái gì lôi kéo. Tiếp đó, các ngươi chia 5 cái đội ngũ. Từ tiểu thụ dùng kiếm khí trực tiếp đem số 70 người phân chia thành 5 đám. Sau đó mỗi kiếm một điểm, riêng phần mình, từ thai hạnh, Mạc Bắc Bắc, Tập Nhiễm Hán, Chu Đông, Triệu Tú 5 người thống lĩnh. Đến cho các ngươi 5 cái, từ tiểu thụ suy tư một hồi, trực tiếp không nghĩ, tạm thời liền gọi các ngươi ngũ hổ thượng tướng đi. Ngũ hổ thượng tướng riêng phần mình dẫn đầu mình người, vung ra lục soát bỏ lưới, có thể bao lớn liền bao lớn. Gặp được người kêu lên bản thiếu gia, chúng ta hết sức phát triển băng chúng. Ân, có càng nhiều băng chúng, vậy chúng ta tựa như một cái hợp cách tổ chức. Nếu như thế, tổ chức chúng ta cũng nên có cái tên, liền gọi Từ Bang. Bản thiếu gia muốn là, Từ Bang lướt qua, không có một ngọn cỏ. Chương 817, Tiêu Vãn Phong danh chấn Vân Lôn dãy núi. Bảng điểm số 9425, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến Đông Bộ tìm bản thiếu gia, tích điểm 100. 987, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến Đông Bộ tìm bản thiếu gia, tích điểm 600. 72, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến Đông Bộ tìm bản thiếu gia, tích điểm 1300. 9, Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến Đông Bộ tìm bản thiếu gia, tích điểm 5400. Vào đêm, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, từ tiểu thụ giết vào bảng điểm số trước 10. Dù là Đông Bộ khu vực thập phần cằn cỗi, nhưng không chịu nổi Từ Bang giống như u ác tính bình thường phát triển chi thế. Đông Bộ giết điên rồi. Sở hữu đơn binh tác chiến người, tiểu đội thí luyện giả, cơ hồ tại gặp được cái kia một chương đáng sợ Từ Bang vòng vây xuất hiện lúc, chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là chạy. Chạy nhanh, tránh qua bị lược đoạt một kiếp. Chạy chậm, liền muốn trở thành Từ Bang bang chúng. Ngắn ngủi nửa ngày thế gian, Từ Bang đã từ ban đầu 70 chi chúng, phát triển đến hơn 500 người. Ngũ hổ thượng tướng ngay từ đầu là phản cảm từ thiếu tác phong. Bọn hắn thậm chí không muốn tận tâm tận lực làm việc. Nhưng đến ban đêm thời gian, 5 người này tâm tính đã hoàn toàn khác biệt. Ngũ hổ thượng tướng thơm nha. Cái này đổi lại bình thường, liền bọn hắn 5 cái thực lực, chỗ đó có thể thao túng được hơn 100 người cấp dưới. Nhưng bây giờ, chỉ cần vừa gặp phải người, từ thiếu vừa xuất mã, người kia không thể không khuất phục. Đến cuối cùng, thậm chí không cần từ thiếu xuất thủ. Ngũ hổ thượng tướng tùy tiện một người, hiệu lệnh trên 100 bang chúng pháo oanh mà đi, liền trận đều không cần đánh, địch nhân trực tiếp tước vũ khí đầu hàng. Từ thiếu, đây là mới nhất đào được Vân Châu. Doanh trướng trước đống lửa đồ nướng chỗ, ngũ hổ thượng tướng một trong thai hạnh dẫn theo một chiếc nhẫn, mang theo mới nhất 16 viên Vân Châu đã đến. Hắn nhìn chằm chằm đống lửa bên trên bị nướng mùi thơm nức mũi lôi đình cự hùng, tay gấu, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Quá thơm, từ thiếu đây là người luyện võ xuất thân đâu, nhà ta đầu bếp đều không có bực này kỹ nghệ. Thai hạnh cũng là thanh niên tài tuấn, thân cao 8 thước có thừa, tư thái cân xứng, trong tay một thanh ngũ phẩm linh kiếm, khí độ phi phàm. Nhưng nửa ngày xuống, hắn từ thiếu đã kêu cực kỳ chuồn đi, không có nửa điểm cảm giác khó chịu. Tới, từ tiểu thụ một chỉ bên cạnh đống lửa tân cô cô một bên vị trí, tiếp qua chiếc nhẫn, đem Vân Châu sách ra, cười nói, cái kia ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút đi. Thai hạnh hưng phấn một ngồi xổm, cắt một khối lôi đình cự hùng tay gấu thịt, cách tân cô cô liền ấp úng ngậm lên. Từ thiếu bên cạnh cái này hai thủ hộ giả, đều người phi thường. Nửa ngày thế gian bên trong, bọn hắn đánh bất quá cấp bậc tông sư linh thú, hai người này vừa ra tay, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có thể mất mạng. Như cái này lôi đình cự hùng, tiếp cận tông sư đỉnh phong thực lực, Từ Bang bị đánh đến quân lính tan rã. Cái này tiểu tân ca vừa xuất hiện, một trưởng trực tiếp đánh ngã lôi đình cự hùng. Muốn nói hắn không có tông sư thực lực, thai hạnh cái thứ nhất không tin, ăn quá ngon. Gặm tay gấu thịt, thai hạnh cảm giác hạnh phúc bạo dạp, mặt mũi tràn đầy đều là mê say. Thịt này tươi non vô cùng, còn có mùi thuốc, đơn giản đại bổ. Nửa ngày thời gian chỗ xuống tới, Từ Bang sở hữu người cũng đều biết, kiếm đạo không phải từ thiếu sở trường, luyện đan mới là. Trước mặt vị này, thế nhưng là trong truyền thuyết tứ phẩm luyện đan vương tọa. Một phần phổ thông tông sư linh nhục, tại hắn dưới tay nướng ra đến, không chỉ có thơm đến không biên giới, trong mơ hồ còn có tông sư linh dược hiệu quả. Có thể nói, linh nhục đại bổ tính chất, bị từ thiếu phát huy đến không gì sánh kịp tình trạng. Ta muốn đột phá, gặm xong một mảng lớn tay gấu, thai hạnh cảm giác mình có chút áp chế không nổi tu vi, nhìn về phía từ thiếu. Đột đi, bản thiếu gia cho người hộ pháp. Từ tiểu thụ mỉm cười gật đầu. Ngũ hổ thượng tướng bên trong, thai hạnh đã là cái cuối cùng tiên thiên tu vi. Mấy người còn lại, tất cả đều đang ăn xong mấy trận mình đồ nướng về sau, áp chế không nổi tu vi, nhao nhao đột phá trở thành tông sư. Nếu không có tông sư thiên tượng cảnh, bọn hắn vậy quản lý không được trên 100 cái năm vực thanh niên tài tuấn. Ân. Thai hạnh gật đầu một cái, ngồi xếp bằng. Rất nhanh. Khí hải chiều thăng, đống lửa diệp diệp.
đạo tắc lộ rõ, thiên tượng diễn thành, thai hạnh đột phá tâm sư. Như thế nào? Từ tiểu thụ hiếu kỳ hỏi một chút, tân cô, Liễu Trường Thanh vậy nghiêng đầu đi qua. May mắn không làm nhục mệnh, tông sư thiên tượng cảnh, đỉnh phong. Thai hạnh rất là kích động, hắn áp chế tu vi 2 năm có thừa, liền vì thánh cung thí luyện. Bây giờ tại cái này vương thành bên trong, có Từ Thiếu nhận lời tất bên trên bảng điểm số 36 vị trí đầu, hắn căn bản không có bận tâm. Vừa đột phá, liền trở thành tông sư thiên tượng cảnh. Không sai, tăng thêm ngươi, chúng ta từ bang liền có 5 cái tông sư thiên tượng cảnh đỉnh phong, với lại khoảng cách âm dương cảnh, vậy đều chỉ kém Lâm Môn một cước. Từ tiểu thụ gật đầu khen ngợi. Vân cảnh thế giới có quy tắc, chỉ cần không nói trước bị loại, chống đến cuối cùng, bảng điểm số 36 vị trí đầu, vân cảnh thế giới hội đem thí luyện giả tông sư năng lực tước đoạt, trở về đến thí luyện mới bắt đầu tiên thiên cảnh giới. Sau đó, thí luyện giả đạt được vân cảnh nguyên tinh, chỉ cần vào thánh cung thí luyện, một nuốt, liền có thể khôi phục đỉnh phong tu vi. Đây là trình tích vì những người thí luyện giành phúc lợi. Từ tiểu thụ vậy có tự tin, giúp mình ngũ hổ thượng tướng soát đến bảng điểm số 36 vị trí đầu. Tự nhiên có thể cho bọn hắn không kiêng nể gì cả đột phá. Về sau tìm tới một chút có thể giúp các ngươi cảm ngộ đạo tắc bảo vật, hoặc là các loại về sau bằng điểm số ổn định, Vân Châu liền điều trước cho các ngươi dùng, tin tưởng âm dương cảnh, cũng không xa. Từ tiểu thụ cười. Đa tạ Từ Thiếu. Thai hạnh kích động. Từ Thiếu không xông bằng điểm số đứng đầu bảng, mọi người đều đã biết được. Hắn muốn chỉ là soát đến bảng danh sách trước 10, đánh một đợt tuyên truyền, đem hắn trên trời đệ nhất lâu người triệu tập đến đông bộ khu vực. Trước đó mọi người là không tin Từ Thiếu lời này. Nhưng từ khi cái kia một giai đoạn lời tuyên truyền xông lên bảng điểm số trước 10, mọi người liền đều tin. Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến đông bộ tìm bản thiếu gia. Một nghĩ đến người thí luyện này tên, thai hạnh liền rất là im lặng. Thật không biết, Từ Thiếu lúc ấy là thế nào nghĩ, mới biết cái này khắc lục mình tên. Cũng không biết, những người khác nhìn thấy cái này nửa ngày thời gian Từ Thiếu xông bảng, nhìn thấy cái này tên, sẽ là cái tâm tình gì. Đêm đã khuya. Vân Lôn dãy núi các nơi, những người thí luyện nhao nhao dừng lại săn giết linh thú, lục soát Vân Châu bộ pháp, bắt đầu tu sinh dưỡng tức. Nhưng nghỉ ngơi sau khi, riêng phần mình liếc qua bảng điểm số, lại tăng lên. Có người hiển nhiên một mực chú ý người nào đó, đã xông lên trước người, xếp hạng thứ 9. Đáng sợ, cái này Tiêu Vãn Phong, tranh thủ thời gian đến đông bộ tìm bản thiếu gia đến cùng là ai, tại sao có thể có người lấy dạng này tên, còn có thể xông bảng nhanh như vậy. Hiển nhiên từ tiểu thụ giải tên. Hút con ngươi năng lực không phải bình thường lớn. Cái danh xưng này, hắn vừa xuất hiện tại bảng điểm số hơn 9.000 tên, ta liền chú ý tới. Không có cách, quá dài, liền màn hình đều muốn kéo động một cái mới có thể thấy rõ ràng tên đầy đủ, thật sự là chọc cười. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, làm như vậy người đời cười chê chữ, mới nửa ngày thời gian, hắn cái sau vượt cái trước, trực tiếp từ hơn 9.000 tên, vọt tới bảng danh sách thứ 9, 1.000 lần nha. Có người cảm khái, cần biết mọi người nhưng cũng bắt đầu phát lực. Cái này Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến đông bộ tìm bản thiếu gia, còn có thể vọt tới bảng điểm số thứ 9, hiển nhiên cũng là một cái đại đoàn băng thủ lĩnh. Không sai, thủ lĩnh gọi cái gì ta là không biết, nhưng cái này Tiêu Vãn Phong phải nổi danh, hơn 3 vạn thí luyện giả, hẳn là đều nhớ kỹ hắn tên. Đêm tối dưới, Vân Lôn dãy núi các nơi, không một không đang thảo luận Tiêu Vãn Phong. Khả năng liền Tiêu Vãn Phong đều sẽ không nghĩ tới, hắn nổi danh phương thức, lại là bởi vì người khác lấy một cái có quan hệ với hắn tên. Phương Bắc, một chỗ yên lặng sơn động ở giữa, một cái tóc tím mình Trần Thanh Niên chống đỡ lấy huyền trọng trường thương mà đứng, nhìn chằm chằm trên tay bảng điểm số, thật lâu không nói, thật là lợi hại. Ta dựa vào lục soát vân bản mới có thể tìm được vân thú săn giết, xa xa dẫn trước bảng điểm số sở hữu người, không có nghĩ đến cái này Tiêu Vãn Phong, bằng vào Vân Châu trồng, cũng có thể trồng lên bảng danh sách trước 10. Hắn phải là tụ tập bao nhiêu người, mới có thể làm đến lấy số lượng thủ thắng. Cái này nếu là gặp được cái vài đầu vân thú, không được thanh ta đứng đầu bảng vị trí, cho trực tiếp đánh xuống. Dừng một chút, cởi trần tráng kiện thanh niên sùng uyên, lại một tiếng bật cười. Không đúng. Coi như gặp vân thú, lấy tiếp cận vương tọa cảnh giới, lại có cái kia không sợ vật lý công kích mây thể, thử hỏi toàn bộ Vân Lôn dãy núi, có mấy cái có thể chống đỡ. Cũng không phải là ai vừa đột phá, liền có thể đến tinh tự cảnh. Sùng uyên đi ra sơn động, nhìn tinh không, hăng hái. Áp chế tu vi 3 năm. 3 năm này. Ai có thể nghĩ tới hắn là như thế nào chịu nhục, liền vì thánh cung thí luyện. Cái này một lần Vân Lôn dãy núi hành trình, hắn muốn đánh, là sở hữu người. Tiêu Vãn Phong, cầu nguyện không cần gặp gỡ ta đi. Nam Bộ, Khương Nhàn dẫn đầu thủ hạ hơn 300 người, đi tới Nguyệt Nha núi khe núi. Một gốc trụi lùi lão hòe thụ cành cây bên trên, ngồi một người mặc màu đỏ lăng bồng bồng quần,
toàn thân bị băng vải quấn quanh, chỉ lộ ra hai viên sáng tỏ con mắt cô nương. Nàng liền như vậy tịch mịch tại trắng bệch trăng tròn chiếu rọi, tới lui hai chân, đảm nhiệm từ chỗ mắt cá chân chuông nhỏ phát ra keng linh, tiếng vang, phảng phất không sợ chút nào cái này, tiếng vang hội ở trong màn đêm gọi đến nhiều mối họa lớn. Hắc tâm quả tộc, Đoá Nhi. Khương Nhàn xa xa ngắm lấy, nhận ra cái kia người thân phận, đã ngừng lại bên hông người muốn động thủ xúc động, cách không gọi hàng, Đoá Nhi cô nương, người ta đều là bán thánh truyền nhân, không bằng liên thủ, đồng loạt chinh chiến mảnh này vân lôn dãy núi. Tiếng vang theo gió mà đi, bay bổng, hồi lâu không có hồi âm. Hừ hừ hừ, tại cành cây bên trên nhộn nhạo hai chân Đoá Nhi, cô nương vẫn như cũ lẳng lặng hừ phát thuộc về hắc tâm quả tộc khúc hát du, thưởng thức gió đêm mang đến độc thuộc khu vực phía nam một ngày chém giết mùi máu tươi, hơi híp mắt, hưởng thụ lấy bóng đêm an bình. Đoá Nhi cô nương. Hừ 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 Đoá Nhi. Hừ 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 Khương Nhàn kêu to ba lần, vẫn như cũ không có đáp lại, sắc mặt có chút khó coi, cao giọng nói, hắc tâm quả tộc nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối hắc tâm cổ, ta Khương thị có bán thánh tịnh quang, cũng không sợ chi. Đoá Nhi lỗ tai khẽ động, con mắt lóe sáng ánh sáng, nghiêng đầu nhìn lại, thanh âm như oanh tước thanh linh, ngươi muốn cùng Đoá Nhi đánh khung nha. Khương Nhàn khẽ giật mình, cả giận nói, không phải đánh khung, là hợp tác. Không hứng thú, cút đi, ngươi tên không dễ nghe, Đoá Nhi không muốn hợp tác với ngươi, Đoá Nhi muốn cùng cái này gọi là Tiêu Vãn Phong hợp tác. Cành cây bên trên, tiểu cô nương chỉ vào thí luyện ngọc bội, ánh mắt sáng rực. Khương Nhàn bị tức đến. Hắn vậy là lần đầu tiên gặp hắc tâm quả tộc truyền nhân, không nghĩ tới đối phương càng như thế non nớt, não mạch kín căn bản vốn không giống như là người bình thường. Khương thiếu, chúng ta có thể vây công, trực tiếp đi lên chém nàng. Bên hông có người đề nghị, trải qua một ngày, Đoá Nhi vẫn như cũ còn tại bảng điểm số bảng 2. Sở hữu người đều coi là cô nương này thủ hạ cũng hẳn là, có một nhóm thí luyện giả đại quân. Chưa từng nghĩ, tối nay đến Nguyệt Nha gia tìm tòi. Nàng lại vẫn là cái người cô đơn, cái này không phải liền là cơ hội. Đám người đều có chút tâm động. Bảng 2 tích điểm quá làm cho người ta mắt hồng. Một trận chiến này lấy nhiều khi ít mặc dù đáng xấu hổ, nhưng nếu là cầm súng Đoá Nhi, đằng sau mọi người thí luyện con đường liền quá tạm biệt. Ngu xuẩn. Khương Nhàn lại là một tiếng quát mắng, nổi giận mắng, ta có Khương thị bán thánh tịnh quang, các ngươi cầm cái gì đến chống cự nàng hắc tâm cổ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta người đông thế mạnh đúng không? Hắn chỉ vào cái này khắp núi đất hoang. Núi này, liền là hắc tâm quả tộc chiến trường, chỉ cần vừa khai chiến, hơn vạn hắc tâm cổ xuất hiện, khác nói các ngươi mấy trăm tiên thiên, liền là mấy trăm tông sư, cũng muốn trong khoảnh khắc xong đời. Sở hữu người nghe được trong lòng run lên, hơn vạn hắc tâm cổ, có thể trong nháy mắt chém chết mấy trăm tông sư. Đây cũng là năng lực gì? Nam vực người, đều quỷ dị như vậy đáng sợ a. Đi! Khương Nhàn gặp Đoá Nhi không muốn hợp tác, xoay đầu đeo người liền muốn rời khỏi. Lúc này cành cây bên trên tới lui hai chân Đoá Nhi, cô nương lại cách không cười mỉm hỏi, sáng nay gặp qua người đại quân, không phải còn có hơn 500 người a, làm sao lại thừa như thế điểm nha. Khương Nhàn bước chân chỉ trệ, sắc mặt trầm xuống, vốn không muốn giải thích, nhưng cũng sợ chọc giận tính cách này không hiểu ra sao cả tiểu cô nương, thế là cũng không quay đầu lại nói, gặp cái cầm kiếm điên, chúng ta đi. Nửa câu sau, là hướng về phía đại quân nói, cầm kiếm điên, lão hề thụ bên trên. Đoá Nhi cô nương cuộn lại ngón tay, ngữ khí có chút cổ quái, từ lẩm bẩm nói, thật lợi hại nha, đến đông vực còn dám trêu chọc cầm kiếm, cái này đông vực kiếm thần thiên, chỉ cần là cái cầm kiếm. Sư phụ nói, cho dù là cái phàm nhân, cũng không tốt gây đâu. Nói xong nàng dựng lên nắm tay nhỏ, phấn chấn nói, nhưng nếu như là tông sư, vương tọa, vậy liền có thể giết, tu vi càng mạnh, kiếm thuật càng thấp. Nói xong nàng quay về nhìn phía thí luyện ngọc bội, nhìn chằm chằm phía trên cái kia một chuỗi dài tên giật mình. Tiêu Vãn Phong, thật tốt nghe tên nha, Đoá Nhi vòng quanh ăn nhẹ chỉ, thất thần thì thào, hy vọng dung mạo người cũng như tên này chữ bình thường, bóng đêm thăm thẳm, gió chiều phơ phất, nếu không, hừ hừ. Cùng một thời gian, địa phương khác, quá nhiều người chú ý đến Tiêu Vãn Phong, cái này một cái tên. Có Đông Thiên Vương thành người, một chút liền có thể nhận ra đây là từ Thiếu Khắc Lục xưng hô, nhưng đại đa số không biết, thì là đem trở thành Tiêu Vãn Phong bản thân đi hô. Mà Tiêu Vãn Phong bản thân, khi nhìn đến cái này một cái tên về sau, giống như là tìm đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đông Bộ, Tô Thiển Thiển nắm vuốt thí luyện ngọc bội, ngóng nhìn phương Đông. Từ Thiếu là ở chỗ này. Tiêu Vãn Phong nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng. Hắn không biết tiểu cô nương này muốn tìm Từ Thiếu làm gì, nhưng không quản tốt hỏng. Đưa đến Từ Thiếu trước mặt, Từ Thiếu tổng có thể giải quyết vấn đề. Tiểu thú ca ca ngay tại cái kia, Tô Thiển Thiển trên mặt cười mỉm. Nhảy xuống núi đá, nói, đêm tối đi đường, tiến về Đông Bộ. Ách, ngươi nghiêm túc. Tiêu Vãn Phong kinh ngạc, người này so với chính mình còn gấp.
nhưng ban đêm đi đường, nguy hiểm hệ số nhưng quá lớn. Vân Lôn dãy núi ẩn giấu, cũng không chỉ là tiên thiên, cấp bậc tông sư linh thú. Muốn từ Tây Bộ đuổi tới Đông Bộ, ở giữa khẳng định hay là trải qua khu vực hạch tâm Cửu Long Mạch, chỗ kia nghe nói liền vương tọa linh thú đều có a. Không sợ, ta bảo vệ ngươi. Tô Thiển Thiển ngoái nhìn một cười, tiếp tục cất bước tiến lên. Tiêu Vãn Phong thật sâu một hơi thở dài. Cái này đều người nào a? Lúc đầu đi theo Từ Thiếu liền không có một cái bình thường, hiện tại liền nhận biết Từ Thiếu người, đều trở nên đáng sợ như thế. Đi thôi, đi thôi, hy vọng tiến về Đông Bộ trên đường, chớ có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 818, Vân Thú Sơ Hiện, một kiếm đông đến. Hôm sau buổi trưa, khoảng cách Vương Thành thí luyện mở ra, đã qua một ngày rưỡi thời gian. Từ Tiểu Thụ dẫn đầu Từ Bang, tại trải qua trắng đêm chỉnh đốn về sau, tiếp tục hướng Vân Lôn dãy núi vòng trong khu vực xuất phát. Nhưng tựa hồ, Đông Bộ cái này một khối, cằn cỗi đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Vân Châu số lượng bạo giảm, giống là hoàn toàn bị người lục soát cạo sạch sẽ bình thường, ngỗng qua nhổ lông ý nghĩ là có, nhưng liền lông cũng khó khăn tìm, còn nói thế nào nhổ đến. Dẫn đầu Từ Thiếu ba người đang phi hành, Ngũ Hổ thượng tướng tại phía sau theo vào. Thái Hạnh mặt không biểu tình nhìn về phía còn lại bốn đại tông sư, có chút khó mà mở miệng, các ngươi vậy không thu hoạch được một hạt nào. Đêm qua đột phá tông sư qua đi, sáng nay hắn tiếp tục nhiệm vụ, tìm kiếm Vân Châu. Nhưng nửa ngày thời gian xuống tới, liền một viên Vân Châu bóng hình đều không thấy được. Ta mò tới ba viên. Chu Đông cười gượng. Hắc, cái kia ta tính lợi hại, ta tìm được sáu viên. Triệu Tú hắc hắc vui lên. Không, không. Tập Nhiễm Hán, Mạc Bắc Bắc hai người, cho dù riêng phần mình thủ hạ vậy có hơn 100 người, lúc này cũng là sắc mặt phức tạp, biểu thị cái gì đều sờ không được. Từ Thiếu đã từ bảng điểm số thứ 9, ngã xuống 27, lúc này mới vẻn vẹn một cái buổi sáng. Chu Đông nhìn qua thí luyện ngọc bội, ngữ khí thổn thức, là chúng ta cái này một khối địa phương thật thiếu Vân Châu, vẫn là khác địa phương quá mức giàu có. Không biết được, Mạc Bắc Bắc cười gượng, tình huống này không đúng rồi, tiếp tục như vậy nữa, không ra một ngày, liền Từ Thiếu đều muốn ngã xuống bảng điểm số 36 có hơn, chúng ta, chớ có hoài nghi Từ Thiếu năng lực. Thái Hạnh nhìn về phía Mạc Bắc Bắc, ngắt lời nói. Ngươi tự hồ quên, hai ngày này chúng ta cũng chỉ là cố gắng phát triển băng chúng, liền Vân Châu đều là thuận tiện lấy tìm kiếm, nhưng Từ Thiếu còn không có đại khai sát giới, bắt đầu cướp đoạt người khác tích điểm đâu. Không sai. Tập Nhiễm Hán cũng là gật đầu, cười nói, cũng liền Từ Thiếu còn không muốn ra tay, chỉ cần hắn nghĩ, toàn bộ Vân Lôn dãy núi có thể chống đỡ được hắn một kiếm, không nhiều. Mấy người lẫn nhau gật đầu, trò chuyện có an ủi. Bọn hắn đã thành tông sư. Sợ sẽ nhất là cuối cùng bảng điểm số bên trên không đến 36 vị trí đầu, tiếp theo bị đào thải. Hiện nay liền Từ Thiếu đều ngã xuống bảng điểm số 27 vị trí, có người bắt đầu gấp, cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá, xét đến cùng, mọi người còn nguyện ý tin tưởng Từ Thiếu năng lực. Báo. Liền lúc này, nơi xa một Từ Bang Bang chúng nhanh chóng bay tới, bay lên chính là nôn nóng quát. Chuyện gì? Chu Đông chuyển mắt, nhận ra đây là dưới trướng hắn người. Gần phía tây 700 dặm bên ngoài. Phát hiện một chỗ đặc thù khe núi, mây mù lượn lờ, quanh mình có tông sư linh thú thi thể, còn có kỳ lạ tiếng thú gào, chúng ta hoài nghi, lời nói còn chưa từng nói xong, Ngũ Hổ thượng tướng cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Vân thú, đừng nói trước, lập tức bẩm báo Từ Thiếu, mau chóng tới nhìn xem. Bảng điểm số, lại ngã. Dẫn đầu Từ Tiểu Thụ còn đang ngó chừng thí luyện ngọc bội, không ở lắc đầu. Hắn quảng cáo tuyên truyền chỉ duy trì một đêm thời gian, mới vừa buổi sáng công phu, liền bị người chen rơi mất vị trí. Có thể gặp đến, lần này Vương Thành thí luyện, những người thí luyện rốt cuộc có bao nhiêu liều. Một đêm thời gian, vậy mà có thể đem hắn chen đến hơn 20 vị trí. Vân Lôn dãy núi phía ngoài nhất, hẳn không có nhiều như vậy Vân Châu, có thể là có ít người lục soát bên trong đi, càng đến gần khu vực trung tâm, tài nguyên hẳn là càng nhiều. Liễu Trường Thanh phỏng đoán, bọn hắn không nghỉ ngơi sao? Tân cô không hiểu. Những người thí luyện này giết điên rồi, hiện tại không nghỉ ngơi. Mấy ngày sau vòng trong đại chém giết, trước hết nhất thể lực chống đỡ hết nổi người, khẳng định là trước ngã xuống. Vừa nghĩ tới đó, hắn cũng có chút bội phục Từ Tiểu Thụ thủ đoạn. Tập kết gần 900 băng chúng, Từ Tiểu Thụ liền xuất thủ đều không cần, ngồi liền có người đưa Vân Châu tới cửa. Năng lực như vậy, Vân Lôn dãy núi khả năng đều tìm không ra mấy cái. Nếu có thể dùng võ lực khuất phục thí luyện giả, đồng thời còn có thể sử dụng đan dược để thí luyện giả quy tâm. Chật chật, Tân cô cảm khái. Chỉ là chảy gỗ cùng mứt táo chảy xuống dòng dòng, một nửa mặt đen, một nửa mặt đỏ nha. Trong lúc đang suy tư, đằng trước Từ Tiểu Thụ dừng bước. Chúng ta, có lẽ là thời điểm nên thu lưới. Ân, Tân cô nhìn lại. Từ Tiểu Thụ nói, Từ Bang Bang chúng tiếp cận 900 người, bản thiếu gia dự định trước khi định 900 số lượng,
liền không còn hấp thu băng chúng, dù sao nhiều người vậy khó quản lý, còn có phản loạn phong hiểm, chỉ cần 900 nhân số vừa đến, chúng ta toàn lực hướng vòng trong phương hướng xuất phát. Bắt đầu giết người. Tân cô hưng phấn lên. Là cướp đoạt. Từ tiểu thụ tức giận đập ra hỏa này sọ não, chỉ dựa vào tìm Vân Châu. Giai đoạn trước còn tốt, nhưng trước mắt xem ra, tiến độ quá chậm, chúng ta cũng không phải ở vào Vân Lôn dãy núi Vân Châu màu mỡ khu, chỉ có thể sớm bắt đầu cướp đoạt tiến công. Xác thực. Liễu Trường Thanh gật đầu phụ họa, hắn đồng ý đề nghị này. Như thế, vậy bản thiếu gọi Ngũ Hổ thượng tướng tới, mệnh lệnh thẳng tiếp theo. Từ tiểu thụ hắc hắc một cười, về sau, những người thí luyện mong muốn gia nhập từ bang, trở thành bang chúng, vậy thì có điểm khó khăn. Từ tiểu thụ xác thực tính toán như vậy. Hắn không muốn hấp thu quá nhiều người. Bởi vì người càng nhiều, từ bang bang chúng cái danh này liền lộ ra giá rẻ. Nhưng mà đói khát tiêu thụ, không thể nói trước sau này còn có thể dùng từ bang bang chúng, cái danh này, thu nạp vào đến càng nhiều thiên tài. Đi! Vừa quay đầu lại, từ tiểu thụ định tìm người hạ mệnh lệnh, đã thấy Ngũ Hổ thượng tướng đồng thời tại nơi xa bay tới. Chuyện gì? Từ thiếu, Vân Thú. Triệu Tú lộ ra có chút kích động. Chu Đông vội vàng nói bổ sung, là hư hư thực thực Vân Thú. Từ thiếu, ngay tại 700 dặm bên ngoài, từ bang bang chúng phát hiện một chỗ đặc thù bí địa, chúng ta có thể đi nhìn xem. Bí địa. Từ tiểu thụ ánh mắt lửa nóng. Vân Lôn dãy núi bọn hắn tìm một ngày, cũng tìm được không ít bí địa. Cái này chút bí địa bên trong, có đôi khi Vân Châu tụ tập tồn tại, có đôi khi là nguyên một phiến cao phẩm chất vườn thuốc, giá trị đều cực kỳ không ít. Bây giờ từ bang bang chúng phát hiện một chỗ đặc thù bí địa, có thể làm cho Ngũ Hổ thượng tướng cùng đến bẩm báo, hiển nhiên phân lượng rất nặng. Đi qua. Từ tiểu thụ lúc này quyết đoán, một bên mang theo đám người hướng tây bộ phương hướng bay, một bên đem mình vừa rồi ý nghĩ truyền đạt xuống dưới. 700 dặm bên ngoài, Lạc Vân Phong, Vinh Đại Hạo quần áo hoa lệ, dẫn đầu chừng hơn 100 người, chém giết mười mấy đầu tông sư linh thú, vượt qua lên tòa này hùng phong, đến đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên, trống rỗng bay có một đầu trăm trượng lớn nhỏ mây mù cự thú. Cự thú che khuất bầu trời, đỉnh đầu 10 trượng độc giác, chân đạp thất thải tường vân, thân như cá lớn, phiến có mây vảy, sau lưng có hai cánh, dương cánh có thể che nửa bên thiên, giống như là viễn cổ côn bằng. Kỳ quái là, linh nghiệm tìm kiếm, cự thú lại như là không còn tồn tại, phảng phất mắt thường thấy, đều vì hư giả. Nó giống như là không có thực thể, chỉ vô ưu vô lự ngao du tại cửu thiên phía trên. Không vì dưới đáy Lạc Vân Phong thí luyện giả mà động. Thân thể càng theo cương phong liệt liệt biến hình, có lúc là côn bằng hình, có lúc là cự long hình, có lúc là phượng hoàng. Hạo ca, mau nhìn. Bọn thủ hạ chỉ vào thiên khung phía trên mây mù cự thú, mặt lộ rung động, giống như là cái không có thấy qua việc đời hài tử. Vinh Đại Hạo vậy rung động. Hắn là thái hư truyền nhân, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chưa từng gặp qua như vậy sinh vật. Quá to lớn, quá kỳ lạ. Vân thú. Cơ hồ trước tiên, Vinh Đại Hạo chắc chắn cự thú lai lịch. Có thể tại vân cảnh trong thế giới, có như vậy đặc thù lực lượng tồn tại, lại phù hợp trong dự đoán vân thú hình tượng, chỉ lần này một vật. Vân thú. Vậy coi như là 10.000 tích điểm. Thuộc hạ nhao nhao mắt hồng. Hạo ca, có làm hay không? Cái này một phiếu làm xong, ngươi có thể lại xông lên bảng điểm số 36 vị trí đầu. Có người cổ dụ. Vinh Đại Hạo trần chờ. Cái này vân thú cùng trong dự đoán xuất nhập có chút lớn. Nó như có điểm mạnh, muốn làm sao giết. Trên bầu trời vân thú tựa hồ chú ý tới phía dưới tiểu gia hỏa động tĩnh, gió thổi qua, cái mông hóa thành dữ tợn đầu hổ, hả ra một phát thủ. Ô kỳ lạ tiếng vang bắn ra, sở hữu người tinh thần mê muội, cảm giác nhận lấy linh hồn trùng kích, rất lâu mới tỉnh hồn lại. Vinh Đại Hạo vẻn vẹn trễ ngưng nửa giây, lập tức hồi phục thanh tỉnh, sau đó trong lòng hoảng sợ. Tinh thần công kích, cái này vân thú, lại là đi tinh thần công kích đường đi. Liền cái này một sóng âm thanh công kích, ít nhất cũng phải là tông sư tinh tự cảnh tu vi, không thể nói trước chiến bắt đầu, so tông sư đỉnh phong còn khó dây hơn. Đây cũng quá mạnh. Vinh Đại Hạo nhìn mộng. Vân thú mạnh như vậy, người khác là thế nào giết? Hắn nhưng là một mực chú ý bảng điểm số, vừa tiến vào Vân Lôn dãy núi cái kia hội, không đến một ngày thời gian, liền có thật nhiều người chạm qua vân thú. Bọn hắn, đều đã đột phá trở thành tông sư. Vinh Đại Hạo có phỏng đoán. Cái kia chút có thể chạm vân thú người, nhất định là đã đột phá tông sư. Nếu không không có khả năng chống lại tông sư tinh tự cảnh tu vi, vẫn là có đặc thù tinh thần công kích năng lực vân thú. Ta còn không đột phá, Vinh Đại Hạo mắt lộ ra do dự. Đột phá tông sư, mang ý nghĩa hắn nhất định phải ở sau đó lộ trình bên trong, bảo trì không bị đào thải, đồng thời cuối cùng tích điểm lên bảng 36 vị trí đầu. Nếu không, hắn liền bước chân thánh cung thí luyện tư cách đều muốn mất đi. Cũng không đột phá, cái này 10.000 tích điểm, xem chừng rất khó lấy xuống, Hạo ca. Hậu phương người đang thúc giục gấp rút.
bọn hắn đi theo Vinh Đại Hạo là bởi vì Vinh Đại Hạo là thái hư truyền nhân, hẳn là có tự tin mới đúng, sao đến cái này điểm mấu chốt, còn do dự bắt đầu. Hạo ca, tranh thủ thời gian hạ quyết định đi, dù là hiện tại không đột phá, ta dám khẳng định, đến Vân Lôn dãy núi vòng trong, thậm chí hạch tâm khu vực Cửu Long Mạch, khẳng định vậy chỉ còn lại có một đám tông sư đang liều giết, muốn chỉ lo thân mình, căn bản không có khả năng. Có người nói, lời này cực kỳ lý trí, vậy cực kỳ hiện thực, nhưng đẫm máu, làm người thấy chua xót. Vinh Đại Hạo không ngốc, rất nhanh vậy suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Xác thực thí luyện giả nếu là đều có thể kiên trì đến thời khắc sống còn, cái nào chịu từ bỏ cơ hội, mà mỗi cái người đều không muốn từ bỏ, vậy liền mỗi cái người đều phải xuất ra át chủ bài. Cho nên, tình huống như vậy dưới, những người thí luyện sớm tối đều hội đột phá tông sư. Cái kia đã cuối cùng đều là cố định kết cục, cùng ngay từ đầu liền che giấu, còn không bằng sớm đột phá, thừa dịp thí luyện giai đoạn trước, dùng nhiều tông sư tu vi, vớt điểm chỗ tốt. Các ngươi thủ hộ ta, chờ ta đột phá, trực tiếp chém cái này vân thú. Vinh Đại Hạo cắn răng một cái, trùng điệp nói ra. Tốt, Hạo ca ủng hộ. Xong, thừa dịp đông bộ từ ba người còn không phát hiện nơi này, Hạo ca nắm chặt thời gian. Thuộc hạ bắt đầu hưng phấn. Bọn hắn trong đội ngũ, đã có mấy cái đột phá tông sư, liền âm dương cảnh đều có một cái. Sở dĩ đoàn người còn có thể nghe Vinh Đại Hạo chỉ huy, cũng là bởi vì liền âm dương cảnh tông sư cường giả, đều đánh bất quá tiên thiên đỉnh phong Vinh Đại Hạo. Như vậy lãnh tụ, nếu là đột phá tông sư, đó chính là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Vân thú tính tình ôn hòa, tựa hồ thuộc hạ không xuất thủ, nó liền sẽ không động thủ. Nhưng theo thiên khung gió mạnh tung bay đến rất nhanh, phảng phất muốn thoát đi nơi đây. Vinh Đại Hạo ngồi xếp bằng, bấm niệm pháp quyết lật nguyên, tâm độn không minh. Một hơi về sau. Oanh! Lạc Vân Phong bên trên một đạo to lớn cửa lớn hư ảnh xuất hiện, nguy nga hùng hồn, nếu có thể xuyên thủng viễn cổ tương lai, chấn diệt bát hoang tứ hải. Thời không chi môn, bọn thủ hạ bên trong, âm dương cảnh tông sư cao thủ Lôi Trạch trong mắt lộ rõ rung động, im ắng nỉ non, hắn quả nhiên là thái hư phụ môn nhất tộc truyền nhân. Vinh Đại Hạo đột phá tông sư, dị tượng rất lớn, hoàn toàn không phải phổ thông tông sư hẳn là có sức mạnh. Nhưng đột phá qua đi, hắn tu vi cảnh giới lại ổn định tại thiên tượng cảnh sơ kỳ, một mực thực, không có nửa điểm vượt qua. Đây chính là đại gia tộc truyền thừa A. Lôi Trạch cảm khái. Mọi người đều biết, áp chế cảnh giới về sau đột phá, liền giống như là biển động vỗ bờ, mưa to vỡ đê, bình thường luyện linh sư muốn ổn định cảnh giới không xông đi lên cũng khó khăn. Lôi Trạch đã là như thế. Hắn là biết được cơ sở cần nện vững chắc, có thể đột phá tông sư về sau, mặc cho thủ đoạn mạnh hơn, cũng chỉ có thể đem cảnh giới ép đến âm dương cảnh. Vinh Đại Hạo rõ ràng cũng là áp chế tu vi nhiều năm, lại có thể tại đột phá tông sư về sau, cưỡng ép đem tu vi cảnh giới ổn định tại thiên tượng cảnh sơ kỳ. Nhìn như vậy bắt đầu, hắn tựa hồ mặt ngoài tu vi không mạnh, nhưng lại có càng nhiều tông sư thời gian tu luyện đi cảm ngộ đạo vận, đi nện vững chắc vương tọa trước đó cơ sở. Có thể nói, Lôi Trạch là cường tại sảng khoái hạ. Mà Vinh Đại Hạo lại có càng thêm tương lai tươi sáng. Thành công. Lão đại vừa mở mắt, sở hữu người nhao nhao nhìn lại, Lôi Trạch cũng không ngoại lệ. Vinh Đại Hạo khóe môi nhếch lên, bóp bóp nắm tay, hài lòng một cười, hiện nay, bình thường tinh tự cảnh, cũng đỡ không nổi ta. Sở hữu người kinh ngạc. Sớm nghe nói thiên tài bên trong thiên tài, cho dù gặp phải ngang nhau thiên tài, đều có vượt cấp mà chiến năng lực, nhưng Vinh Đại Hạo tự tin đến có thể lấy thiên tượng chiến tinh tự, vậy cũng quá khoa trương. Vậy cái này vân thú. Lôi Trạch tiến lên, nhìn về phía cửu thiên phía trên sắp bỏ chạy vân thú. Vinh Đại Hạo ha ha một cười, chỉ là tinh thần công kích, nó không phá được ta thời không chi môn phòng ngự. Những người khác trở lấy, một trận chiến này, ta cùng Lôi Trạch hai huynh đệ cá nhân đến. Nửa câu nói sau, là hướng về phía bọn thủ hạ nói. Lôi Trạch gật đầu mạnh một cái. Hắn sợ tinh thần công kích, nhưng Vinh Đại Hạo không sợ lời nói. Cái kia một trận chiến này, liền tốt đánh nhiều. Giết. Lão đại ủng hộ. Lôi Trạch nhị thủ lĩnh vậy ủng hộ, chém xuống 10.000 tích điểm, xông lên bảng 36 vị trí đầu. Quần tình phấn khởi. Sở hữu người vì sắp xuất chiến lão đại, lão nhị ủng hộ hò hét. Vinh Đại Hạo cảm xúc bành trướng, chuyển mắt đối Lôi Trạch gật đầu một cái, hai người đồng thời đầu gối một khuất, hướng thiên khung phía trên tóe đi. Hưu. Liền lúc này, đông thiên một tia ô quang bay lượn mà đến. Vẻn vẹn chớp mắt công phu, liền xuyên phá vô số không gian. Một thanh hắc kiếm keng một cái khảm vào đến Lạc Vân Phong đỉnh núi giữa không trung, trực tiếp đem Vinh Đại Hạo cùng Lôi Trạch hành động đều phong tỏa, đánh gãy. Anh tiếng kiếm reo du dương lại quái dị. Hắc kiếm khảm nạm tại hư không, càng thêm xoay trở thành một đóa yêu diễm kỳ hoa. Thứ đồ gì? Sở hữu người đều bị hù dọa. Bất thình lình hắc kiếm đánh gãy lão đại, lão nhị hành động.
kiếm ý tàn phá bừa bãi, nhưng không thấy cầm kiếm giả. Trong mơ hồ thật là có đông vực truyền thuyết một kiếm đông đến một kiếm tiên, chút điểm phong thái. Ai? Vinh Đại Hạo vậy nhìn lên trước mặt hắc kiếm, trong lòng ẩn ẩn có không rõ dự cảm. Cùng một thời gian, chân núi một đạo to rõ tiếng gọi vang lên. Trên núi các vị, các ngươi đã bị ta từ mỗi người bao vây, mau mau tước vũ khí đầu hàng, xuống núi nạp lễ, chớ có tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu không, bản thiếu gia một kiếm, đem máu nhuộm cả tòa Lạc Vân Phong. Chương 819, Tây Phong Điều Tuyết, Hoàn Ngược Tông Sư. Ô kỳ lạ tiếng ô ô vang lên nữa. Trên bầu trời độn đi tới giới hạn vân thú, giống như là đụng phải cái gì đồ vật bình thường, mây thể bị xoắn nát, bất đắc dĩ bị ép trở về, hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Nhưng mà lại đụng đầu. Ô vân thú bị đau lại vừa gọi. Lạc Vân Phong bên trên, cái kia xoay thành hắc xà linh kiếm cắm giữa không trung, chân núi gọi hàng hồi âm vẫn như cũ dập dờn, mọi người cùng đủ yên tĩnh lấy. Tử Bang, là Tử Bang người, trời ạ, bọn hắn làm sao nhanh như vậy lại tới? Trước đó thứ tư tiểu đội tuần tra thời điểm, Lạc Vân Phong quanh mình 500 dặm, thế nhưng là không có Tử Bang người a. Xong, lần này nhưng như thế nào cho phải? Rất nhanh trên núi người nổ tung nghị luận. Đông bộ Tử Bang thanh danh, hai ngày này có thể nói là toàn đánh tới. Chân chính trên ý nghĩa thần ma khó cản. Không quản là linh thú, thí luyện giả, vô luận là tiên thiên, tông sư, chỉ cần gặp được Tử Bang người, hoặc là bị chạm, hoặc là trở thành bang chúng. Vinh Đại Hạo dẫn đầu đội ngũ căn bản vốn không dám đối cứng một chút, chỉ có thể đường vòng mà đi. Không chỉ là hắn, đông bộ sở hữu cái khác tiểu đội, chỉ cần còn muốn có tự do thân, toàn diện như thế. Nhưng hiện nay, cái này ngỗng qua nhổ lông, không có một ngọn cỏ Tử Bang, đi tới Lạc Vân Phong. Tử Bang bang chủ Tử Thiếu Kiếm, còn cắm đến đám người trên đỉnh đầu. Hạo ca, Lôi Trạch mặt hiện sầu khổ, chủ trừ nhìn phía Vinh Đại Hạo, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Hắn đúng là tông sư âm dương cảnh, nhưng nghe đồn Tử Bang trong bang chúng, ánh sáng tông sư tu vi người, liền không còn có mấy chục người. Cái kia Tử Thiếu, càng thêm là một cái hư hư thực thực kiếm đạo vương tọa tồn tại. Coi như không phải thật sự kiếm đạo vương tọa, dù là chỉ là kiếm tông, cũng không phải hắn cái này một chỉ là âm dương cảnh có thể trêu chọc a. Lui 10.000 bước nói, Tử Thiếu bán thánh chuyển nhân thân phận, liền đã trêu đến 7 thành thí luyện giả, không dám loạn thử phong mang. Hắn Lôi Trạch, căn bản vốn không dám trêu chọc. Tử Thiếu, hắn tại sao tới đây? Vinh Đại Hạo nhìn qua hắc kiếm nhíu mày. Rất nhanh hắn ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống thiên khung phía trên. Người khác nhìn không ra, Vinh Đại Hạo một cái liền có thể dò xét gặp, phạm vi 10 dặm chi địa, đều dâng lên vô hình kiếm khí, vây khốn toàn bộ đỉnh núi hư không. Cái kia vân thú vốn định bỏ chạy. Chính là bởi vì đụng phải kiếm khí kết giới, bị đau, mới quay lại phương hướng. Thế nhưng, quanh mình chi địa, đã toàn bị phong tỏa, vân thú có thể trốn hướng nơi nào? Mà hắn Vinh Đại Hạo dẫn đầu hơn 100 người, giờ phút này chính cực kỳ giống không chỗ chạy trốn vân thú, Từ Thiếu một người một lời, thật phong bế cả tòa Lạc Vân Phong. Kiếm tông có mạnh như vậy sao? Hắn sẽ không thật sự là kiếm đạo vương tọa a. Vinh Đại Hạo trong lòng hiện khổ, hắn cảm giác ổ khóa này ở tứ phương lực lượng, không giống vương tọa giới vực, nhưng lại có không thua gì vương tọa giới vực cầm tù chi lực. Chí ít, tại đối mặt bọn này tiên thiên thí luyện giả, có thể làm được không một bỏ sót, toàn bộ phong kín. Hạo ca, bọn thủ hạ gấp, thỉnh cầu Vinh Đại Hạo cho ra một cái quyết đoán. Là chiến là hàng, sống hay chết, một ý niệm. Chiến sao? Vinh Đại Hạo tâm tình ngũ vị tạp trần. Đổi lại là cái khác bán thánh truyền nhân, tại cái này vân cảnh thế giới bên trong, hắn kỳ thật chưa chắc không dám đánh một trận. Nhưng Từ Thiếu, hắn nhận biết a. Hôm đó Đông Thiên Vương thành tiền nhiều thương hội cửa ra vào, Từ Thiếu dẫn theo hai nữ một nam, cùng Khương Nhàn chính diện phát khởi xung đột. Ngoại nhân không biết được, Vinh Đại Hạo thế nhưng là hiểu được. Từ Thiếu bên cạnh có một nữ, chính là tại Bạch Quật bên trong hiện thân qua phong ấn quỷ thú chi quỷ thú ký thể. Tên kia, cùng quỷ thú cấu kết a. Thái hư thế gia, với cái thế giới này cơ mật giải rất nhiều, cho nên Vinh Đại Hạo càng thêm tuyệt đối không dám cùng Từ Thiếu dính dáng một chút. Không quản là chiến hậu bị bắt, vẫn là tại chỗ đầu hàng. Chỉ cần cùng Từ Thiếu có quan hệ, ngày sau gia hỏa này bị Hồng Y Đào đi ra cùng quỷ thú cấu kết, bên cạnh chỉ cần có quan hệ, một cái đều chạy không được. Hồng Y đối quỷ thú thái độ, là liên lụy. Vinh Đại Hạo nội tâm minh bạch cực kỳ, Từ Thiếu liền là một đống cục diện rối rắm, ai bày ra ai chết. Về phần nói báo cáo, Thái hư thế gia, tuyệt đối không chịu nổi bán thánh thế gia trả thù nha. Vinh Đại Hạo là có thể hướng Hồng Y, báo cáo Từ Thiếu hư hư thực thực cùng quỷ thú cấu kết, nhưng chứng cứ hắn vậy không bỏ ra nổi đến, về sau liền là chờ chết. Sư tôn nói qua, cùng quỷ thú có quan hệ đồ vật, một mực không động vào. Cái này không động vào, chỉ là đã không phù hợp, cũng không phản đối, quyền coi như không có gặp qua là được,
nếu không ngày sau bị truy cứu, vô luận là bị cái nào nhất phương truy cứu, hắn chỉ là thái hư thế gia, đều không chịu nổi. Hạo ca, nhanh cho cái quyết đoán a. Lôi Trạch vậy nhịn không nổi. Cái kia hắc kiếm liền trên đầu, càng dao động càng vui sướng, càng gọi càng làm người ta sợ hãi. Bốn phía kiếm khí, liền hắn đều cảm thấy hàn ý, chớ nói chi là những tiên thiên cấp bậc đó. Chúng ta, Vinh Đại Hạo trong lòng có đắng, hắn nước mắt đều muốn đi ra. Trên núi người, các ngươi là kẻ điếc à, nghe được cho cái đáp lời, bản thiếu gia số 3 giây đồng hồ, lại không đầu hàng, máu nhuộm Lạc Vân Phong. Dưới núi Từ Thiếu lại gọi hàng. 3. Lạc Vân Phong bên trên, hơn trăm người nơm nớp lo sợ. Sở hữu người cũng biết Từ Thiếu càn rỡ, hiện nay là thật gặp được. Tất cả mọi người là huyết tính nam nhi, dù là biết rõ Từ Thiếu cường hãn, nhưng bị như vậy khiêu khích, từng cái khổ tận cam lai về sau, cũng có chút nhịn không được. Muốn ta nói, không đành lòng. Chúng ta hơn trăm cá nhân, cùng nhau đột phá tông sư, mẹ hắn ta cũng không tin Từ Thiếu chịu, để thủ hạ bọn hắn người toàn bộ đột phá tông sư. Dạng này chúng ta giết ra một con đường sống, chưa chắc không được. Ta đi theo Hạo ca có thể, nhưng muốn ta cùng cái kia hoàn khố Từ Thiếu, nằm mơ. Ta đồng ý giết ra sinh thiên. Hạo ca, chúng ta đến cùng muốn làm thế nào? Bọn thủ hạ cùng nhau gào to. Mọi người huyết tính 10 phần, Vinh Đại Hạo nhìn ra được. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dù là chỉ lần này hơn trăm người, cũng dám trùng sát Từ Thiếu mấy trăm người trận. Đáng tiếc, đổi lại lúc khác, ta thật hội hàng, giao tốt một cái bán thánh truyền nhân, ai không mong muốn. Nhưng hôm nay không phải ta không muốn để cho đoàn người đầu hàng, mà là thật không thể hàng. Vinh Đại Hạo trong lòng thở dài, ánh mắt kiên quyết lên. Chúng ta không thể cùng Từ Thiếu thông đồng làm bậy, hắn thủ hạ quá nhiều người, hòa tan vào, thẳng đến cuối cùng. Chúng ta khả năng vậy xông không đến bảng điểm số 36 vị trí đầu. Vinh Đại Hạo lên tiếng, dù sao hắn thủ hạ có lão nhân, về sau cầm tới tích điểm, khẳng định cũng là lão nhân tiên cơ. Mọi người cùng đủ gật đầu một cái. Cái này lời nói không sai, mọi người ngay từ đầu liền đều nghĩ như vậy. Nếu không, vậy sẽ không ngốc đến muốn cùng Từ Bang trùng sát. Nghe ta hiệu lệnh. Vinh Đại Hạo vung tay lên. Tiểu đội thứ nhất, đột phá tông sư, dẫn đầu sông giết tiếp, đem Từ Bang trận tuyến xé mở. Thứ hai, thứ ba tiểu đội đột phá chuẩn bị, những người khác đồng dạng chờ lệnh, thời khắc tất yếu, đột phá tông sư, đồng loạt giết ra ngoài. Lần này, chúng ta làm một món lớn. Mệnh lệnh được đưa ra. Sở hữu người phấn khởi. 30 tên tông sư cùng nhau đột phá, phóng nhãn toàn bộ Vân Lôn dãy núi, cũng không có người dám chơi như vậy. Ý vị này chỉ cần có thể xé mở Từ Bang trận tuyến, tiếp xuống Vinh Đại Hạo dẫn dắt chi đội ngũ này, đem đánh đâu thắng đó. 2. Từ Thiếu đếm ngược lại lần nữa xuất hiện. Thừa dịp còn có thời gian, tiểu đội thứ nhất 10 người khoanh chân xuống. Rất nhanh, từng đợt đột phá tông sư thiên tượng đạo vận hiện ra. Mọi người đều áp chế tu vi đã lâu. Vinh Đại Hạo hấp thu người, càng thêm từng cái đều là thiên tài bên trong thiên tài, đột phá, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. 1. Đếm ngược kết thúc, giữa không trung hắc kiếm run lên, hư một cái hóa thành lưu quang không thấy. Giết! Lạc Vân Phong bên trên, thập đại thiên tượng, tại Vinh Đại Hạo chỉ lệnh qua đi, mang theo thế sét đánh lôi đình, như mãnh hổ hạ sơn, đánh giết mà đi. Thứ hai, thứ ba tiểu đội chuẩn bị. Vinh Đại Hạo lập tức hạ lệnh, lại là 20 người khoanh chân ngồi xuống. Những người này, đều là tinh anh. Vinh Đại Hạo trước kia liền phân phối xong. Nếu nói ai có khả năng nhất đoạt được bảng điểm số 36 vị trí đầu, hắn trước đây 3 tiểu đội, là hy vọng lớn nhất. Bởi vì mà lúc này đột phá, cũng không tính bị buộc bất đắc dĩ, chỉ là trước thời hạn một chút thời gian thôi. Đến cuối cùng, tất cả mọi người là muốn đột phá. Chân núi, nha hoắc, người đại tông sư xé mở mây mù phác sóc mà đến, đủ loại kiểu dáng linh lực bay tuôn, hỏa hệ, băng hệ, quang hệ, điện hệ. Thấy Từ Tiểu Thụ trông mà thèm không thôi. Từ Thiếu, ngũ hổ thượng tướng cùng nhau tiến lên, sắc mặt ngưng trọng, liền muốn đón lấy một trận chiến này. Các loại lui ra phía sau, Từ Tiểu Thụ lại đưa tới tàng khổ, hắc kiếm một nghiêng, tiếng gió rít gào bên trong, đem năm người bước đến phía sau lưng. Từ Thiếu, ngũ hổ thượng tướng cảm động. Rõ ràng nói xong Từ Băng năm người trước đột phá tông sư, gặp được địch nhân tốt đánh một chút. Từ Thiếu mỗi lần gặp phải cường địch, nhưng đều là chỉ đi một mình. Lực chiến quần hùng, căn bản vốn không cho phép hắn thủ hạ nhận nửa điểm tổn thương. Từ Tiểu Thụ quay đầu nói, bản thiếu gia, muốn thử một chút thực lực bản thân. Tới, Từ Thiếu lại nói như vậy, luôn luôn mang theo như thế đường hoàng lấy cớ, đem chúng ta bảo hộ tại hắn cánh phía dưới. Ngũ hổ thượng tướng riêng phần mình đối mặt, tất cả đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Bọn hắn thực lực xác thực thấp một chút. Nếu như năm người đều thành âm dương cảnh, cái này Lạc Vân Phong thập đại thiên tượng tông sư. Cũng không cần Từ Thiếu tiến lên, hắn năm người liền có thể giải quyết. Nhưng hiện nay, lại là Từ Thiếu lấy 1-10 tình huống.
thiên đường có đường các ngươi không đi, thật sự cho rằng bản thiếu gia lời nói, có thể coi như gió thoảng bên tai. Từ tiểu thụ mắt sắc tức giận, chuyển hướng người đại tông sư. Hắn đã thành lập từ bang, từ muốn dựng nên quân kỷ. Nói chuyện qua, tựa như dội ra ngoài nước, cho dù không muốn sớm hỏng đám này những người thí luyện cơ duyên. Nhưng một tướng công thành vạn cốt khô, ở trước mặt tiền nhân thật muốn không biết tốt xấu đi tìm cái chết, hắn vậy sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Bước ra một bước, tàn ảnh tiêu nát. Thập đại thiên tượng tông sư rõ ràng khóa chặt Từ Thiếu bóng dáng, lại tại gặp mặt thời điểm, cùng nhau đã mất đi Từ Thiếu tung tích. Bay! Chạy đi đâu rồi? Không cần quản hắn, trực tiếp xé mở từ bang trận tuyến. Giúp Hạo Ca giết ra sinh thiên. 10 người đầu tiên là giật mình, mà sau trong lòng mừng rỡ, sắc mặt dữ tợn lấy, nhào về phía từ bang đám người. Ngũ hổ thượng tướng trong lòng run sợ. Sao nói xong Từ Thiếu xuất thủ, lâm chiến người đương thời trực tiếp không có. Từ Thiếu cái kia bước ra một bước, liền bọn hắn cũng không thấy người đi nơi nào, quá nhanh. Tại cái kia. Còn tại cái kia. Người đại tông sư xông trận, đưa lưng về phía nhìn không thấy. Từ bang bang chúng thế nhưng là tại bốn phương tám hướng đứng xem chiến trường. Rất nhanh liền nhìn thấy Từ Thiếu tại chỗ tàn ảnh tan biến về sau, lại lần nữa lồng tụ trở thành một cái thực thể. Hắn không nhúc nhích qua. Người đại tông sư linh nghiệm tìm tòi, có chút bị hù dọa. Từ Thiếu bước ra một bước, rõ ràng người đều không thấy, nửa hơi qua đi, vẫn còn tại chỗ xuất hiện. Hắn là đã đi chưa ý nghĩa một bước. Không, lúc này có người cảm giác đến không được bình thường, bôi một cái cổ, phát hiện trên tay đã bị máu tươi nhiễm hồng, hoảng sợ thất sắc, hắn đã động. 10 người đồng thời kinh hãi, riêng phần mình che cổ, miệng vết thương có kịch liệt đau nhức truyền đến. Cho đến này, Từ tiểu thụ đứng lơ lửng trên không, trên tay tàng khổ mới chậm chậm trở vào bao tay chỗ va chạm, phát ra cạch một tiếng vang nhỏ. Tây phong điều tuyết, một tiếng lầm bẩm. Cửu thiên hàn ý nhào đỉnh đầu dưới, thiên khung phía trên bay xuống lông ngỗng tuyết lớn. Từ tiểu thụ quay người, quần áo tuôn rơi, hắn nhẹ khác dưới trên trán tóc đen, có chút một cười, ngoài ý muốn sao? Chảm các ngươi 10 người, một kiếm đủ để. Suy suy suy, người đại tông sư nhào đến từ bang trước trận, cùng nhau tại chỗ cổ tách ra từng vòng huyết sắc tơ bông, nhiễm đỏ lên lạnh thiên đại tuyết. Đông đông đông, sau đó từng cỗ nặng tàn sắp chết thân thể nện rơi trên mặt đất. Riêng phần mình chỉ cảm thấy chỗ cổ vết thương có đặc thù lực lượng phụ làm, bọn hắn liền khép lại đều làm không được, làm sao có thể. 10 người tâm loạn, làm sao lại nhanh như vậy. Từ thiếu một bước, bọn hắn thậm chí liền phản ứng đều phản ứng không kịp, liền bị một kiếm đứt cổ. Mấu chốt là, 10 người vượt qua khoảng cách xa như vậy, riêng phần mình cao thấp phương vị cũng khác biệt. Từ thiếu là như thế nào tại nửa hơi ở giữa, hoành tung mấy trăm trượng khoảng cách, cuối cùng tại một bước tàn ảnh tiêu nát hoàn tất trước đó. Trở về chỗ cũ, còn tinh chuẩn cho sở hữu người phong hầu. Cái này quá nhanh. Từ tiểu thụ đứng ngạo nghễ tại không, cảm thụ được trên người mình bành trướng lấy lực lượng, có chút một cười. Hắn liền làm nóng người đều còn chưa có bắt đầu, nhưng người đại tông sư đã ngã xuống. Xác thực mạnh lên, trong lòng thổn thức, từ tiểu thụ cảm khái tông sư thật đã không còn là đối thủ mình. Hắn vương tọa nhanh nhẹn, vương tọa kiếm thuật tinh thông. Dù là vẻn vẹn hai thứ này, dùng đến đánh tông sư, cũng là giết gà dùng đao bổ trâu. Càng không nói đến toàn thân trên dưới, còn có cái khác các đại vương tọa cấp bậc bị động kỹ. 10 người này phản ứng không kịp, đúng là bình thường. Nếu có thể kịp phản ứng, ngày sau, tuyệt đối cũng là chúa tể một phương tồn tại. Trên bầu trời lông ngỗng tuyết lớn, bay lả tả. Từ tiểu thụ nhìn phương xa, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Đây không phải hắn hội họa tinh thông, vẽ ra đến, mà là chân chính một kiếm ảnh hưởng tới thiên tượng chi lực, chém ra đến ý cảnh. Tây phong điều tuyết. Vốn là tại Thiên Tăng Linh Cung Thiên Huyền môn ngộ ra đến nhanh nhất một kiếm. Một kiếm này nhanh chóng, liền để tuyết rơi phản ứng thời gian đều không. Bây giờ các phương diện thân thể tố chất đều đề cao về sau, một kiếm này, càng thêm là nhanh đến chắc tuyệt, liền tàn ảnh cũng không kịp bày ra. Như vào chỗ không người, như động linh hoạt kỳ ảo chi thiên. Từ tiểu thụ lòng có cảm giác, ẩn ẩn đối thiên tượng cảnh, có càng sâu cảm ngộ. Bản thiếu ra một bước, là các ngươi 10 năm đều khó mà vượt qua khoảng cách. Hắn nhạt như cười, thừa dịp khí thế vẫn còn, hời hợt ở giữa, một lời liền thu hoạch được mấy ngàn từ bang bang chúng phụng nạp đi lên kính nể, cùng 10 đại tông sư đáy mắt e ngại, mà hậu chiêu lại một chiêu, đem 10 người tụ lại cùng một chỗ. Giết ta, có gan giết chúng ta. 10 người chưa chết, nhưng giống như có lẽ đã dự đoán đến mình kết cục, sắc mặt khuất nhục. Không phải không thể, nhưng trước đó, từ tiểu thụ mỉm cười, linh nguyên một dẫn, dệt thành dây, đem 10 người riêng phần mình trích nhẫn. Thí luyện ngọc bội đều câu qua đi. Sau đó, từng cái xem xét. 700 tích điểm. 402. Ít như vậy. 1003 tích điểm. 3006 tích điểm. Khá lắm, ngươi là nhân vật nha. 2200, ngươi cũng không tệ.
ngũ hổ thượng tướng, tới. Thu hoạch tích điểm, bản thiếu gia lười nhắc lấy cái này chút con số nhỏ. Từ đại ác ma tại thu hoạch thuộc về hắn chiến tích, còn ngoắc đem tích điểm đưa cho ngũ hổ thượng tướng, một màn này thấy Từ Băng Bang chúng nhiệt huyết sôi trào. Có này Từ thiếu, lực lượng một người, chiến 10 tông sư. Bọn hắn còn sợ cái gì? Đi theo lăn lộn, có thịt ăn a. Cướp đoạt xong tích điểm, Từ tiểu thụ cười ha hả nhìn về phía 10 người, vân cảnh thế giới có quy tắc, bản thiếu gia vậy không cưỡng đoạt các ngươi quá nhiều cơ duyên. Đã lần này không phải là các ngươi lần thứ 3 bị lược đoạt, vậy theo quy củ, đi thôi, ai về nhà nấy, làm lại từ đầu. Đây là những người thí luyện ngầm hiểu lẫn nhau cách chơi. Chỉ có cướp đoạt 3 lần, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nói chung, nếu như không phải chân chính kẻ thù sống còn, đều sẽ dành cho thủ hạ bại tướng một đường làm lại từ đầu cơ hội. Đương nhiên, ngươi sợ trả thù lời nói, có thể trực tiếp bóp nát thí luyện giả ngọc bội. Nhưng hiển nhiên, Từ tiểu thụ không sợ trả thù. Lên đi. Cuối cùng lưu lại một người, Từ tiểu thụ nhìn chằm chằm con hàng này, một chỉ Lạc Vân Phong đỉnh núi, đi lên nói cho các ngươi lão đại, không cần khổ tâm gọi người đột phá, chính là các ngươi phái tới 100 tông sư, bản thiếu gia một kiếm đón lấy. Chương 820, ngươi vinh đại hạo sinh ra, liền nhất định là Từ Băng lãnh tụ một trong. Lạc Vân Phong bên trên, từng đạo tông sư đạo vận đột phá khí cơ hiện ra, vinh đại hạo dẫn đầu trăm người đội, từng cái vô cùng kích động. Nhanh thành công, còn kém cái cuối cùng. Thời khắc mấu chốt, đột phá, 20 cái tông sư, lại thêm vừa rồi xuống núi 10 đại tông sư, dòng dã 30 tông sư, ta nhìn lần này Từ Băng người còn thế nào cản rỡ, ha ha ha, đừng quên, chúng ta còn có át chủ bài, thứ không tiểu đội, ha ha là, mẹ hắn, lần này xuống núi, nhất định phải đánh cho cái kia Từ thiếu liền mẹ hắn cũng không nhận ra, chơi hắn nha, trọn vẹn 20 tân tấn tông sư, mang cho vinh đại hạo trăm người đội, đó là không gì sánh kịp lòng tin. Ngay cả Vinh Đại Hạo bản thân, cái này một hồi đều có chút ức chế không nổi khóe miệng dập dờn cười. 20 tông sư a. Đổi lại là hắn, chỉ sợ cùng một thời gian bị 20 tông sư vây công, tối đa cũng chỉ có thể làm được bỏ chạy tự nhiên, khó có lật bàn khả năng. Dù sao, cái này 20 tông sư, Vinh Đại Hạo hiểu rõ, từng cái đều là có át chủ bài người, không phải phổ thông tông sư. Các ngươi tân tấn 20 người, tăng thêm trước đây ta tổ kiến tông sư tiểu đội, hiện tại trước mắt trên núi tông sư, liền có tiếp cận 30 con người. Vinh Đại Hạo đối phía trước đội ngũ cười mỉm. Hắn trong đội ngũ, thứ không tiểu đội, là từ 7 đại tông sư tổ kiến, từ Lôi Trạch thống lĩnh. Lá bài tẩy này, tùy tiện không sử dụng, ngày bình thường lúc chiến đấu, vậy sẽ không đem bọn hắn tính toán bên trên. Nhưng bây giờ, vì đối phó Từ Bang, Vinh Đại Hạo có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Hạo ca, một bên Lôi Trạch có vẻ hơi kích động, đi tới nói ra, tính lên xuống núi 10 đại tông sư, chúng ta bên này khoảng chừng tiếp cận 40 tông sư, bình thường vương tọa tới. Cũng khó có thể ngăn cản cỗ thế lực này. Không sai. Vinh Đại Hạo gật đầu. Lôi Trạch nhìn về phía dưới núi, mây mù che đậy mọi người ánh mắt cùng linh niệm, nhưng cũng không trở ngại Vinh thị đoàn đội đối với trước đây, xuống núi 10 đại tông sư lòng tin. Không biết bọn hắn làm được một bước nào, có hay không đem Từ Bang trận tuyến triệt để xé mở, hy vọng sẽ không vẫn lạc, Lôi Trạch nói ra. Vinh Đại Hạo lắc đầu, vẫn lạc cũng không khả năng, Từ thiếu cho dù có thể bắt lấy mấy cái, tối đa cũng là cướp đoạt bọn hắn tích điểm. Lần này chúng ta xuống núi, không chỉ có đem người cứu trở về, còn muốn triệt để phá tan Từ Bang trận tuyến, trả đông bộ một cái thái bình. Vinh thị đoàn đội bên trên trăm người nghe vậy phấn khởi, nhao nhao cao giơ hai tay. Lão đại nói đúng, phá tan Từ Bang trận tuyến, trả đông bộ một cái thái bình. Phá tan. Thái bình. Giết. Quân tình phấn khởi, sở hữu người kích động đến mặt đỏ tới mang tai. Tiếp cận 40 tông sư, đây là đủ để quét ngang toàn bộ Vân Lôn dãy núi thế lực. Liền tại cái này tất cả ân tình tự cấp trên thời điểm, đỉnh núi mây mù một trận mấp máy, có người xông qua linh trận, vội vàng bận bịu leo lên đỉnh phong. Việc lớn không tốt. Một tiếng kịch liệt trong lúc thở dốc mang theo tuyệt vọng tiếng gào thét truyền đến. Ai? Vinh Đại Hạo cảnh giác ghé mắt. Sở hữu người nhao nhao nhìn lại, đã thấy cái này quần áo tả tơi, liền nhiễm máu tươi người, nhưng thật ra là trước đây xuống núi 10 đại tông sư một trong. Tiền Cổn huynh đệ. Vinh Đại Hạo nhìn thấy người tới này tấm thảm trạng, lấy làm kinh hãi, tiến lên nâng, hỏi, chuyện gì xảy ra, các ngươi đem phía dưới giết xuyên. Chảy nhiều như vậy máu. Tông sư đại chiến, đánh bất quá có thể chạy, không đến mức bị thương như vậy thảm trọng a. Liền gặp Tiền Cổn giờ phút này toàn thân quần áo giống như là vải, đã bị xé thành nát ba, tăng thêm quanh thân khô cạn vết máu. Nếu không phải người này đáy mắt còn có một chút thuộc về nhân loại thần trí, Vinh Đại Hạo thật muốn coi là chuyến này ngắn ngủi xuống núi hành trình, 10 đại tông sư là bị làm cái gì cực kỳ bi thảm sự tình. Đại sự không ổn à. Hạo ca, Tiền Cổn thuận thở ra một hơi,
sắc mặt có dày đặc tuyệt vọng, tại sở hữu người bất an ánh mắt nhìn soi mói, kêu khóc nói, cái kia Từ Thiếu, kiếm đạo vương tọa. Hắn đem chúng ta xuống núi 10 đại tông sư, trực tiếp cho một kiếm dây, chúng ta mới bị giết xuyên a. Hoa một cái, Lạc Vân Phong đỉnh sôi trào, đám người nghị luận ầm ĩ. Vinh Đại Hạo cho là mình xuất hiện nghe nhầm, sợ hãi nói, ngươi nói cái gì? Tiền Cổn vẻ mặt cầu xin, nói, Hạo ca ngươi không nghe lầm, cái kia Từ Thiếu, kiếm đạo vương tọa. Hắn thật sự là kiếm đạo vương tọa, còn không phải phổ thông kiếm đạo vương tọa, liền là bình thường vương tọa luyện linh sư, chỉ sợ đều khó mà đỡ lại hắn công kích. Hắn căn bản cũng không dừng kiếm tông a. Tiền Cổn khóc. Cái này phá tình báo có sai a. Hắn người đại tông sư giết xuống núi, liền thời gian đốt hết một nén hương đều không có, trực tiếp đầu người toàn giao, hơi kém đều bị tại chỗ bêu đầu. Cái này cùng cho không khác nhau ở chỗ nào. Nếu sớm biết cái này Từ Thiếu thật sự là kiếm đạo vương tọa, cho hắn Tiền Cổn 100 cái tin gấu gan báo, cũng không dám mang theo 10 tông sư liền xuống núi đi a. Kiếm đạo vương tọa, Vinh Đại Hạo si thần nỉ non. Trên nét mặt có rung động, hắn thật sự là kiếm đạo vương tọa. Không phải truyền ngôn, nhớ lại tiền nhiều thương hội Từ Thiếu cùng Khương Nhàn va chạm một màn, Vinh Đại Hạo có chút phát điên. Tên kia là kiếm đạo vương tọa lời nói, làm sao đến mức tại thời điểm này cùng Khương Nhàn nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp biểu diễn vương tọa khí thế, chính là Khương Thị, cũng muốn cùng giao hảo à. Không có khả năng, Vinh Đại Hạo thẳng lắc đầu. Hắn không cảm thấy Từ Thiếu thật sự là kiếm đạo vương tọa. Bởi vì lúc ấy, hắn từ trên người Từ Thiếu nhiều nhất cũng chỉ có thể thông qua bí pháp, cảm giác được một chút xíu ảo giác kiếm tông đạo vận. Đừng nói là gần nhất đột phá. Vinh Đại Hạo nghĩ thầm, lại bị mình giật nảy mình. Làm sao có thể là gần nhất đột phá? Gần nhất đột phá, ý theo Tiền Cổn lời nói, Từ Thiếu lại làm sao có thể chống lại vương tọa luyện linh sư? Hắn không cần củng cố cảnh giới sao? Không có cái gì không có khả năng. Tiền Cổn đã tâm loạn như ma, nhưng lại không thể không tiếp tục cho Vinh Đại Hạo giải thích hắn xuống núi kinh khủng gặp phải. Hạo ca ngươi có phải hay không gặp qua kiếm đạo vương tọa? Tên kia, một kiếm a. Hắn một kiếm, trực tiếp chém chúng ta 10 đại tông sư, không có lực phản kháng chút nào loại kia. Lạc Vân Phong bên trên, sở hữu người bị Tiền Cổn một lời nói luống cuống. Như thế kinh khủng. 10 đại tông sư thiên tượng, một kiếm trực tiếp không có. Vinh Đại Hạo có chút sợ hãi, ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói. Không có thời gian. Tiền Cổn khoát tay, Hạo ca. Từ Thiếu thả ta lên núi, liền là để cho ta tới báo tin ngươi một tiếng, không cần nhiều phí khổ công, coi như chúng ta lại đột phá 20 tông sư, vậy không phải người ta một kiếm chi địch. Hồ nháo. Vinh Đại Hạo một tiếng quát mắng. Bên hông điều tức hoàn tất thứ hai, thứ ba tiểu đội, trọn vẹn 20 tông sư giờ khắc này đồng thời trợn mắt, một cỗ che trời lấp đất lạnh thấu xương chi thế phủ xuống, Tiền Cổn mãnh liệt khẽ run rẩy. Hắn quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện 20 tân tấn tông sư, trong mắt có tùy tiện chiến ý, thật đột phá. Dù là Tiền Cổn cái này một hồi đều có chút kinh ngạc. Hắn xuống núi thời gian không dài, như thế một chút thời gian, thứ hai, thứ ba tiểu đội đã toàn bộ đột phá tông sư hoàn tất. Trong lúc nhất thời, Vinh Đại Hạo tìm người kế tục chuyện tốt, Tiền Cổn vậy không khỏi không cảm khái, khâm phục. Nhưng là, không làm nên chuyện gì oa. Tiền Cổn quay đầu lại, than thở khóc lóc, Hạo ca, người nghe ta một tiếng khuyên, liền coi như chúng ta xuống lần nữa đi 20, 30 tông sư, cũng là vô dụng. Tên kia căn bản không phải người, ngươi là không gặp qua hắn xuất kiếm, phạm vi 10 dặm, Vinh Đại Hạo thốt nhiên đánh gãy, ta gặp qua kiếm đạo vương tọa xuất thủ. Tiền Cổn khẽ giật mình, mừng lớn nói, vậy ngươi liền hẳn phải biết, kiếm đạo vương tọa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Vinh Đại Hạo thẳng tắp nhìn qua hắn, kiếm đạo vương tọa, không có ngươi muốn đáng sợ như vậy, ngươi bất quá là bị thiên cơ, đánh ra tâm lý bóng mờ thôi. Tiền Cổn sừng sốt, không phải a, Hạo ca ngươi gặp qua kiếm đạo vương tọa, có phải hay không cái hàng lởm? Ta gặp dưới núi vị kia, không phải ngươi nói như thế như vậy à. Tiền Cổn trong lòng phát điên. Hắn còn muốn khuyên, nhưng Vinh Đại Hạo không cho hắn dao động quân tâm cơ hội. Tiền Cổn, lui ra. Một cái ấm áp bàn tay lớn ấn xuống bả vai hắn. Tiền Cổn minh bạch, hắn nhiều lời cũng là vô ích, còn có dài người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong xu thế. Hạo ca, ta, Tiền Cổn chần chờ. Ta rõ ràng. Vinh Đại Hạo thấp giọng nói xong, ánh mắt phức tạp. Hắn kỳ thật chỗ đó không biết được kiếm đạo vương tọa lợi hại. Chỉ là, Từ Thiếu nếu muốn hắn hàng, đánh chết hắn cũng không thể hàng. Đây cũng không phải là Vân Lôn dãy núi thí luyện chi tranh sự tình, việc quan hệ quỷ thú, Vinh Đại Hạo quả quyết không có khả năng tại cái kia Từ Thiếu thủ hạ làm việc. 30 tông sư, theo ta xuống núi. Ra lệnh một tiếng. Vinh Đại Hạo mang người ồn ào bay ra linh trận, xuyên phá mây mù, nhanh như điện chớp rời đi Lạc Vân Phong. Lão đại ủng hộ. Xông. Giết riêng bọn hắn.
còn lưu lại tại đỉnh núi phía trên những người thí luyện, không chút nào hiểu được ở trong đó lợi hại. Bọn hắn chỉ biết là nhà mình còn có 30 tông sư, tại cái này Vân Lôn dãy núi bên trong, là một cỗ thần cản sát thần, Phật cản giết Phật thế lực. Từ Thiếu là kiếm đạo vương tọa. Chỉ là một vương tọa, hắn có thể làm được bao nhiêu? Lại nói, cái này vân cảnh thế giới bên trong, chính là kiếm đạo vương tọa, căng hết cỡ cũng chỉ có thể sử dụng ra kiếm tông đỉnh phong lực lượng. Mà tông sư, bên ta có 30 người, lượng nghiền ép, dưới núi, ngồi xuống, làm thành một đoàn. Triệu Tú đối chín đại tông sư tù binh một cước một cái, đem bọn hắn tụ tại trại tù binh bên trong, ha ha cười nhạt, lúc nào suy nghĩ minh bạch chân chính quy tâm, các ngươi mới có thể từ nơi này ra ngoài. Từ Thiếu đã thả chúng ta rời đi. Trại tù binh bên trong, có tông sư không cam lòng hô to. Từ Thiếu là trạch tâm nhân hậu, thả các ngươi rời đi, nhưng chúng ta Ngũ Hổ thượng tướng, vậy có năng lực đem bọn ngươi đuổi bắt, triệt để thu nạp quy y từ bang. Triệu Tú xùy hơi thở, một bên móc lấy lỗ mũi, nho nhỏ bắn ra. Ngươi, chín đại tông sư cùng nhau cảm giác nhận lấy vũ nhục. Diêm Vương không dễ chọc, tiểu quỷ vậy khó chơi. Cái này phá từ bang, sao bẩn thỉu rội mới nhiều như thế? Nhưng vừa nghĩ tới Từ Thiếu một kiếm oai, sở hữu người không có chút nào phản kháng tâm lực, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, Hạo ca, đầu hàng đi, cái này từ bang, thật không phải chúng ta có thể trêu chọc, cầu nguyện vẫn chưa tới một nửa. Lạc Vân Phong bên trên, xé mở mây mù gặp trời xanh, mấy chục đạo quang ảnh lướt nhanh ra. Là Hạo ca, chín đại tông sư bên trong, có người kích động lấy, Hạo ca tới cứu chúng ta. Nhưng rất nhanh có người lý trí lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy đắng chát, cứu được a. Chín người cùng nhau trầm mặc. Triệu Tú ha ha cười to, khác nói các ngươi Hạo ca, Thiên Vương lão tử tới, lúc này đều cứu không được các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Vân Phong phương hướng. Gần như 30 đạo tông sư bóng dáng, để Triệu Tú giật mình kêu lên. Cái này trên đỉnh người, tư chất đều cao như thế a, liền mất một lúc, lại có tiếp cận 30 tông sư xuống. Triệu Tú nhịp tim có chút gia tốc, nhưng nghĩ tới Từ Thiếu, rất nhanh bình phục lại tâm tình. 30 tông sư lại như thế nào? Từ Thiếu, đó là một cái không nói đạo lý tồn tại. Thần Phật tới, tại cái này Vân Lôn dãy núi bên trong, đều muốn một kiếm cho ngươi diệt. Từ Thiếu, bọn hắn tới. Ngũ Hổ thượng tướng bên trong, còn lại 4 người vây sau lưng Từ Thiếu, thai hạnh ngưng trọng lên tiếng. Từ Tiểu Thụ gặp phía trên người vẫn như cũ không chịu hàng, hơi kinh ngạc. Đám người này thật không sợ chết. Vẫn là nói, vừa rồi trả về người kia, không có đem chiến đấu chẳng diện miêu tả đúng chỗ. Bất kể như thế nào, Từ Tiểu Thụ đều có chút bội phục những người này có can đảm xuống núi dũng khí. Nhưng hiển nhiên, muốn dùng số lượng thủ thắng, đối phó người bình thường vẫn được. Đối phó mình, ha ha. Mấy người các ngươi, ở chỗ này chờ lấy, thuận tiện ấm một ly trà, bản thiếu ra đi một chút sẽ trở lại. Từ Tiểu Thụ quay đầu một tiếng căn dặn, Tứ Hổ thượng tướng mặt lộ nét hổ thẹn, tất cả đều cảm nhận được thực lực bản thân ti yếu. Quả nhiên kết quả là, vẫn là muốn Từ Thiếu một cái người, chống đỡ sở hữu. Dẫn đầu người nào, xưng tên ra. Từ Tiểu Thụ một cái vọt người, đã sừng sững đến từ bang trùng trùng điệp điệp đám người phía trên. Vinh Đại Hạo dẫn đầu đông đảo tông sư trống rỗng mà đứng, một chút liền có thể nhìn thấy trại tù binh bên trong, chín đại tông sư cùng nhau đối với hắn lắc đầu hình tượng. Thật có lợi hại như thế sao? Vinh Đại Hạo không tin, hắn kỳ thật không kiến thức qua kiếm đạo vương tọa, nhưng vương tọa đỉnh phong luyện linh sư, lại thấy cũng nhiều đi. So sánh với tại Vân Lôn dãy núi người kiểu này đồng đều vượt cấp, mà chiến tông sư thiên tài, vương tọa luyện linh sư, kỳ thật bất quá cũng chỉ là nhiều một cái giới vực, cùng đạo tắc cảm ngộ. Mà cái này chút, có vân cảnh thế giới hạn chế, căn bản không phát huy ra được. Tại bực này điều kiện tiên quyết phía dưới, cái kia Từ Thiếu, còn có thể làm được một kiếm liền chảm người đại tông sư, Vinh Đại Hạo. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Từ Thiếu đáp lại, ánh mắt bên trong có một chút ngưng trọng. Là ngươi. Từ Tiểu Thụ trông thấy cái này cẩm y hoa bào mập mạp, có chút ngoài ý muốn. Người này hắn nhận biết. Hôm đó tại Tiền Nhiều Thương Hội cửa ra vào, hắn cùng sau lưng Khương Nhàn, không nghĩ tới lại là cái vai trò, không phải đánh xì dầu. Thái hư truyền nhân. Từ Tiểu Thụ truy hỏi, đây là hắn từ tù binh ở bên trong lấy được tin tức. Gặp qua Từ Thiếu. Vinh Đại Hạo khẽ gật đầu. Lại không có quá nhiều lễ kính, bởi vì hắn vốn là đập nồi dìm thuyền mà đến, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, Từ Thiếu bắt ta người, hôm nay ta lợi dụng chiến trả lại a. 30 tông sư, mà theo gió mạnh mà động. Từ Tiểu Thụ khẽ vươn tay. Chậm đã. Hư không ông một tiếng rung động, phía trước 30 tông sư bản chiến ý ngang nhiên, đột ngột bị tiếng hét này đoạn khí thế, chỉ cảm thấy nội tâm muốn ói, có loại mong muốn nôn mửa xúc động. Cái quỷ gì đồ chơi? Đây là thủ đoạn gì? Đây chính là kiếm đạo vương tọa. 30 tông sư có chút tim đập nhanh, năng lực như vậy, bọn hắn căn bản thấy không rõ.
khí thế. Vinh Đại Hạo lại có chút hiểu được, từ thiếu chiêu này nhắc đến, kém chút đem hắn một ngụm nghịch huyết buồn bực đi ra, loại khí thế này, hắn chỉ ở nhà mình sư tôn thân bên trên thể nghiệm qua. Ngươi muốn như nào? Vinh Đại Hạo ngữ khí càng thêm không cam lòng, đối diện càng mạnh, hắn càng phải liều chết một trận chiến, bởi vì hắn căn bản vốn không có thể đầu hàng. Từ tiểu thụ ha ha một cười, bản thiếu gia vốn chỉ vì vân thú mà đến, chưa từng nghĩ, đông bộ lại còn có các ngươi dạng này một chi đội ngũ tinh nhuệ, dư thừa liền không nói, bản thiếu gia yêu mến bọn ngươi. Hắn thẳng thắn, Vinh Đại Hạo một đoàn người lại run lên. Có ý tứ gì? Gia nhập tử bang, tha các ngươi không chết. Vinh Đại Hạo sửng sốt, hắn bày ra liều chết một trận chiến quyết tâm, chính là sợ từ thiếu muốn thu bọn hắn, hiện nay đối phương vẫn là như thế kiên quyết. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Vinh Đại Hạo đột nhiên vừa quát, sau lưng gần như 30 tông sư, bản hãm sâu khí thế làm phức tạp, nghe vậy, con ngươi từ trong ngượng ngùng thoáng qua khôi phục chiến ý, cùng kêu lên gào to, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngang nhiên chiến ý, vén phá trời xanh. Từ tiểu thụ nhìn càng thêm vui vẻ, nhìn về phía Vinh Đại Hạo, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Người bình thường nhìn thấy bản thiếu gia lực lượng, liền phản kháng cũng không dám, người lại rất lợi hại, không nhận bản thiếu gia khí thế ảnh hưởng. Hôm nay những người khác cũng có thể lấy tuân theo bọn hắn ý nguyện chiến tử, nhưng bản thiếu gia quý tài, quả quyết sẽ không để cho ngươi chết đi. Ngươi Vinh Đại Hạo sinh ra, liền nhất định là từ bang lãnh tụ một trong. Chương 821, phụ môn truyền thừa, ba kiếm phá thể. Cỏ. Vinh Đại Hạo điên rồi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình lại bởi vì mong muốn liều chết một trận chiến, mà bị từ thiếu chọn chúng. Loại này quý tài, Vinh Đại Hạo tình nguyện không cần. Lão tử vốn cũng không muốn cùng quỷ thú làm bạn a. Chơi hắn nha. Vinh Đại Hạo đoạn quát một tiếng, vung tay áo, sau lưng tông sư đồng loạt xông lên. Tốt. Từ tiểu thụ tán thưởng, cười mới nói, liền hay là loại khí thế này, ngươi rất ngông cuồng, nhưng bản thiếu gia càng thêm thích ngươi cuồng vọng, gia nhập từ bang, ngươi mới có thể đem vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Vinh Đại Hạo không rên một tiếng. Sau lưng 28 vị tông sư, đồng loạt đằng bắn đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này từ thiếu, có thể làm đến mức nào. Đến hay lắm. Từ tiểu thụ lăng không rút ra tàng khổ, không chút nào keo kiệt mình tán thưởng chi ngôn, sau đó một kiếm trở vào bao. Vinh Đại Hạo. Hắn giật mình. Đây là ý gì? Gia hỏa này, dọa sợ. Vinh Đại Hạo thần sắc đã biến thành kinh ngạc. Hư hư hư. Trọn vẹn 28 vị tông sư bay lượn phá không? Giờ khắc này, bọn hắn cùng nhau cảm nhận được đến từ thiếu miệt thị. Gia hỏa này, căn bản vốn không đem bọn hắn để vào mắt. Giết. Sóng lớn thôn thiên. Vệ nguyên trảm. Kim phượng bãi minh thương. 28 đạo lưu quang, 28 thức tông sư linh kỹ, lấy các loại xuất hiện thái độ, phơi bày ra hoặc nguyên tố quang ảnh, hoặc cổ thú hư lực, từ bốn phương tám hướng các cái góc độ, phóng tới, chém về phía trống rỗng mà đứng mỉm cười thanh niên. Từ tiểu thụ lại phong khinh vân đạm, thoải mái nhàn nhã nói, để kiếm khí bay một hồi trại tù binh bên trong, chín đại tông sư rưng rưng nhắm mắt, trong đầu có thống khổ hồi ức thoáng hiện. Lúc đó bọn hắn cũng là như thế kiêu ngạo, xem gặp từ thiếu động tác, tự cho là đối phương căn bản bất lực phản kháng. Nhưng hiện nay, chín đại tông sư tù binh đã minh bạch, bọn hắn nhìn không ra chiêu thức, cái kia tân tấn 28 vị tông sư, đồng dạng nhìn không ra. Nếu như những người kia có thể khám phá, bọn hắn liền không phải là thứ hai, thứ ba tiểu đội người, mà hẳn là đi làm thứ không, tiểu đội thứ nhất thống lĩnh. Trong toàn trường, duy nhất phía trước sông thời điểm ý thức được nguy hiểm đến, chỉ có thứ không tiểu đội thống lĩnh Lôi Trạch. Hắn một thức chém ra, lừng nhừng trong nháy mắt mát thấu, mơ hồ trong đó chỗ cổ một trận mát mẻ, cái này khiến hắn kinh dị. Thế nhưng, tính đến kịp phản ứng, từ thiếu kiếm, đã trở vào bao. Cẩn thận, Lôi Trạch giống to. Hậu phương Vinh Đại Hạo thân là người đứng xem, không có bị công kích uy hiếp, tất nhiên là không thể trước tiên cảm giác được nguy hiểm. Hắn là đang kinh ngạc qua đi mới có chút kịp phản ứng. Từ thiếu, xuất kiếm. Cẩn thận. Vinh Đại Hạo đồng dạng lớn tiếng la lên. Nhưng trễ. Liền tại 28 tông sư tiếp giáp từ thiếu thời khắc, bên trong hư không, đột nhiên nổ tung từng đợt nổ minh thanh. Ầm 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 ầm, 28 tông sư đều không ngoại lệ, mỗi người trên thân bạo hiện các một đạo bạch sắc kiếm khí. Kiếm khí không mạnh, vừa vặn đem bọn hắn hộ thể cương nguyên, phòng ngự linh kỹ nổ nát vụn. Kiếm khí rất mạnh, 28 vị tông sư, mỗi cái người phòng ngự thủ đoạn rõ ràng riêng phần mình không giống nhau, kiếm khí kia lại chỉ vừa đúng phá vỡ sở hữu người phòng ngự, lại liền riêng phần mình quần áo, cũng chưa từng thương tới một chút. T. Trong hư không vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người là thiên tài, tự có thể thấy rõ một kiếm này môn đạo. Sở hữu tông sư linh kỹ tại trong khoảnh khắc bị phá hư, bị gián đoạn, chỉ còn đình trệ hư không, ngừng chân không tiến các bậc tông sư,
riêng phần mình nhìn qua tự thân thể, trên mặt rung động không hiểu. Phần này lực khống chế, cái này, Vinh Đại Hạo vậy mộng. Cái này là dạng gì kiếm thuật? Đối mặt 28 tông sư, ai có thể trong khoảnh khắc đoán được sở hữu người phòng ngự cường độ, tiếp theo giúp cho chụp một kích phá? Cái này lại là dạng gì tốc độ? Tại bị 28 vị tông sư tiên cơ qua đi, có thể phát sau mà đến trước, một kiếm, đem toàn trường sở hữu tông sư đều bức cho ngừng. Ta thiên, từ bang trận doanh bên trong, Ngũ Hổ thượng tướng nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn trước khi đến gần, cùng là tông sư, tại đã sớm chuẩn bị, muốn xem phá Từ Thiếu Kiếm về sau, cũng là thấy rõ ràng nhất. Nhưng cũng là bởi vì thấy rõ ràng, bọn hắn gặp được cái kia bỏ chạy vào hư không đại đạo, tại địch nhân chỗ cổ riêng phần mình thoáng hiện kiếm khí về sau. Ngũ Hổ thượng tướng cũng mới hiểu được, Từ Thiếu Kiếm, rốt cuộc mạnh đến cái dạng gì tình trạng. Đây chính là kiếm đạo vương tọa. Đánh trong bụng mẹ tu tập kiếm thuật, cũng không có thể làm đến mức độ như thế a. Trung vực kiếm tu rất ít, cổ kiếm tu đã ít lại càng ít. Tại toàn trường sở hữu đông vực bên ngoài luyện linh sư trong mắt, cổ kiếm tu chỉ là một cái bị thần hóa kỳ tích, ngay từ đầu bọn hắn là không tin cái gọi là cổ kiếm tu có thể cùng giới vô địch, không sợ vây công. Thất kiếm tiên hàng ngũ, đó là người sống sót sai lầm, là số ít. Nhưng bây giờ xem hết Từ Thiếu một kiếm, ta phục. Thái Hạnh sợ hãi thán phục lấy lắc đầu, một kiếm này ta dám đoán chắc, liền vương tọa đều không nhất định có thể kịp phản ứng, nhưng hắn nhìn, tựa hồ liền là Từ Thiếu tiện tay một chảm, còn giống như thật sự là Chu Đông vậy thu hồi rơi đất cái cằm, trong mắt tràn đầy rung động, hắn kiếm, hoàn toàn am hiểu sâu đại đạo quy tắc, giống như linh dương móc sừng, tự nhiên mà thành, đừng nói tìm dấu vết, như không nói trước chú ý, ngươi liền hắn khi nào xuất kiếm cũng không biết. Thiên tài, Mạc Bắc Bắc sợ hãi thán phục, yêu nghiệt, Tập Nhiễm hán phụ họa, tú đến ta nhức cả trứng, thật sự là xxx. Trại tù binh Triệu Tú liền không có như vậy có văn hóa, trực tiếp xxx lên tiếng, nhận e ngại, bị động giá trị. Cộng 24. Nhận kính nể, bị động giá trị, 846. Trong hư không, một kiếm bức ngừng 28 vị tông sư từ tiểu thụ, đeo tàng khổ mà đứng, trên mặt cười mỉm, như thế nào? Một kiếm này, bản thiếu gia dùng một thành lực lượng. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, cười không ngớt. Dù là biết được trước mặt người có thể là đang trang bức, cái này một hồi, 28 tông sư vậy không khỏi tê cả da đầu. Một thành lực lượng. Một thành không giống nhau thành, bọn hắn không biết. Nhưng gặp Từ Thiếu có lưu dư lực bộ dáng, bọn hắn đều biết rõ, nếu như một kiếm này lại thêm nặng nửa điểm, khả năng ở đây liền có 28 cái đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hoàn toàn không có chuẩn bị, cổ kiếm tu đều đáng sợ sao như vậy? Bị gia hỏa này tiên cơ về sau, phòng ngự trễ, thật có nguy hiểm tính mạng a. 28 tông sư luống cuống, Lôi Trạch gian nan nuốt ngụm nước miếng, sờ lấy trên cổ ý lạnh, buông tay, thật có lấy ẩn ẩn vết máu. Hắn rung động, uốn nắn lấy các đồng bạn ngôn từ sai lầm. Hắn không phải tiên cơ, hắn là chuẩn bị ở sau. Bảy vang tất tuyệt, yên lặng như tờ. Một lời qua đi, trong hư không các bậc tông sư cùng nhau triệt thoái phía sau nửa bước. Lúc đầu Từ Thiếu mang cho sở hữu người cảm giác áp bách, liền đã có chút phá lệ mãnh liệt. Giờ khắc này hắn một kiếm qua đi, đeo kiếm mà đứng bóng dáng, phảng phất trong mắt bọn hắn thả đại thành cao nhưng che trời cự nhân. Uy thế như vậy, căn bản không thể ngăn cản. Như thần minh nhìn chăm chú, đường cánh tay sao dám khi xe, Từ tiểu thụ chờ một lát, thấy mọi người không có đáp lại, trong lòng biết một kiếm qua đi, những người này lại khó xóa đi trong lòng âm ngấn. Dù sao, hắn một kiếm thế nhỏ, nhưng vương tọa cấp bậc khí thôn sơn hà, trong khoảnh khắc đó phối hợp khinh thường quần hùng tư thái, tại trong lòng mọi người in dấu xuống ấn ký, đó mới gọi chân chính không thể xóa nhòa. Nói ngắn gọn, hiện tại coi như hắn Từ tiểu thụ đứng đấy không động, chỉ sợ những người này. Vậy khó dám rút kiếm tương hướng. Tựa như hôm đó tại khí thôn Sơn Hà, bên trong đối mặt che trời cự nhân, Từ tiểu thụ bản thân biết được, muốn lấy dũng khí đối mặt loại kia uyển như thần linh sinh vật, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Đầu hàng hay không? Từ tiểu thụ không còn để ý tới 28 tông sư, chuyển mắt nhìn về phía Vinh Đại Hạo. Có thể nói, ở đây chân chính để hắn coi trọng, chỉ có như thế một cái tiểu mập mạp. Đầu hàng. Vinh Đại Hạo răng hàm cắn đến xít sao, hắn vậy muốn lui về phía sau. Vừa vặn sau chính là vực sâu vạn trượng, lui một bước, hài cốt không còn, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Lại là một tiếng chấn uống, lệ thuộc Vinh thị đội 28 tông sư trong mắt lộ rõ thanh minh. Nhưng lúc này, đã không người dám đi theo phụ lời, cũng không có người dám lại rút kiếm tương hướng. Ta đến chiến ngươi, Vinh Đại Hạo độc thân mà ra. Hắn nhất định phải xuất thủ, dù là trước mặt người lại là cường hãn, hắn giờ phút này không có đường lui. Thái hư truyền nhân a, Từ tiểu thụ cười tủm tỉm. Hai tay một đám, bản thiếu gia, trước đó đã bại qua một vị.
vừa rồi một kiếm, bất quá là hắn thử nghiệm kết hợp kiếm thuật tinh thông, đạo tắc cảm ngộ, tiện tay vung vẩy một kiếm. Một kiếm kia có lẽ cường, nhưng trên bản chất là từ tiểu thụ cường hãn nội tình tích tụ ra đến. Cả ngày xem kiếm, kiếm ý bừa bãi, tơ bông một thức, vậy xuyên vạn vật. Chỉ thế thôi, mà trước mặt cái này thái hư truyền nhân Vinh Đại Hạo, lại làm cho từ tiểu thụ cảm nhận được một cỗ đặc thù hương vị, có khác với bình thường tông sư. Đến, từ tiểu thụ hét lớn, hắn vậy muốn mượn Vinh Đại Hạo tay, xác minh tự thân tu vi, rốt cuộc đã đạt đến như thế nào độ cao. Vinh Đại Hạo phi thân lên trong nháy mắt, khí hải linh nguyên phun trào, sau lưng hiện ra một đạo viễn cổ tang thương cửa lớn hư ảnh. Cổ ảnh hiện ra chớp mắt, hắn thân thể giống như xuyên thủng không minh, hóa thành lưu ly thái độ, mắt thường xem đi, có thể nhìn thấy phía sau núi đá cỏ cây. Hư ảnh, thân pháp, vẫn là không gian chi thuật. Từ tiểu thụ kinh ngạc, trong lòng triển khai đủ loại suy luận, nhưng muốn nghiệm chứng tự thân ý nghĩ, bất quá một kiếm. Bạt kiếm thức. Thân thể trầm xuống, tay phải rút kiếm. Chỉ nghe cạch một thanh âm vang lên, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hắc kiếm tàng khổ hình như, có trở vào bao vết tích. Sau đó, vài dặm bên ngoài, một đạo hiên nhiên kiếm khí phóng lên tận trời, oanh tạc ở trên núi, trực tiếp bên cạnh vứt ra một tòa núi nhỏ đỉnh núi. T. 28 quan chiến tông sư đều bị hù dọa. Một kiếm này oai, so với vừa rồi, chỉ sợ lật ra gấp 5 lần không ngừng. Hạo ca, sẽ không chết a? Đám người khẩn trương nhìn lại, đã thấy bị một kiếm thấu thể Vinh Đại Hạo, giống như vô sự người bình thường, vẫn như cũ trực tiếp mà đi, tốc độ nhanh chóng, nhanh như điện chớp đồng thời. Sở hữu người còn có thể nhìn thấy Vinh Đại Hạo trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay ấn quyết xoay chuyển, nhẹ nhàng như điệp. Huyền trọng cổ môn, mở. Vinh Đại Hạo quát lớn, sau lưng cổ môn hư ảnh lập tức nhuộm thành màu đen, trở nên nặng nề vô cùng. Một cỗ nắm năm thương sinh, phụ ngọn núi một giới nặng nề khí tức chìm nổi. Sau đó từ thiếu phạm vi 10 trượng chi địa, ẩm vang đất sụt, sập như vực sâu. Nhận trọng áp, bị động giá trị, cộng 1. Từ tiểu thụ vương tọa thân thể. Một thân bị động kỹ gia trì, cái này một hồi vẫn, như cũ không khỏi bị mấy chục lần tăng trọng lực đánh vào lòng đất. Chiêu thức gì? Hắn ngạc nhiên. Như vậy thủ đoạn, ra chiêu thời điểm, thậm chí chỉ có thể nhìn trộm đến một chút xíu linh nguyên ba động. Phảng phất tên kia nhưng thật ra là thủ lĩnh hình hung thú, chỉ là tại mở ra tự thân huyết mạch chi thuật, không quan hệ luyện linh chi đạo. Huyền trọng cổ môn. Trọng lực uy áp. Lòng đất trong hố sâu, hư không trận trận vặn vẹo. Từ tiểu thụ toàn thân quần áo bị gắt gao đặt ở trên da thịt, liền cơ trên mặt, đều có chút bị hướng xuống kéo xu thế. Hắn dưới mắt kiểm một không dùng sức, cũng sẽ bị trọng lực hướng xuống lay, một bộ liền trong mắt đều muốn bị giật xuống đến bộ dáng. Thú vị! Từ tiểu thụ vui vẻ. Bực này chiêu thức, hắn còn là lần đầu tiên gặp được, không phải nguyên tố linh kỹ, càng giống là thái hư truyền nhân độc nhà truyền thừa. Nhận trọng áp, bị động giá trị, cộng 1. Nhận trọng áp, bị động giá trị, cộng 1. Tin tức cột không gián đoạn đánh khung. Từ tiểu thụ khoảng chừng cảm thụ được tự thân tiếp nhận áp lực, suy đoán ra như vậy trọng lực, khả năng thực sự lấy để phổ thông tông sư, trong nháy mắt liền xương cốt đều ép vỡ nát. Nhưng với hắn mà nói, cái này thì tương đương với là, thôn phệ một viên vừa vặn có thể tạo được công kích tác dụng tấn chiếu hỏa chủng. Ngoại trừ có thể mang đến mỗi giây một điểm bị động giá trị tăng thêm, cái khác tổn thương, khoảng chừng ở trên người cái kia một sát na, đã bị chuyển hóa. Chuyển rơi, lại bị sinh sôi không ngừng cho chữa trị như lúc ban đầu. Rất mạnh, vậy mà có thể mang đến công kích phương diện bị động giá trị tăng thêm. Cái này tiểu mập mạp, hẳn là tông sư bên trong cái thứ nhất. Từ tiểu thụ trong lòng vui cười. Sau đó, rút kiếm. Hưu. Tiếng xé gió lên. Bên ngoài sân mấy trăm người xem, từng cái linh nghiệm kèm theo, liền con mắt cũng không dám nháy. Một tích tắc này, lại hoảng sợ phát hiện, trước đây còn bị trọng lực ép tới liền trong mắt đều muốn rơi ra đến từ thiếu. Đang quyết định rút kiếm về sau, tốc độ của hắn, căn bản không có giảm một chút. Nguyên nhanh, vẫn như cũ là sở hữu người phản ứng không kịp, thấy không rõ khi nào xuất thủ một kiếm. Dựa vào, Vinh Đại Hạo trong lòng một tiếng giận mắng. Hắn vậy đang đợi, chờ mình một thức này có thể hay không có tác dụng, lại suy đoán ra mình cùng từ thiếu ở giữa chênh lệch, từ đó quyết định tiếp xuống dùng chiêu thức gì. Chưa từng nghĩ, căn bản không thể nào suy đoán. Huyền trọng cổ môn tác dụng tại gia hỏa này trên thân. Cùng không khí tại bông bình thường, liền để hắn động tác chỉ trệ một chút, đều làm không được. Mở cái gì nói đùa, gia hỏa này không phải cổ kiếm tu sao? Cổ kiếm tu thân thể, không phải liền là nhược điểm à? Yếu ớt nhất loại kia, gia hỏa này, cái gì quái vật? Trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống đồng thời, mắt nhìn thấy từ thiếu rút kiếm, Vinh Đại Hạo cũng là trong chớp mắt chuyển biến chiêu thức. Trên tay hắn ấn quyết lật một cái, thân thể lại lần nữa biến thành lưu ly thái độ. Oanh! Phía sau lưng mấy trăm trượng có hơn, lại là một cái ngọn núi bị chém vỡ diệt.
Vinh Đại Hạo mồ hôi lạnh đã toát ra, đây là tổn thương gì à? Nhục thân vô địch, kiếm thuật vô địch, cổ kiếm tu bản thân chỉ là chiến sĩ, cái này từ thiếu, nhưng cũng có thể đánh ra viễn trình xạ thủ công kích. Này làm sao chơi? Hình sáu cạnh chiến sĩ, toàn phương vị không góc chết. Trong hố sâu, Từ Tiểu Thụ chậm rãi hiện lên, lại lần nữa đi tới giữa không trung. Tay hắn vuốt cằm, giống như có điều ngộ ra, khiêu mi nói, bản thiếu gia, tựa hồ minh bạch muốn làm sao cùng ngươi đánh. Vinh Đại Hạo trong lòng run lên, không phải đâu. Mới một thức, gia hỏa này khám phá ta chiêu thức. Ngươi lại dám ra tay, chính là chiến bại thời điểm. Từ Tiểu Thụ xa xa nhìn chăm chú lên hắn, ha ha một cười. Vinh Đại Hạo kinh nghi bất định, nhưng gặp cái kia Từ Thiếu sừng sững không động, bên hông tiếp gần ngàn người, trang nghiêm lấy đợi. Không hiểu ở giữa, hắn có chút lo lắng, mảy may không có chú ý tới, mình kỳ thật đã bị tức thế ảnh hưởng. Lại đến, lần này chưa từng xông về phía trước, Vinh Đại Hạo tại chỗ xoay chuyển ấn quyết. Một hơi thời gian, sau lưng cổ môn hư ảnh, hóa thành màu đen. Chấn thần cổ môn, Vinh Đại Hạo một thân gầm thét, thiên khung phía trên tốc độ ánh sáng hàng tiếp theo một đạo nguy nga cổ môn. Cái kia cổ môn to lớn như tháp, bốn góc quỷ sâu hư không đạo tắc xiềng xích, lấy không gì sánh kịp thái độ, dùng một loại so Từ Thiếu rút kiếm còn muốn càng thêm khoa trương tốc độ. Vừa mới xuất hiện, chính là hạ xuống. Lại chỉ chớp mắt, chấn áp hư không. Oanh! Không gian vỡ vụn chớp mắt, sở hữu người đều có thể nhìn thấy Từ Thiếu bóng dáng, tại chỗ bị chấn thần cổ môn oanh thành khối vụn, hóa thành tinh điểm. Chết! Đám người con ngươi co rụt lại. Suy liền lúc này, Vinh Đại Hạo phương vị chỗ, truyền đến một đạo thân kiếm phá thể nhẹ vang lên. Đám người đồng loạt chuyển mắt, đã thấy một bên khác, nghiễm nhiên tung bay máu. Từ Thiếu lưng dán Vinh Đại Hạo, khuỷu tay chống đỡ lấy mập mạp này trước ngực, mà trong tay cầm ngược tàng khổ, lúc này đã đưa vào cái sau lồng ngực. Điểm điểm máu tươi. Thân kiếm thấu thể. Bản thiếu gia nói, ngươi ra lại chiêu thời điểm, chính là binh bại lúc. Từ Tiểu Thụ nhanh nhẹn quay đầu, mắt thấy cái kia nguy nga chấn thần cổ môn làm vỡ nát mình tàn ảnh, lòng còn sợ hãi. Một thức này rất mạnh. Thái hư truyền nhân không hổ là có át chủ bài. Hắn biết được nếu thật bị cổ môn chấn đến, chỉ sợ cũng đến rơi cái trọng thương kết cục. Nhưng, quá chậm. Vinh Đại Hạo tay khẽ động, Từ Tiểu Thụ liền phản ứng lại, song phương ý thức chiến đấu, căn bản không phải một cái tầng cấp. Bản thiếu gia đoán không sai lời nói, người xác thực nắm giữ không gian chi thuật, lại hoặc là nói, không gian chi môn. Chỉ bất quá, tựa hồ ngươi còn có chút học nghệ không tinh. Mở một môn thời điểm, một môn khác, liền phải đóng lại. Từ Tiểu Thụ ghé mắt nhìn về phía mập mạp này, ngữ khí tràn đầy trêu chọc. Vinh Đại Hạo đáy mắt thoáng hiện thần sắc, miệng phun hiến máu, dần mất thần thái. Hắn, thật khám phá. Cúi đầu xuống. Lúc đầu tại lưu ly cổ môn, phòng ngự dưới, trốn vào không gian quy tắc thân thể, bởi vì chính mình cải biến ấn quyết, giờ khắc này, trực tiếp bị Từ Thiếu hắc kiếm cắm vào. Hắc kiếm loạn chiến. Mỗi động một lần, Vinh Đại Hạo thống khổ liền tăng thêm một điểm. Nhưng cái này chút hắn không quan tâm. Hắn quan tâm là, vì sao cùng là ngang hàng, song phương chênh lệch, có thể to lớn như thế. Thái hư truyền nhân, bán thánh truyền nhân. Trong lúc này khoảng cách, có lớn đến như vậy không thể vượt qua tình trạng A. Chương 822, tiêu tan một chỉ, kinh khủng chuyển vận. Tới, thanh cái này thuốc chữa thương ăn, đây chính là bản thiếu gia bí chế xích kim dịch. Đối ngươi cái này tông sư tiểu thiên tượng, vẫn rất có hiệu quả trị liệu. Từ Tiểu Thụ móc ra mật ong đưa cho Vinh Đại Hạo. Vinh Đại Hạo một mặt phức tạp. Yên tâm, bản thiếu gia không tham ngươi tích điểm, ngươi soát tích điểm đến nay, đúng là không dễ, nhưng bản thiếu gia dưới trướng tăng thêm ngươi bộ đội, trọn vẹn hơn 900 người, muốn soát tích điểm còn khó a, dễ như trở bàn tay đồ vật. Từ Tiểu Thụ vỗ Vinh Đại Hạo bả vai. Vinh Đại Hạo sắc mặt sửa chữa kết thành mướp đắng. Bản thiếu gia kiếm đạo vương tọa, tứ phẩm luyện đan vương tọa, thánh thể vô song, chiến lực đủ để quét ngang toàn bộ Vân Lôn dãy núi. Ngươi Vinh Đại Hạo cùng Khương thị bán thánh truyền nhân đến, cùng bản thiếu gia liền không được. Từ Tiểu Thụ giả bộ giận dữ. Vinh Đại Hạo bưng bít lấy trước ngực vết thương, thật lâu không nói gì. Hắn thật không biết trước mặt thanh niên này, vì gì coi trọng như thế mình. Liền một thái hư truyền nhân a. Ngươi đi tìm người khác được hay không, Vân Lôn dãy núi còn nhiều, rất nhiều, nhưng ta Vinh Đại Hạo là thật không dám cùng ngươi a. Còn không nói lời nào. Từ Tiểu Thụ lông mày khóa lên. Xin lỗi, Từ Thiếu, ngươi có thể không giết ta, Vinh Mỗ thập phần cảm kích, nhưng tha thứ ta, thật không thể dưới tay ngươi làm việc. Vinh Đại Hạo có một loại bị khẳng định cảm động, nhưng càng nhiều, là không dám động. Vì sao? Từ Tiểu Thụ hỏi lại. Không vì sao? Vinh Đại Hạo nhẹ lay động đầu, thuận miệng liền là một cái bịa chuyện, gia sư cùng Bắc vực bán thánh Từ gia cũng không giao hảo. Vinh Mỗ vấn đề nguyên tắc bên trên,
liền không thể cùng Từ Thiếu một đạo tiến lên, mong rằng Từ Thiếu cho cái thuận tiện. Từ Tiểu Thụ cười, ta bán thánh truyền nhân đều là tạo ra đi ra, ngươi Vinh Thị thật đúng là cùng Bắc Vực Thái Tương Từ gia có qua. Sai lầm nghiêm trọng, làm sao thuận tiện? Hắn hỏi, hoặc giết hoặc thả, tùy quân lựa chọn. Vinh Đại Hạo thấy chết không sờn, nha hoắc. Từ Tiểu Thụ hăng hái, cái này tiểu mập mạp là thật không sợ chết. Bản thiếu gia sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi nếu không chịu hàng, hôm nay ngươi dưới trướng bên trên 100 người, bản thiếu gia từng cái chém, không lưu một người sống. Từ Tiểu Thụ không tin, hắn còn trị không được cái này tiểu mập mạp. Từng cái chém ý tứ, không có gì hơn liền là kết thúc đám người này thí luyện con đường, đồng thời vậy vỡ nát rồi bọn hắn đạp vào thánh cung hy vọng. Ngươi! Vinh Đại Hạo giận dữ, bị cái này đợt đạo đức trói khung chỗ chọc giận. Cái này Từ Thiếu là thuốc cao ra chó đi, làm sao lại kề cận hắn không thả. Với lại, quý tài vậy không cần thiết tiếc đến trình độ như vậy đi, để đó tiếp cận hơn 40 hào tông sư không thu nạp, liền muốn hắn Vinh Đại Hạo một cái. Ta có tài đức gì? Vinh Đại Hạo tâm tỉnh lại đủ mùi vị lẫn lộn bắt đầu, chuyển mắt nhìn về phía một bên đồng dạng bị hàng phục trên mặt đất đồng bạn. Từng cái, trong đôi mắt có lẽ có bất khuất, hoặc là mong đợi, nhưng đều không ngoại lệ, sở hữu người đều nhìn xem hắn, tin tưởng hắn. Vinh Đại Hạo tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình lắc đầu nói một cái không chữ, cái này chút bộ hạ cũ, thật có thể vì chính mình lựa chọn tính tiền, thong dong chịu chết. Thế nhưng, hắn có thể làm như vậy à? Vinh Đại Hạo là một cái có tình cảm người. Bộ hạ cũ đối với hắn ưu ái như thế, hắn có thể nào lấy người khác chi tình, hoàn lại mình nợ? Từ Thiếu, nghĩ thông suốt lại trả lời. Từ Tiểu Thụ đánh gãy, dựng thẳng lên một ngón tay, bản thiếu gia cho các ngươi thời gian một nén nhang, là chết là hàng, chính các ngươi nhìn xem xử lý, tiếp đó, bản thiếu gia còn có chuyện quan trọng đi làm. Nói xong, hắn cũng không còn để ý tới Vinh Đại Hạo, mà là ngước mắt nhìn phía bầu trời. Cửu thiên phía trên, mây mù che lồng. Nhưng kiếm khí kết giới cấu trúc phong cấm phạm vi bên trong, đầu kia xuẩn manh vân thú, còn đang khắp nơi vấp phải trắc trở, không thể nào bỏ chạy. Từ Tiểu Thụ vốn là vì vân thú 10.000 tích điểm mà đến, tại thuận đường cầm xuống Vinh Thị đoàn đội về sau, lại có thể nào vứt bỏ chính chủ tại không để ý. Lập tức dứt bỏ từ bang một đám người, hắn một mình hướng Lạc Vân Phong đỉnh phương hướng bay đi. Từ Thiếu, Vinh Đại Hạo nhìn qua thanh niên rút kiếm đi xa bóng lưng, biểu lộ rất là phức tạp. Nói thật, nếu không có trước đây tiền nhiều thương hội gặp qua đầu kia quỷ thú ký thể, hắn thật sẽ bị Từ Thiếu thủ đoạn cho cảm động. Nhưng hiện nay, như thế nào cho phải, như thế nào cho phải a? Vinh Đại Hạo vẻ mặt cầu xin, trong lòng khóc nức nở, từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có như thế ủy khuất qua. Cái này lựa chọn, quả thực gian nan. Thu tay lại đi, Vinh huynh, ngươi trốn không thoát. Ngũ Hổ Thượng Tướng tề thân tới, vây quanh ở Vinh Đại Hạo bên người, đồng dạng dương mắt nhìn trời. Thái Hạnh nói ra, trước đây chúng ta cũng không muốn khuất phục, nhưng Từ Thiếu quá mạnh, đừng nói là hiện trường hơn 900 người, liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa, muốn đi vây công Từ Thiếu, chỉ sợ cũng bắt không được hắn. Chu Đông vậy đang khuyên nói, Từ Thiếu coi trọng ngươi, so coi trọng chúng ta nhiều hơn nhiều, chúng ta đi theo Từ Thiếu một ngày, trước kia gặp được bộ dạng này, hắn trực tiếp một kiếm đưa tiễn, cái nào sẽ thêm tốn nước bọt. Ngươi tự suy nghĩ một chút, ở trong đó lợi hại a. Mạc Bắc Bắc nhẹ cười, ba phen thuyết phục. Ba mời Vinh huynh, Từ Thiếu thành ý thế nhưng là tràn đầy. Triệu Tú, người mẹ hắn sao như cái nương môn, nhăn nhăn nhó nhó, Từ Thiếu coi trọng ngươi, ngươi ngoan ngoãn đi theo không được sao, phá sự nhiều như vậy. Tập Nhiễm hắn gật đầu, là, bọn hắn nói đúng. Vinh Đại Hạo, hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, liền một ngày thời gian, Từ Thiếu sao có thể đem những này người tin phục đến chết như vậy, liền hỗ trợ thuyết phục đều đến đây. Cần biết hắn cho nhà mình 100 người đội, thế nhưng là lớn lao lợi ích. Mới có thể làm đến để bọn hắn vui lòng phục tùng. Ta không biết, Vinh Đại Hạo xoắn suýt bệnh lại phạm vào. Hắn không thể trốn đi đâu được, lại không muốn tự sát, chiếu như vậy xuống dưới, đừng nói là thực sự hàng không thành. Thời gian một nén nhang, ngươi thật tốt nghĩ đi. Ngũ Hổ Thượng Tướng dung thân đi, lưu lại Vinh Đại Hạo cùng nhà mình đoàn đội mấy chục hào tông sư cùng nhau thương lượng. Một nén nhang, Vinh Đại Hạo nhìn lên bầu trời, sắc mặt hỗn tạp, đột nhiên thần sắc lắc một cái, kịp phản ứng. Một nén nhang. Tên kia ý tứ, là thời gian một nén nhang, liền có thể lấy giải quyết vân thú. Cửu thiên phía trên. Ô kỳ lạ thú minh thanh quanh quẩn, vân thú đã vấp phải trắc trở mười mấy lần. Dù là tính tình ôn hòa nó, lúc này cũng có một ít nhỏ phẫn nộ cảm xúc. Nó không rõ, cái này nhìn xem không có cái gì bầu trời, sao liền có thể lấy lần lượt để nó cảm giác được khó chịu. Liền mây thể, đều không thể xuyên qua cái kia cổ quái bích trướng, sẽ bị trực tiếp quấy nát. Nhận công kích, bị động giá trị, cộng 1. Từ Tiểu Thụ rút kiếm trên không, vừa mới rơi vào đỉnh núi, nghe thấy cái này vân thú tê minh, đầu óc một trận nở, choáng váng.
Thời gian nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại, nhìn qua cái kia không cố định hình thái vân thú, có chút giật mình. Tinh thần công kích, khá lắm. Cảnh giới tông sư, thuận miệng một tiếng ô minh, vậy có thể tạo được cùng loại tinh thần công kích tác dụng, cái này vân thú lợi hại nha. Cần biết tinh thần công thủ cấp độ này, tiên thiên, tông sư, thậm chí phổ thông vương tọa, khả năng cả một đời đều sẽ không chạm đến. Có thể ở đây trên đường có chỗ tinh thông, bình thường ngoại trừ thuộc tính đặc biệt vương tọa, liền chỉ có chảm đạo các loại cảm ngộ quy tắc sâu vô cùng, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể thu hút tâm thần người ta cường giả trí cao. Nho nhỏ một đầu vân thú, còn rất lợi hại. Từ tiểu thụ tâm thần khẽ động, dẫn theo tàng khổ bay nhào mà đi, ăn bản thiếu ra một kiếm. Hư! Trở tay một cái kiếm hoa, kiếm khí màu trắng đột nhiên bắn đi. Một kiếm này, từ tiểu thụ dùng 5 điểm khí lực. Không ngờ rằng, kiếm khí đúng là tại qua trong giây lát chảm qua vân thú, nhưng cũng trực tiếp xuyên thấu, đầu chợt ở giữa tan biến ở chân trời, không thể tạo thành nửa điểm tổn thương. Tình huống như thế nào? Từ tiểu thụ kinh ngạc. Cái này vân thú thể chất, đừng nói là, còn miễn dịch sở hữu vật lý công kích. Trên bầu trời, còn tại không hiểu lắc lư ở giữa, lại cảm thấy đến mình quả thật là nhận công kích vân thú nổi giận. Nó đằng một cái mây thể bành trướng vặn vẹo, cái mông biến thành phần đầu, hai viên phát sáng mắt to cầu nhắm ngay Lạc Vân Phong, bên trên cái kia rút kiếm kinh ngạc nhân loại, ô ô, cao vút to rõ sóng âm xé lên, giống như vạn tên cùng bắn, chân trời hành vân bị xé nứt, cái kia vô hình vô chất sóng âm chi nhận, lấy siêu tuyệt tốc độ, chém về phía Lạc Vân Phong. Ầm 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 ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lạc Vân Phong hạ từ bang cùng Vinh Thị đám người, riêng phần mình bịt lấy lỗ tai, đỉnh lấy từng trương thống khổ mặt nạ, kinh lấy ngước mắt. Đã thấy vân thú âm ba công kích qua đi, đỉnh núi phía trên, một trận cuồng loạn quét qua. Cả tòa Lạc Vân Phong đỉnh núi, trực tiếp bị chém vỡ. Núi đá hóa thành móng tay lớn nhỏ đá vụn, giống như là tuyết lở bình thường, từ trên núi chảy dưới, lăn xuống, trùng trùng điệp điệp, khói bụi đầy trời. Mạnh như vậy. Vinh Đại Hạo đám người kinh ngạc. Bọn hắn trước đây gặp qua cái kia vân thú, nhưng còn chưa kịp công kích. Chưa từng nghĩ, cái này vân thú sóng âm tổn thương, mạnh đến mức đáng sợ như thế. Từ thiếu, sẽ không có a. Có người sợ choáng váng, si ngốc hỏi. Xác thực cả tòa Lạc Vân Phong bị một tiếng thú giống, chém vỡ 1/3 cái đỉnh núi, đổi lại là cá nhân, căn bản chịu không được như thế tổn thương. Vinh Đại Hạo lại nhớ tới tại Huyền Trọng Cổ Môn, dưới biến nặng thành nhẹ nhàng từ thiếu, lắc đầu nói, không có khả năng, hắn phòng ngự, cực kỳ độ cao. Nhưng đây là tinh thần công kích. Có người phản bác. Vinh Đại Hạo nhất thời ngơ ngẩn. Hắn quay đầu quét về phía đám người, cái này mới phát giác khoảng cách chiến trường như thế xa, quanh mình mấy người vậy tại vân thú sóng âm tổn thương dưới, bị tạc đến huyệt thái dương nở, thất khiếu chảy máu mà không biết. Như thế xem xét, Vinh Đại Hạo kịp phản ứng cái gì? Hắn lau mình con mắt, cái mũi, đầy tay là máu. Dựa vào. Vinh Đại Hạo dọa sợ. Cái này nếu là sóng âm tổn thương lại đề cao cấp độ, có phải hay không ở đây sở hữu người, liền chết cũng không biết chết như thế nào? Cũng hoặc là nói, liền lúc nào chết đi, đều không tự biết. Lui ra phía sau. Phòng ngự. Vinh Đại Hạo hô to một tiếng, không tự giác đã thay mặt Từ Thiếu chỉ huy, dẫn dắt lấy Từ Bang cùng Vinh Thị đám người, từng bước rời xa hiện trường. Thật đau a. Giữa không trung, Từ Tiểu Thụ bịt lấy lỗ tai, nhe răng trợn mắt, tay hắn vừa để xuống dưới, mới phát giác trong lòng bàn tay đã tràn đầy máu tươi. Cảm giác, thấy, da mình bên ngoài thân lít nha lít nhít tất cả đều là vết rách, liền ngũ tạng lục phủ, đều hứng chịu tới âm ba công kích đứng mũi chịu sào, đều bị đánh rách tả tơi. Tuy nói cũng liền mấy hơi thở công phu, thương thế toàn bộ khép lại. Nhưng tông sư tiểu vân thú, có thể đối với hắn tạo thành như vậy tổn thương, Từ Tiểu Thụ xem như mở rộng tầm mắt. Thân thể thương thế là khỏi hẳn, nhưng quần áo nhưng không có xây xong. Từ Tiểu Thụ trên thân đẫm máu, giống như là từ trong huyết trì vừa mới vất ra bình thường. Bất quá một kiếm chém ngươi cái mông một cái, về phần như thế lớn tức giận. Từ Tiểu Thụ cũng tới tức giận, hắn dẫn theo kiếm, không tin tà giống như lần nữa một chảm, võng kiếm thức. Xoát xoát xoát. Lít nha lít nhít kiếm khí xen lẫn trở thành ba chiều hình lưới thông đạo, trực tiếp đem vân thú đường đi cùng đường về, hoàn toàn phong tỏa. Suy suy suy, trong hư không vang vọng các phương tiếng nổ đùng đoàng, vân thú thân thể bị kiếm khí xé nát, lại xé nát, nhưng mây liền là mây, không có định hình. Tuy là mạnh hơn kiếm chiêu, chỉ cần là vật lý công kích, căn bản vốn không có thể đối với nó lên nửa điểm tổn thương, tương phản. Vân thú vừa giận, miệng một trương, răng nanh phơi bày. Ô ô ô. Lại một tiếng thê lương tê minh. Lần này Từ Tiểu Thụ con ngươi đột nhiên co lại, bịt lấy lỗ tai nhắm mắt lại, liền muốn lập tức bỏ chạy. Nhưng đã chậm. Âm ba công kích tốc độ quá siêu tuyệt, hắn lại tiếp nhận một thanh tập kích khủng bố. Ong 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 đầu ong ong loạn hưởng,
giống như là có hàng vạn con muỗi xông vào bình thường, từ tiểu thụ cả người nổi da gà đều bị giống lên. Hắn cái này mới phát giác, nguyên lai mình thật không có cái gì có thể lấy ngăn cản sóng âm các loại, như là loại này tinh thần công kích phòng ngự linh kỹ. Không đúng, ta có một thức. Rất nhanh, trong đầu linh quang lóe lên. Từ tiểu thụ nghĩ đến mình trước đây đạt được đặc thù bị động kỹ, huyễn diệt nhất chỉ. Hắn là không có tinh thần phòng ngự linh kỹ, nhưng tinh thần phản kích chi thức thật là có một chiêu như vậy. Huyễn diệt nhất chỉ tụ lực giá trị 2.67%. Vân thú 2 đợt âm 3 công kích, lại cho huyễn diệt nhất chỉ mang đến nhiều như thế tụ lực giá trị, từ tiểu thụ kinh ngạc. Hắn kịp phản ứng, lúc trước có thể thoáng qua từ vân thú âm 3 công kích choáng váng, trong trạng thái thoát ly, là bởi vì huyễn diệt nhất chỉ công hiệu. Huyễn diệt nhất chỉ nhận tinh thần công kích lúc hội gia tăng tụ lực giá trị, tụ lực giá trị mỗi lần chướng 1%, nhưng phát động tinh thần thức tỉnh thoát ly khống chế tinh thần, lựa chọn phải chăng phóng ra huyễn diệt nhất chỉ. Từ tiểu thụ tỉnh ngộ, loại kia không nhận choáng váng khống chế hiệu quả, liền là tinh thần thức tỉnh. Mà huyễn diệt nhất chỉ là không có cách nào chủ động phóng thích, nhất định phải bị tinh thần công kích, khống chế lại mới có thể phóng thích. Nếu như thế, như muốn đối phó cái này vân thú, tựa hồ hết thảy vậy đều trở nên đơn giản. Nghĩ đến, từ tiểu thụ rút kiếm, lại một đạo kiếm khí chảm qua. Lần này hắn không cầu thương thú, chỉ cầu chọc giận đối phương. Quả nhiên, xuẩn manh vân thú lại mở miệng ra. Ô ô ô ô, giống như quỷ khóc sói gào thê lương vang lên, lấy cực cao lực xuyên thấu, đột phá tám phương không gian, nghe ngóng người đều ù tai hoa mắt, đau đầu muốn nứt. Nhưng một tiếng này, lần này, chỉ ở chạm đến từ tiểu thụ thứ nhất trong nháy mắt. Tới, từ tiểu thụ choáng váng đồng thời, ngược lại thanh tỉnh. Sau đó, hắn một chỉ điểm tới, giống như tiên nhân chỉ đường. Huyễn diệt nhất chỉ, hoắc, một tiếng nhạt nhẽo nhẹ vang lên. Một đạo linh hồn thanh quang chớp tắt. Không thấy kinh thiên động địa, không thấy dị tượng mọc lan tràn. Cái kia chiếm cứ hư không, dương nanh múa vuốt vân thú, tại bị thanh quang bắn trúng trong nháy mắt, đột nhiên giải thể, hóa thành mây mù từng sợi tan biến trên không trung. Chiến đấu kết thúc. Chết! Cực xa chi địa, đã thoát đi chiến trường, lại nhịn không được bay lên không xa xa quan chiến từ bang. Vinh thị đám người, thấy một màn này về sau, cùng nhau rung động. Cái kia vân thú cuối cùng một tiếng công kích, liền rời xa chiến trường bọn hắn. Đều cảm giác được trái tim đột nhiên ngừng, thân thể như muốn tại chỗ nổ tung, mà đứng mũi chịu sào từ thiếu không chỉ có bình an vô sự, còn có thể không nhận sóng âm kia trạng thái hôn mê ảnh hưởng, thong dong xuất thủ. Một chỉ, tịch diệt cả đầu vân thú. Điên rồi, ta thật hoa mắt, vẫn là bị vân thú cho hô lên huyễn tượng. Đây là kiếm đạo vương tọa có thể làm được. Cái kia vân thú, không phải không nhìn kiếm chiêu, không nhìn vật lý công kích a, làm sao có thể không chống đỡ được cái kia một thức kiếm chỉ. Từ thiếu lại liền công kích linh hồn đều có. Cái kia vân thú thiện dài tinh thần công kích, tinh thần phòng ngự khẳng định vậy không thấp, từ thiếu một chỉ, còn có thể để cho hình thần câu diệt. Một chỉ này, nếu là chỉ hướng chúng ta, Vinh Đại Hạo nghe chung quanh tiếng nghị luận, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, từ thiếu nếu là dùng vừa rồi một chỉ này chỉ hướng mình, chỉ sợ hắn liền bị đá ra vân lôn dãy núi, kết thúc vương thành thí luyện, đều tính xa xỉ. Duy nhất kết quả, chính là nhục thể đi ra. Linh hồn, vĩnh thế trầm luân. Chương 823, Phú Nguyên Tinh Hoa, toàn thuộc tính chi lực. Thật mạnh. Lạc Vân Phong trên không, từ tiểu thụ si ngốc nhìn chằm chằm ngón tay mình, trong lòng tràn đầy rung động. Một chỉ này vô thanh vô tức, vô hình vô chất, cho dù là phản ứng lại nhanh người, cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm thanh quang thiểm lược. Sau đó, thân tử đạo tiêu. Cái này huyễn diệt nhất chỉ, là treo a. A, thật sự là, từ tiểu thụ dọa sợ, có chút hoang mang lo sợ. Hắn chưa từng muốn qua, mình nắm giữ, sẽ là đáng sợ như vậy công kích linh hồn chiêu thức. Như một thức này đặt ở trước kia gặp phải qua trên người địch nhân, mình, còn có thể tồn tại đến nay. Không đến mức, chiêu này quá mạnh. Cho dù là có tinh thông công kích linh hồn người, vậy không nhất định có thể thể ngộ đến cái này tư chất bên trên. Dù sao, cái đồ chơi này nhưng là dùng 3% công kích. Là, vân thú cuối cùng một đợt âm 3 công kích, trực tiếp đem huyễn diệt nhất chỉ tụ lực giá trị mang lên 3%, trở lên. Mà linh hồn thể chi tại nhục thân, nói chung đều là vô cùng yếu ớt, từ tiểu thụ một chỉ có thể động xuyên vân thú sở hữu tinh thần, linh hồn phòng ngự, hắn cảm thấy tình có thể hiểu. Nhưng khủng bố như thế một thức diện thế, để hắn có chút buồn lo vô cớ. Đã mình cũng có thể làm đến như thế, vậy thế giới này bên trên, liền tất nhiên còn có cái khác tinh thông công kích linh hồn người, đi tới cùng mình các loại tư chất, thậm chí vượt qua rất nhiều vị trí bên trên. Có lẽ đây không phải là địch nhân. Nhưng vạn nhất tương lai thật như gặp đến như thế địch nhân, nhưng lại không thể không phòng. Cũng may ta huyễn diệt nhất chỉ kỳ thật không cần dùng ngón tay phóng thích,
chỉ cần tinh thần bị công kích đến, về sau một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thi triển. Ý vị này, liền là có người đánh lén ta, chỉ cần phát động tinh thần thức tỉnh, trước tiên ta liền có thể phản đập tới. Hiện tại, cũng chỉ có thể cầu nguyện đánh lén ta không là bằng hữu. Từ tiểu thụ hơi xúc động. Có này cảnh giác về sau, hắn sau này chỉ sẽ vô cùng cảnh giác. Ai nếu là dám dùng linh hồn hắn mở lớn như vậy nói đùa, cái kia thật muốn gánh chịu không hiểu ra sao cả ở giữa, bị phản phệ mà chết rồi quả. Huyễn diệt nhất chỉ, từ tiểu thụ cẩn thận chu đáo lấy đầu ngón tay mình. Một thức này tại, mình linh hồn phòng ngự, đem vô cùng đáng sợ. Phải tiếp tục tìm vân thú. Huyễn diệt nhất chỉ một lần phát động, cùng bị động chi quyền một dạng, tụ lực giá trị thanh không. Mà bên ngoài mong muốn gặp được tinh thần, công kích linh hồn, dù sao hiếm thấy, lại cường độ có khả năng không có cao như thế, quá cao, ta lại gánh không được. Cho nên, không bằng thừa dịp hiện tại ta còn tại vân lôn dãy núi, dùng vân thú đem huyễn diệt nhất chỉ tụ lực giá trị soát đi lên, sau này ra ngoài. Chỉ cần có thái hư, bán thánh ý đồ thông qua linh hồn khống chế ta, từ tiểu thụ nghĩ đến, đột nhiên khóe miệng nghiêng một cái, tà tà cười. Đến lúc đó, mình tất nhiên hoàn trả đối phương một cái cực kỳ kinh hãi vui. Kinh hỉ đến chết, cũng có thể. Nhìn xem thu hoạch. Mở ra bảng điểm số. Trước đây từ tiểu thụ bài danh vốn ngã ra 36 vị trí đầu, dận soát 10.000 bị động giá trị về sau, lần này lại về tới 12 vị trí. Mà lúc này đây, bảng điểm số trước 10 nhóm, giống như là giết điên rồi bình thường. Tích điểm so với xếp sau, thật sự là xa xa dẫn trước. 1. Sùng Uyên, tích điểm, 168.400. 2. Khương Nhàn, tích điểm, 120.650. 3. Cố Thanh Tam, tích điểm, 100.000. 4. Đoá Nhi, tích điểm, 84.200. 5. La Ấn, tích điểm, 64.000. 12. Tiêu Vãn Phong tranh thủ thời gian đến Đông Bộ tìm bản thiếu gia, tích điểm, 15.400. Bảng danh sách trước 18. Tích điểm cùng nhau hơn vạn. Bảng danh sách 3 vị trí đầu, tích điểm phá 100.000. Làm sao soát? Từ tiểu thụ buồn bực, đám người này vậy quá điên cuồng a, hoặc là hẳn là thay cái hỏi pháp. Giết thế nào? Hắn liếc nhìn bảng điểm số cuối cùng, hiện tại lên bảng nhân số, chỉ có hơn 21.000 người. Cho đến giờ khắc này, trên cơ bản sở hữu lịch luyện người, hẳn là đều mò tới chí ít một viên Vân Châu. Nói cách khác, ước chừng 9 thành 9 thí luyện giả đều lên bảng. Nhưng bảng danh sách còn sót lại hơn 2 vạn người, cái này mang ý nghĩa mới thí luyện một ngày thời gian, thí luyện giả giảm quân số 10.000, quá điên cuồng. Từ tiểu thụ cảm thán, hắn cảm thấy mình thật phải nhanh chứng thực kế sách, tiếp xuống gặp được người, không còn hấp thu nhập từ bang, mà là trực tiếp cướp đoạt tích điểm. Nếu không, hắn cái này bảng điểm số thứ 12, khả năng vị trí còn chưa làm nóng, liền bị người dồn xuống đi. Đây là cái gì? Trong lúc đang suy tư, cảm giác nhìn thấy vân thú tan biến chi địa. Thổi phồng tản ra linh tính thần quang thể lỏng tinh hoa, tại hư không nổi lơ lửng. Vân thú sau khi chết, còn sót lại bảo vật. Từ tiểu thụ người nhẹ nhàng mà đi, đem cái này thể lỏng tinh hoa nâng lên. Đầu ngón tay vừa mới đụng vào, linh đài chỗ một cỗ thông thấu linh hoạt kỳ ảo cảm giác xuất hiện, giống như muốn đi vào đốn ngộ trạng thái bình thường. Từ tiểu thụ giật mình. Đây là phú nguyên tinh hoa. Liễu Trường Thanh lúc này đã người nhẹ nhàng mà tới, đi vào từ thiếu bên người. Mặt có kinh sợ, giải thích nói, bảo bối tốt a, xem ra trình điện chủ xác thực cho thí luyện giả lưu lại rất nhiều thứ, đây là bảo bối tốt, cái gì công năng? Từ tiểu thụ nhìn lại, phú nguyên tinh hoa, phục dụng có thể làm cho tông sư luyện linh sư, trong nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái, cảm ngộ tinh khiết đại đạo quy tắc, cái này thổi phồng, xem chừng có thể hoàn thiện tự thân đạo tắc không ít, chí ít cho người dưới chứng thiên tượng cảnh phục dụng, trong nháy mắt có thể khám phá bình cảnh, đột phá âm dương cảnh. Liễu Trường Thanh nói. Từ tiểu thụ kinh dị, còn có mực này dùng tốt chỗ. Hắn không cần nghĩ ngợi nuốt mà xuống, trong nháy mắt cảm giác linh hồn thông thấu, giống như là ngâm tại bạc hà bên trong, sảng khoái vô cùng. Cùng lúc đó, thiên địa đại đạo đang nhìn bên trong lấy thực chất hình thái lại hiện ra. Kim mộc thủy thổ, phong hỏa lôi điện, âm dương thời không, không có hư thực, từ cơ bản ngũ hành, đến tiến giai biến dị thuộc tính, thậm chí khó có thể ngộ thời không ở giữa, thậm chí lên cao đến trực chỉ đại đạo chân lý, quy tắc bản nguyên thật cùng giả. Đạo tắc hiện hình, rực rỡ muôn màu. Từ tiểu thụ cảm giác mình giống như là vào một cái đạo tắc buôn bán cửa hàng, đưa mắt đi qua, đáp ứng không xuể, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên cảm ngộ cái nào một con đường tốt. Liễu Trường Thanh thanh âm ẩn yếu, giống như là chỉ dẫn bình thường, tận lực không đánh gãy từ thiếu đốn ngộ trạng thái. Vậy nhắc nhở, phục dụng phú nguyên tinh hoa, ngươi hội, ngay đầu tiên nhìn thấy một đầu sở thuộc ngươi tự thân thuộc tính đồng nguyên đạo tắc, nắm chặt thời gian cảm ngộ, chớ có lãng phí. Một đầu. Từ tiểu thụ liền giật mình. Thế này sao lại là một đầu, đây là nguyên một phiến thế giới quy tắc lưới,
đều tại trước mắt ta lộ ra a. Đột nhiên, hắn kịp phản ứng. Mình đột phá trước ngày thời điểm, tiên thiên thuộc tính chi lực, là cho bị động hệ thống cưỡng ép hấp thu, nói cách khác, mình là không thuộc tính. Nhưng không thuộc tính người, phục dụng phú nguyên tinh hoa, đều là như vậy huyền diệu, có thể trông thấy sở hữu đại đạo bản chất. Không, từ tiểu thụ thể hồ quán đỉnh, hắn thật sự hiểu khi đó, bị động hệ thống vì sao thôn phệ mình tiên thiên thuộc tính chi lực. Nó không muốn cho mình một loại, mà là muốn cho đến toàn bộ, toàn thuộc tính. Từ tiểu thụ con mắt lóe sáng hết, đại cha nha đây là, tiên thiên thuộc tính chi lực, ngươi nuốt đến rượu nha. Nắm chặt thời gian, không rảnh mù nắm lấy. Trước mặt cho đến quá nhiều, từ tiểu thụ biết được mình không có khả năng một lần là xong, toàn bộ cảm ngộ. Hắn lựa chọn mình nhất hướng tới, nhưng vậy chỉ có phiến diện nhận biết không gian đại đạo, tiến hành toàn diện thể ngộ. Vào hư không ngồi xếp bằng, đạo liên ẩn phù. Đạo vận mọc lan tràn, từ bang, vinh thị một nhóm tông sư, lúc này vậy chạy tới hiện trường. Nhưng gặp từ thiếu một bộ đốn ngộ trạng thái, trước người còn có Liễu Trường Thanh, Tân Cô Cô hai người thủ hộ, bọn hắn không dám vào được quấy rầy. Một phen đánh nhau, lại có cảm ngộ. Ngũ hổ thượng tướng giật mình. Hắn đều mạnh như vậy, ngộ tính còn khủng bố như thế. Vẻn vẹn một trận chiến, liền có mới tinh tiến. Vinh Đại Hạo cũng là có chút rung động. Mọi người đều không trải qua vân thú, tự nhiên không biết được phú nguyên tinh hoa tác dụng. Kết quả là, từ tiểu thụ một người khoanh chân giữa trời, hai đại quỷ thú ký thể thiếp thân thủ hộ, hơn 40 tông sư vòng vòng gạt ra cảnh giác bốn phía, phía dưới còn có 900 tiên thiên, tản mát bốn phía, mong mỏi cùng trông mong. Một màn này nếu để ngoại nhân nhìn đi, hẳn là rung động. Vân cảnh thế giới bên ngoài. Trong hư không, nhiều yêu yêu ngón tay chỗ tiếp xúc lấy linh gương, đem lệ thuộc vào đông bộ nào đó một khối hình tượng phóng đại. Trên đó, chính là từ băng đám người chiếm cứ nhất phương cảnh sắc. Hắn liền là từ thiếu. Nhiều yêu yêu nhẹ giọng nói ra. Gió mát mang hộ đến mưa phùn, mưa rơi bầu trời xanh, Phật đến một đạo trôi giạt từ từ, cái bóng lắc lắc thanh âm, không phải hắn. A, nhiều yêu yêu một cười, ngươi khẳng định như vậy. Cái kia hư vô phiêu miếu thanh âm nói ra, từ tiểu thụ là kiếm tông, chính là thiên tài đi nữa, kiếm thuật cũng không có cái này từ thiếu cường hãn, từ tiểu thụ là cực hạn hỏa hệ, từ thiếu cảm ngộ, lại là không gian quy tắc. Trừ phi từ tiểu thụ đồng thời kiêm dung hỏa hệ, không gian hệ, kiếm hệ tam đại thuộc tính, nhưng bình thường tiên thiên thức tỉnh, cái nào có như thế khoa trương, biến thái thiên phú. Nhiều yêu yêu nhẹ cười, lại phản bác, từ tiểu thụ thiên phú, là không thể khinh thường, nếu không bát tôn am sẽ không coi trọng hắn. Hắn đã là bát tôn am dạy kiếm, lại là tăng thất diệt thụ lửa, thêm nữa bày ra qua ẩn thân, thuần di các loại giống như không gian hệ linh kỹ, lo gì không có người nói mới có thể, không phải. Phiêu miếu thanh âm hiển nhiên không cho là như vậy. Đáp lại nói, hỏa hệ mới là từ tiểu thụ tinh tu, hắn kiếm thuật không phải bát tôn am dạy, so sánh đông vực những thiên tài khác, hắn kiếm đạo chỉ có thể coi là được trung thượng, chí ít, táng kiếm mộ cái kia ba kiếm khách, liền vượt xa hắn không ít, thánh nô lệ song hành, mới là bát tôn am thân truyền thụ. Ngươi cùng hắn đánh qua, ta không cùng ngươi tranh. Nhiều yêu yêu nói ra, nhưng có hay không một loại khả năng, hắn lại đột phá. Trong hư không thanh âm trầm mặc một chút, trả lời. Đúng là có như thế một loại khả năng, từ tiểu thụ trưởng thành dù sao quá nhanh. Nhưng linh bộ phân tích qua, hắn không gian hệ năng lực, thuộc về đặc thù linh kỹ, không mang theo thuộc tính không gian thành phần, nếu không, hắn xuất kiếm, ra chiêu lúc ta liền có thể nhìn ra quy tắc đạo vận. Mà giờ khắc này từ thiếu phục dụng phú nguyên tinh hoa, trước tiên cảm ngộ, không phải là kiếm đạo, mà là không gian, nói rõ không gian hệ, mới là hắn tiềm ẩn át chủ bài, kiếm đạo và luyện đan, cũng chỉ là hắn chứng nhãn pháp. Nói đến đây, cái kia phiêu miếu thanh âm nhiều một chút sợ hãi thán phục, liền chứng nhãn pháp đều có thể mạnh như thế, bán thánh truyền nhân nội tình, ta không phải lần đầu tiên gặp, nhưng cái này từ thiếu, xác thực mạnh hơn người khác không phải chỉ là một chút, như tiến thánh điện, nên được thánh tử. Nhiều yêu yêu đồng dạng gật đầu khẳng định, hắn tính tình, sợ là có chút khó, nhưng cũng lấy thử một lần, thánh thần điện đường mới thật sự là phong thánh con đường. Phiêu miếu thanh âm chìm dừng một chút nói ra, nhiều yêu yêu tiện tay vạch một cái. Không còn quan tâm từ thiếu. Từ lúc cùng tị nhân tiên sinh chạm mặt qua đi, nàng liền hiểu từ thiếu chính là từ tiểu thụ khả năng, trên cơ bản tương đương không. Dù sao, mai tị nhân sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Một cái tốt nhất thời đại người, sống lâu như vậy, toan tính bất quá chỉ là cuối cùng phong thần con đường. Hắn hẳn là hiểu được, nếu như cùng thánh nô cấu kết, sẽ là một cái kết cục gì. Cho nên, bị tị nhân tiên sinh khẳng định qua từ thiếu, trên bản chất, nhiều yêu yêu kỳ thật vậy yên tâm. Chỉ là căn cứ lòng cảnh giác, còn lưu có một ít đề phòng mà thôi. Nếu không có như thế, nhiều yêu yêu liền không phải là, chỉ phái Tư Đồ Dung Nhân đi thăm trên trời đệ nhất lâu, mà là chính mình đi qua một chuyến.
Một ngày thời gian, người nhập cư trái phép đều thanh đến không sai biệt lắm. Nhiêu Yêu Yêu nhìn về phía nơi khác linh gương, nói ra, một chút còn đáng giá lưu ý người, ta phái thí luyện quan, riêng phần mình qua đi dò xét, có thể hay không bức ra tay, liền nhìn bọn hắn bản sự. Nhưng còn có một số, Nhiêu Yêu Yêu nói xong dừng lại. Tay nàng vạch một cái, trước mặt mấy khối linh gương phóng đại. Trong đó, thình lình liền có một mặt linh gương, biểu hiện ra từ bang hình tượng. Nói cho đúng, hình ảnh kia lộ ra không phải từ thiếu, mà là từ thiếu bên cạnh hộ vệ, Liễu Trường Thanh. Mấy cái này, vân cảnh thế giới kiểm trắc ra có vấn đề, cụ thể là vấn đề gì, ta không hiểu rõ, từ đổ dung nhân vậy còn tại nắm chặt thời gian, nghiên cứu trong đó lợi hại. Nhưng có một cái là xác định, Nhiêu Yêu Yêu một chỉ, hình tượng lại trở lại từ băng cảnh sắc, nàng nhìn chằm chằm phía trên Liễu Trường Thanh, nói ra, cái này người, nắm giữ thiên cơ thuật. Trong hư không thanh âm truyền đến, đạo bộ bên ngoài thiên cơ thuật. Ân, cái này cũng không hiếm lạ. Thanh âm kia nói ra, trời đất bao la, luôn có dã lộ xuất thân thiên cơ thuật sĩ, vậy có thể làm được rất tốt. Dù sao thiên cơ thuật, nói trắng ra là liền là nghiên cứu thiên địa đại đạo bản chất quy tắc, cũng tăng thêm lợi dụng, là cái luyện linh sư, kỳ thật đều tại đây trên đường đi vào, chỉ bất quá thiên cơ thuật sĩ nghiên cứu, là có khác với các đại nguyên tố quy tắc đường bản chất. Nhiêu Yêu Yêu lắc đầu, vấn đề nằm ở chỗ tại, hơn nửa năm trước, hư không đảo lần thứ nhất dung chuyển, có dáng lâm dấu hiệu, mà mấy tháng trước, nó liền xuất hiện ở đông thiên giới phạm vi bên trong không gian toái lưu, về sau, có người chạy ra. À, lần này để cho người ta kinh ngạc. Nhiêu Yêu Yêu chỉ vào Liễu Trường Thanh, tiếp tục nói, cái này người báo lên thân phận xác thực cực kỳ thật, nhưng không nhịn được Hồng Y cha rõ, hắn che giấu thân phận chân thật, mà thiên cơ thuật nhìn chung năm vực, lại thế nào có người đi nghiên cứu, cũng là số ít. Tại như vậy một cái khẩn yếu ngay miệng, Đông Thiên Vương Thành xuất hiện một cái hoang dại thiên cơ thuật sĩ, năng lực còn không yếu, có thể làm cho tư đồ dung nhân tán thưởng, cái này rất đáng được thương thảo. Mấu chốt nhất, Nhiêu Yêu Yêu dừng một chút, nói ra, hư không đảo bên trong chạy ra, lần này, chính là vô cơ lão tổ. Hư không đột nhiên chấn động, mưa phùn trong nháy mắt về liễm, không còn tồn tại. Cái kia hư vô phiêu miếu thanh âm, lần này đáp lại đến thập phần kiên quyết, yên tâm. Việc này giao cho ta, đã sẽ không đả thương đến từ thiếu đối thánh điện cảm nhận, đồng thời cũng có thể đo ra cái này thiên cơ thuật sĩ thân phận chân thật. Nhiêu Yêu Yêu nghe vậy, vuốt tay một điểm, ngón tay nhỏ nhắn một nhóm. Đi thôi. Chương 824, đội trưởng nha, còn tại lai lịch bên trên. Đông Thiên Vương thành phía trên, hư không đảo. Nguy nga cổ thành, pha tạp tường thành, tại ngắn ngủi này mấy ngày bên trong, đã từ không gian toái lưu lôi kéo đi ra gần một nửa. Thô to lớn thiên đạo xiềng xích chăm chú bóp chặt đại thành một góc, tựa hồ mong muốn đem kéo về không gian toái lưu bên trong, thanh lịch sử cùng chân tướng, vĩnh viễn phong tồn tại không người biết chi địa. Nhưng lớn lao vĩ lực, vẫn như cũ khiến cho lấy thiên không thành, từng chút hướng ngoại giới bước ra. Tiếng gió điều hưu, thiên không thành phía dưới, ẩn nấp tại thiên cơ trận bên trong, đạo tắc bên trong một đám hồng y, bạch y, là trừ vân lôn dãy núi trọng phòng chi địa bên ngoài, hao phí nhân viên tối đa. Nhưng cho dù là như vậy phòng ngự, vẫn như cũ có thật nhiều trảm đạo, thái hư, thử nghiệm dùng tự thân thủ đoạn, mong muốn lén qua, tiến vào cái đảo thần bí này bên trong, đoạt cái kia một sợi xa vời phong thánh đạo cơ. Tĩnh mịch vương thành, sát cơ giấu giếm hư không đảo. Một chỗ tường hòa, một chỗ khác, lại tại không người có thể dòm khu vực bên trong, nổ tung tầng tầng giới vực, dương mở một lần lần chém giết. Giam cầm thành sừng thiên đạo xiềng xích phía trên, một chỗ mịt mờ không gian bình phong bên trong. Một cái sắc mặt lôi thôi trung niên nam nhân, dẫn một bộ váy đỏ tuấn tú nam tử, tránh đi trùng điệp chiến đấu, thuận xiềng xích hướng hư không đảo leo lên lấy. Ca ca, ngươi chậm một chút. Thuyết thư nhân lo lắng, hiện tại ngươi cảnh giới đều ngã xuống hậu thiên đi, nếu là không cẩn thận té xuống, sống sờ sờ cho ngã chết, cái kia chính là thiên cổ kỳ văn. Bát Tôn Am bước đi như bay, suối quẩy nói, cái miệng quạ đen của nhà ngươi nhắm lại, nhìn kỹ chút là được, thật muốn ngã chết, tất cả đều là ngươi sai lầm. Đã khoảng hai lần. Thuyết thư nhân mong muốn tiến lên nâng, nhưng Bát Tôn Am căn bản vốn không để, miệng hắn một quyết, tức giận nói, chỉ là trảm đạo chiến đấu dư ba, cũng có thể cho ngươi tung bay, người ta là thật không rõ, ngươi thanh hư không đảo triệu hoán đến vân lôn dãy núi không được sao, còn muốn sớm đi vào làm gì, tự nhiên là có chuyện quan trọng được làm. Bát Tôn Am cũng không quay đầu, hai người tại cổ tịch không gian che đậy dưới, xảo tránh thiên cơ, nửa ngày công phu, liền mò tới trên tường thành. Nhưng hư không đảo xuất hiện nhiều ngày, tựa hồ đã sớm bị thánh thần điện đường trọng điểm bố phòng. Bát Tôn Am leo lên đảo trước tiên, trên tường thành kết giới ánh sáng, lóe lên mà qua. Không xong nha. Thuyết thư nhân lúc này cười ra tiếng, ca ca, ngươi thật giống như bị phát hiện đâu, đi vào trước lại nói. Trên tường thành, một cái đen trắng âm dương ngư trận đồ xuất hiện, tựa
tựa hồ là ở nghiệm chứng thân phận. Bát Tôn Am không chút nào hoảng, móc ra Tử Cực Bát Tự Lệnh, đối tường thành một ấn, lạnh giọng lời nói, hắc bạch song mạch, tất cả đều phụng ta làm tôn. Ông một đạo huyền dị ba động hiện ra, âm dương ngư trận đồ ánh sao lấp lánh, hóa thành một cái không gian truyền tống thông đạo. Đi! Hai người mũi chân đạp một cái, thẳng hướng thông đạo đánh tới, thoáng qua tan biến tại cổ thành góc tường, Thánh Thần Điện đường, Đông Thiên Vương thành tổng bộ. Trong nghị sự đại sảnh, Ngư Chi Ôn đối trước người to lớn thiên cơ trận đồ ngẩn người, không biết nghĩ đến chút cái gì. Đột nhiên, nhiều ngày không từng có chỗ động tĩnh thiên cơ trận, một tia sáng lấp lóe. Sau đó, hình tượng truyền tống tới. Đó là hai cái tạo hình kỳ lạ nam tử, một áo đen lôi thôi nam, tám ngón tay, cái cổ có sẹo, một váy đỏ nam, cầm trong tay cổ tịch, khuôn mặt tuấn tú. Ngư Chi Ôn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hai cái này người, nàng đều biết. Bát Tôn Am, Thuyết Thư Nhân. Đều tới, thiên không thành nếu như không cầm trong tay hư không lệnh, ngoại nhân coi như tìm được cửa thành, cũng khó có thể tiến vào. Nhưng hai người này, lại như trở về nhà bình thường, dễ dàng liền tổ chức truyền tống môn đi vào. Chuyện quá khẩn cấp. Ngư Chi Ôn móc ra thông tin châu, kêu, Trừ lão. Hưu. Trừ Lập Sinh ứng thanh mà ra, thoáng hiện đến nghị sự đại điện bên trong. Hắn lưu tại nơi đây duy nhất nhiệm vụ, chính là vì nhìn chằm chằm thiên không thành. Nếu như Ngư Chi Ôn thông tin châu một mực không đưa tin, vậy hắn chính là vô sự người một cái, sau đó trực tiếp lĩnh công. Nhưng cái này thông tin châu một khi văng lên, liền đại biểu cho có chuyện phát sinh. Như thế nào? Vừa mới kết thúc, Trừ Lập Sinh bận rộn lo lắng hỏi. Trừ lão, ngươi xem một chút. Ngư Chi Ôn vẫy tay một cái, Bát Tôn Am hai người nhập đảo hình tượng tái hiện. Nhìn thấy cái kia một mặt chán nản, giống như gần đất xa trời bình thường lôi thôi nam tử, tuy là chỉ có tám ngón tay, Trừ Lập Sinh ngay từ đầu cũng là không tin. Đây là đệ bát kiếm tiên chân dung. Nhưng sau đó, nghe nói một câu kia hắc bạch song mạch, tất cả đều phụng ta làm tôn, hắn luống cuống. Hắn nói là đúng, đạo điện chủ nói, thật sự là đúng. Đệ bát kiếm tiên, thật thống trị toàn bộ hư không đảo bên trong đảo. Hắc bạch song mạch, hắn mấy chục năm trước thật sự đi vào qua, còn hoàn thành thống nhất. Xong, này làm sao liền cho hắn tiến vào. Trừ Lập Sinh trong lúc nhất thời tê cả da đầu. Ngư Chi Ôn chuyển mắt nhìn về phía hắn, so sánh với nhau, phản lộ ra bình tĩnh. Trừ lão, đệ bát kiếm tiên bát tự lệnh, tương đương với hư không lệnh, chỉ cần thiên không thành hiện thân. Hắn tiến vào, chúng ta căn bản không thể nào phòng bị, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tranh thủ thời gian báo tin nhiều kiếm tiên. Tốt. Trừ Lập Sinh vậy phản ứng lại, lập tức móc ra thông tin châu, một bên rót vào linh niệm, một bên vọt người mà đi. Lão phu đi trước tìm nhiều kiếm tiên, trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì mới phát hiện, lập tức cho ta biết. Ân. Ngư Chi Ôn gật đầu, đưa mắt nhìn Trừ lão rời đi. Đại điện khôi phục lại bình tĩnh, liền phẳng phất vừa rồi sự tình gì đều không phát sinh qua. Hư không đảo, thiên không thành, phong thánh đạo cơ, Ngư Chi Ôn thì thào. Tay khẽ vẫy. Thiên cơ trận đổ cho thấy mười mấy chiến đấu hình tượng. Đó là hồng y, bạch y cùng đám người thấy không rõ khuôn mặt vương tọa, trảm đạo, thậm chí thái hư cường giả đại chiến hình tượng. Cái này chút chiến đấu, liền phát sinh ở thiên không thành bên ngoài. Ngư Chi Ôn có chút không cách nào phán định, cuối cùng là trảm đạo tới tìm phong thánh đạo cơ, vẫn là chịu chết. Bởi vì từ thiên không thành giáng lâm mới bắt đầu, nàng nắm giữ thiên cơ trận đồ nhìn chung sở hữu hình tượng, gặp qua cùng loại chiến đấu, đã không còn có mấy chục lên. Đều không ngoại lệ. Căn bản không có người nào có thể đột phá hồng y, bạch y tuyến phong tỏa. Thiên không thành, liền cực kỳ giống một cái đại vò. Trong hũ ném đi mấy lượng thịt, nhiều vô số kể hung cầm mãnh thú, liền muốn đến kiếm một chén canh. Nhưng ngoại trừ thân tử đạo tiêu kết cục bên ngoài, thật không có loại thứ hai khả năng. Cái gọi là phong thánh đạo cơ, thậm chí không có một cái nào người dám 10 thành 10 kết luận, nó thật tồn tại, nhưng che giả măng mọc, luôn có người đi tìm cái chết. Bên ngoài người mong muốn đi vào, người bên trong mong muốn đi ra, Ngư Chi Ôn khuỷu tay sử tại trên mặt bàn, xanh thẳm 10 ngón sen lẫn, chống đỡ lấy cái cằm, tự lẩm bẩm. Sư tôn, hư không đảo bí mật, ngươi vì sao không chịu cùng ta nói sao? Có lẽ là buồn bực ngán ngẩm, nhìn ra ngoài một hồi, không có tình huống ngoài ý muốn. Ngư Chi Ôn tâm niệm vừa động, thiên cơ trận đồ hình tượng hết thảy. Cạnh góc chỗ, một đạo không chút nào thu hút linh gương, ở trước mắt phóng đại. Từ tiểu thụ, ngươi hẳn là vào sân đi. Đông Thiên Vương thành như thế thịnh hội, ngươi còn gia nhập thánh nô, lại thế nào hội vắng mặt đâu? Ngư Chi Ôn nhìn chằm chằm linh gương. Dưới khăn che mặt, hơi nhếch khóe môi lên đường cong. Linh gương trên tấm hình, lộ ra vừa lúc liền là trên trời đệ nhất lâu từ thiếu khoanh chân ngộ đạo hình tượng. Vừa có người đến, Ngư Chi Ôn liền cắt bình phong. Nghị sự đại điện một không ai, nàng liền nhìn chằm chằm cái này khả nghi hình tượng ngẩn người, ý đồ tìm xem chứng cứ. Bởi vì nàng nhiệm vụ lần này,
cũng chỉ là giám sát chặt chẽ thiên không thành thiên cơ trận đồ mà thôi. Chỉ cần nơi này không có chuyện, sự tình khác đều không tới phiên nàng tên tiểu bối này đi kháng. Cho nên nàng có rất nhiều thời gian, có thể dùng tới chơi gây chuyện trò chơi nhỏ. Giả bộ thật là giống đâu. Ngư Chi Ôn đổi cái dễ chịu tư thế, lệch ra cái đầu, mu bàn tay nâng cái má, chằm chằm đến nhìn không chuyển mắt, liền là đáng tiếc, ta cũng không có chứng cứ, chứng minh ngươi chính là ngươi, nếu không, vừa nói. Đột nhiên, nàng tinh đồng nhẹ nhàng nháy mắt, thật dài lông mi run rẩy, vươn tay cách không khoa tay dưới, có chút không xác định nhíu lên lông mày. Giống như, cao lớn hơn một chút. Vân Lôn dãy núi, đông bộ. 15 phút thời gian, từ tiểu thụ từ ngộ đạo trong trạng thái thoát ly, trợn mắt, tràn đầy kinh hỉ. Hắn một cước bước ra, 10 bước bên ngoài. Hào không bất cứ ba động gì, tại chỗ tàn ảnh dần dần tiêu nát, liền phẳng phất vừa rồi thuần di bình thường. Không gian quy tắc, xúc địa thành thốn. Từ tiểu thụ phấn khởi. Lần này hắn không có dùng một bước trèo lên thiên, vẻn vẹn chỉ là đem vừa rồi cảm ngộ đại đạo quy tắc, dung nhập tự thân biến hóa ở trong. Phối hợp nhanh nhẹn, tốc độ của hắn liền cất cao trọn vẹn hơn 2 lần. Cái này vẫn còn không tính là thuần di, nhưng thuộc tính không gian được vinh dự tốc độ số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Mới vẻn vẹn cảm ngộ một cái ngưỡng cửa, thêm chút vận dụng, lại có thể làm cho mình cơ hồ hàng đầu chạy trốn bản lĩnh, lại đề cao một cái cấp bậc. Trước đó, chỉ có một thân bị động kỹ, từ tiểu thụ cũng chỉ có một bước trèo lên thiên, xem như chạm tới không gian quy tắc. Nhưng đây chỉ là một thức tỉnh kỹ, cũng không phải là thuộc tính không gian, hắn đối nó bên trong lợi hại, vậy một chữ cũng không biết. Nhưng làm phục dụng xong phú nguyên tinh hoa về sau, cảm ngộ chân chính không gian đại đạo. Từ tiểu thụ có thể khẳng định, mình cái này một hồi, thật coi là dựa vào hậu thiên, lĩnh ngộ một điểm không gian thuộc tính. Ta ngộ tính, tựa hồ đề cao. Làm cho người kinh hỉ là, từ tiểu thụ nguyên cho là mình 3 năm tập được Bạch Vân Du Du một thức kinh khủng, ngộ tính, sẽ không để cho mình tại ngộ đạo trên phương diện, có chỗ tăng thêm. Nhưng kết quả hoàn toàn không giống nhau dạng. Có vương tọa cấp bậc các đại tinh thông hình bị động kỹ, hắn giống như là bị đánh tốt một cái đạo tắc cảm ngộ nền vững chắc nội tình. Loại suy phía dưới, chính là cảm ngộ lên khó nhất không gian quy tắc, cũng có thể tại 15 phút thời gian ngắn ngủi bên trong, có một chút thành tựu. Niềm vui ngoài ý muốn. Từ tiểu thụ suy đoán, cái này không phải chỉ là tinh thông hình bị động kỹ mang đến ngoài định mức tác dụng, còn có cảm giác, huyễn diệt nhất chỉ, các loại linh hồn, tinh thần loại bị động kỹ, trải qua thời gian dài tăng phúc. Linh hồn cường độ đi lên, ngộ tính, cũng liền như diều gặp gió. Là chuyện tốt là được rồi. Từ tiểu thụ không nghĩ nhiều nữa, thu hồi tâm thần, nhìn hướng bốn phía. Hai đại thủ hộ giả, hơn 40 hào tông sư, hơn 900 tử băng băng chúng, cùng nhau dương mắt nhìn xem mình. Từ thiếu, có đại thu hoạch. Liễu Trường Thanh trước đây là không biết được từ thiếu chân chính thuộc tính là cái gì. Đã thấy ngộ đạo hoàn tất, từ thiếu bước ra một bước không gian quy tắc khí tức, hắn cuối cùng minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. Không ngừng kiếm đạo, đan đạo đều vì người trước. Liền tiên thiên thuộc tính chi lực, cũng là trăm ngàn năm khó gặp không gian, thuộc tính. Cái này để cho người khác sống thế nào a? Có chút đoạt được. Từ tiểu thụ không lắm để ý khoát khoát tay, không nghĩ giải thích thêm cái gì. Hắn nhìn về phía Vinh Đại Hạo, suy nghĩ đến như thế nào. Trước đó cho cái này tiểu mập mạp thời gian một nén nhang, nhưng chân chính giết lên vân thú, ba kiếm liền xong việc. Ngược lại là phục dụng phú nguyên tinh hoa, lãng phí không ít thời gian. Từ tiểu thụ quay về nhìn về phía Vinh Đại Hạo, liền là muốn nhìn một chút, mập mạp này tại kiến thức mình một chút năng lực về sau, còn có hay không chống lại chi tâm. Từ thiếu, đã thấy Vinh Đại Hạo trịnh trọng khẽ khom người, tràn đầy thần phục chi ý, sau đó Vân Lôn dãy núi một nhóm, ta Vinh Đại Hạo, chỉ nghe lệnh từ thiếu. Đây là Vinh Đại Hạo suy nghĩ thật lâu đạt được kết quả. Không nói đến quỷ thú ký thể đi theo từ thiếu, vẻn vẹn mình một người biết, còn không có chứng cứ. Vẻn vẹn là bởi vì thí luyện bị đánh bại. Thu phục, bất đắc dĩ cam làm người hạ. Sau đó cho dù sự việc đã bại lộ, tin tưởng Hồng Y vậy không có lý do gì, liên lụy đến hắn Vinh Đại Hạo phụ môn nhất tộc bên trên. Bởi vì đây là bình thường thần phục. Chỉ cần hắn Vinh Đại Hạo muốn tiếp tục thí luyện, liền phải gia nhập từ bang, điểm ấy không gì đáng trách, vậy không có tranh luận. Đương nhiên, nhất mấu chốt nhất là, Vinh Đại Hạo sợ chết. Từ thiếu cái kia tịch diệt linh hồn một chỉ, chính là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Làm cho hắn trong nháy mắt có rất nhiều cái có thể thuyết phục mình lý do. Cho dù không có, cứng rắn chen, vậy gạt ra rất nhiều lý do. Từ thiếu, Vinh Đại Hạo cúi đầu xuống, Nguyên Vinh thị đoàn đội tiếp cận số 40 tông sư, vậy cùng nhau cúi đầu gào to, ngữ khí cung kính. Không hề nghi ngờ, từ thiếu làm người cùng thực lực, cũng có thể lấy tin phục bọn hắn. Lão đại muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bọn hắn liền tử chiến. Lão đại điều hàng, bọn hắn không hàng, chờ chết sao. Rất tốt. Từ tiểu thụ ngắm nhìn bốn phía,
khen ngợi gật đầu, rất là yêu thích Vinh Đại Hạo lựa chọn. Cái này tiểu mập mạp năng lực rất mạnh, đợi một thời gian, chưa chắc không phải lục bộ thủ tọa, thất kiếm tiên loại kia thực lực cường giả. Chỉ tiếc, trước mắt vẫn là người trẻ tuổi. Chỉ cần là cùng thế hệ, từ tiểu thụ thật không có thanh bất kỳ một cái nào người để vào mắt. Trong mắt của hắn, cho tới bây giờ còn chưa hết là giữa đồng bối tranh đấu, sớm thăng lên đến chản đạo, thái hư loại kia độ cao. Tuy nói đối mặt, trước mắt cũng chỉ có thể chạy. Nhưng dù vậy, cùng thế hệ ở giữa, thật còn không một hai cái có thể trải qua ở hắn một quyền, một kiếm. Đã tiểu hạo tử vậy quy tâm, vậy bản thiếu liền tuyên bố một hạng trọng đại quyết sách. Từ tiểu thụ ánh mắt quét về phía sở hữu người. Con chuột con, Vinh Đại Hạo run lẩy bẩy, không dám có lời oán giận. Từ tiểu thụ tiếp tục nói, từ bang, sắp thành lập tiểu đội thứ 6, ngoại trừ ngũ hổ thượng tướng bên ngoài, sở hữu bước vào cấp bậc tông sư người, đều đem gia nhập tiểu đội thứ 6. Nghe vậy sở hữu tông sư con mắt lóe sáng lên. Cái này một hạng cử động, không có gì hơn chính là vì để Vinh Thị triệt để quy tâm. Bởi vì ở đây tông sư, số lượng nhiều nhất liền là nguyên Vinh Thị đoàn đội. Từ thiếu hay là đem bọn hắn tiếp tục tập hợp một chỗ, không phân tán, không xáo trộn, thống nhất quản lý. Nếu như thế, cái kia tiểu đội trưởng, Vinh Đại Hạo ngẩng đầu lên, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng không hỏi lên tiếng. Lôi Trạch dư quang quét qua, liền phản ứng lại, thay thế hỏi, cái kia từ thiếu, cái này tiểu đội thứ 6 đội trưởng, là ai? Từ tiểu thụ nhìn về phía Vinh Đại Hạo. Vinh Đại Hạo trong lòng thẳng thắn nhảy. Ngươi, đảm nhiệm đội phó chức, ở sau đó thời gian bên trong, thay mặt đội trưởng chức trách, trực tiếp nghe theo bản thiếu ra mệnh lệnh. Từ tiểu thụ nói. Vinh Đại Hạo khẽ giật mình. Đội phó, thay mặt đội trưởng. Cái này ở đây sở hữu người, còn có thể là ai so với chính mình, càng thích hợp khi cái này tiểu đội thứ 6 đội trưởng. Chỉ là thay mặt đội trưởng. Lôi Trạch không cam lòng, tiến lên một bước nói, đội trưởng đâu? Đừng nói là, ở đây ngoại trừ từ thiếu, còn có người so Hạo ca mạnh. Thật là có, từ tiểu thụ không lưu vết tích lườm mình hai đại thủ hộ giả, cười nói, đội trưởng nha, còn tại lai lịch bên trên. Chương 825, thiên cơ ban thưởng. Đội trưởng thậm chí còn không có tới. Sở hữu người trợn tròn mắt, đây coi như là cái chuyện gì. Vinh Đại Hạo không có cam lòng, dù là hắn cũng khinh thường tại đội trưởng chức, lúc này vậy dâng lên ganh đua so sánh tâm. Nhưng hắn vẫn như cũ không nói lời gì. Lôi Trạch nhìn lướt qua, liền mong muốn thay nhà mình Hạo ca nói chuyện, cầm xuống vị trí này. Lúc này từ tiểu thụ thấy mọi người đều có lời nói, liền sử dụng lấy mình một kiếm quyền phủ quyết, quả quyết nói, đều kìm nén, bản thiếu gia lời nói vẫn chưa xong. Các ngươi yên tâm, đội trưởng mặc dù còn không xuất hiện, nhưng là bản thiếu gia dưới trướng người. Bản thiếu gia trên trời đệ nhất lâu, tùy tiện lấy ra một cái người, đều là đủ để sâu đánh các ngươi sở hữu tông sư trình độ, chỉ là đội trưởng chức, đơn giản đảm nhiệm được. Hắn giọng nói nhẹ nhàng. Sở hữu người lại đều bị tức đến. Lời này cơ hồ liền là chỉ lấy đám người cái mũi, trực tiếp mắng, ta không phải nhằm vào ai, ta nói là các vị đang ngồi ở đây, đều là rác rưởi. Từ thiếu nói đến có chút nặng. Vinh Đại Hạo gặp nguyên nhà mình đoàn đội tông sư đều bị chọc giận, hắn cũng không muốn dẫn chiến, đành phải thấp giọng nói ra, từ thiếu muốn ta thay mặt đội trưởng trước, ta là có thể làm, đội không đội trưởng, tại ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là thấp hơn hạ các huynh đệ đều thuộc về tâm. Lời này của ngươi, nhưng có thể nói tới có chút không ổn. Sao là không ổn? Từ tiểu thụ lại là thoải mái, công khai, chỉ rõ đám người, bản thiếu gia nói một là một, nói hai là hai, vẻn vẹn chỉ là trần thuật một sự thật chân tướng thôi, làm gì che che lấp lấp. Các vị đang ngồi ở đây, đều là thiên tài, nhưng cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bản thiếu gia chèn ép các ngươi, là hy vọng các ngươi không kiêu không ngạo. Liền như thế trước, ai có thể nghĩ tới, bản thiếu gia đối phó các ngươi, chỉ cần một kiếm. Sở hữu người xấu hổ đến cúi đầu. Từ tiểu thụ ha ha một cười, quay đầu nhìn về Vinh Đại Hạo, đến lúc đó đội trưởng tới, các ngươi nếu là không tín nhiệm hắn nàng nó năng lực, trực tiếp đi lên xa luân chiến là được rồi, ai có thể đánh thắng, ai làm đội trưởng. Sở hữu người ý động. Từ thiếu tin tưởng như vậy, xem ra là thực sự tin tưởng hắn thủ hạ người. Cái này, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Mọi người vào vương thành thí luyện, toan tính bất quá cuối cùng bảng điểm số 36 vị trí đầu. Mà từ bang như thế cuồn cuộn, nếu là làm tới tiểu đội thứ 6 đội trưởng, liền cuối cùng bảng điểm số 36 vị trí đầu đều không, cái kia chính là một chuyện cười. Cho nên nói, cái này một cái tiểu đội thứ 6 chức đội trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là một cái thánh cung thí luyện danh ngạch. Lần này, liền Lôi Trạch điều tâm động. Hắn nhìn về phía Vinh Đại Hạo, trong lòng đã bắt đầu vì chính mình cổ vũ ủng hộ. Ai không muốn xoay người nông nô thanh ca hát? Đều là thiên tài, có thể làm thứ nhất, ai đồng ý thứ hai? Còn có thời gian, khoảng cách chân chính tiểu đội thứ 6 đội trưởng đã đến, còn có một đoạn thời gian.
Trong khoảng thời gian này, tại không áp chế tu vi tình huống dưới, mọi người đều có cơ hội trùng kích đội trưởng chức. Từ tiểu thụ thấy mình dăm ba câu phân hóa nguyên vinh thị đoàn đội đoàn kết, càng khơi dậy mọi người tốt thắng tâm về sau, hài lòng cười. Hắn vậy không biết được đội trưởng là ai, nhưng trong lòng đã định tốt quy củ, ai tìm được trước mình, người đó là đội trưởng. Nếu là Tiêu Vãn Phong đến đây, xin lỗi Tiêu Vãn Phong, ngươi có thể muốn đứng trước một phen máu ẩu. Nhưng không thể nói trước, có thể bước ra người tảng kiếm thuật có thể xuất kiếm càng nhiều tiềm năng đâu, đúng không? Từ tiểu thụ nói chuyện như vậy, cũng không sợ cấp dưới tạo phản. Sợ là kẻ yếu hành vi. Hắn mạnh như thế, tàng khổ nơi tay, thiên hạ ta có. Cái này từ bang, mọi người liều chết khả năng tranh một cái nhị thủ lĩnh, nhưng tùy tiện sách ra tới một cái hỏi một chút, ai dám tạo phản? Sáu đại tiểu đội, Vinh Đại Hạo cùng Ngũ Hổ Thượng Tướng, tự hành chỉnh hợp. Trước mắt chúng ta có hơn 900 người, tiếp đó, từ bang mục tiêu, không còn là thu nạp bang chúng, mà là cướp đoạt. Từ tiểu thụ tiếp tục tuyên bố mình trọng đại quyết sách, gặp được Vân Châu, mọi người tự hành hấp thu, cơ duyên là các ngươi. Gặp được thí luyện giả, mọi người cùng lên một loạt trận, ai đánh thắng, tích điểm về ai. Gặp được vân thú, vân thú các ngươi đánh bất quá, để bản thiếu gia đến là được. Tóm lại, về sau bản thiếu gia không còn nửa đường lấy ra các ngươi tích điểm. Sở hữu người nghe được con mắt tỏa sáng, còn có chuyện tốt bực này. Đại thủ lĩnh không cần tích điểm, đầu hắn vừa rồi bị cửa kẹp đến. Từ thiếu, cái này, Vinh Đại Hạo vậy hù dọa. Không thích hợp nha. Chơi như vậy, từ thiếu chẳng phải là vài phút bị gạt ra bảng điểm số 36 vị trí đầu. An tâm chớ vội. Từ tiểu thụ đè xuống từ băng đám người sao động, khóe miệng lộ ra thuộc về từ đại ma vương cười mỉm, bản thiếu gia nói là không còn nửa đường lấy ra, nhưng cuối cùng tích điểm tổng cộng, bản thiếu gia muốn mỗi người các ngươi nộp lên trên 10.000 tích điểm. Nói cách khác, bản thiếu gia hội lại vẻn vẹn hội cướp đoạt các ngươi sở hữu người, riêng phần mình 10.000 tích điểm. Hoa một cái, toàn trường kinh biến. 10.000 tích điểm. Cái này đều có thể lên bảng điểm số trước 20. Cái này từ đại ma vương đại vị vương A, muốn nhiều như vậy. Gấp cái gì? Từ tiểu thụ nhíu mày, đè xuống nhao nhao tiếng nghị luận, các ngươi hội sẽ không chắc chắn. Hiện tại mới vương thành thí luyện mới bắt đầu, liền 2 ngày cũng chưa tới, liền có người đoạt tới tay hơn 100.000 tích điểm. Chúng ta vị trí, hay là tại đông bộ cằn cỗi khu, về sau đi đến địa phương khác, đi đến cửu long mạch, còn sầu không có tích điểm. Bản thiếu gia muốn, vẻn vẹn chỉ là các ngươi tích điểm đến 20.000 thời điểm, nộp lên trên một nửa, trả hoàn lại trước thu hoạch được từ bang bảo hộ thôi. Phí bảo hộ biết hay không? Bản thiếu gia xuất kiếm, không mệt mỏi sao? Từ tiểu thụ nói đến đều có chút miệng đắng lưỡi khô, bản thiếu gia dám khẳng định, cái khác đoàn đội, khẳng định là dốc hết sở hữu tích điểm, cuối cùng tập hợp đến nào đó mấy cá nhân trên người. Chúng ta khác biệt, chí ít, bản thiếu gia cho các ngươi hy vọng, cùng an toàn, không phải sao? Sở hữu người cẩn thận suy nghĩ một chút, giống như đúng là như thế cái lý. Rất nhanh có người phát ra tiếng, cái kia từ thiếu, như nếu chúng ta cuối cùng tích điểm soát không đến 20.000, chỉ có hơn 1.000.000 đâu. Cái này thí luyện ngọc bội, nhưng chỉ có thể cướp đoạt một nửa, không thể chủ động nộp lên trên A. Người này hiển nhiên là động quỷ tâm tư. Từ tiểu thụ nhìn về phía hắn, khinh thường cười nhạo nói, tất cả mọi người là năm vực thiên tài, người một tháng liền 20.000 tích điểm đều không lấy được, bản thiếu gia thậm chí ghét bỏ người quá yếu, cái này hơn 1.000.000 tích điểm đưa ngươi, người thu thập chăn mền, lăn ra vân lôn dãy núi A. Phốc ha ha ha, phía dưới đám người cười vang. Cái kia dẫn đầu tra hỏi người xấu hổ không chịu nổi, kém chút không có tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Xác thực, tất cả mọi người là thiên tài. Không có tiến từ băng trước, từng cái muốn cùng thiên công so độ cao. Tiến vào từ băng về sau, lại lo lắng liền 20.000 tích điểm đều soát không đến, thậm chí động lên kế vặt. Ngươi cũng là nhân tài. Từ tiểu thụ từ đáy lòng cảm thán, cười nói, chư vị có muốn che giấu, cũng đều có thể lấy như thế hành động, chỉ cần tích điểm không tới 20.000. Bản thiếu gia thậm chí lười đi tìm các ngươi, đi cướp đoạt các ngươi. Nhưng cơ hội, vĩnh viễn đều là mình nắm chắc, các ngươi nhìn xem xử lý a. Phía dưới ồ trong lúc cười to, có người một bên cười, một bên lâm vào trầm tư. Xác thực, từ thiếu cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Một cái người một tháng chỉ cần nộp lên trên 10.000, tiếp xuống tích điểm, toàn bộ về mình sở hữu. Ở trong đó, từ thiếu còn không cần Vân Châu Linh Nguyên trả lại, đạo tắc cảm ngộ, người tốt a. Dạng này đại thủ lĩnh, đi nơi nào tìm. Trong lúc nhất thời, liền là tiểu đội thứ 6 bên trong tông sư. Đều đối từ thiếu dâng lên không nhỏ hảo cảm. 10.000 tích điểm đối bọn họ tông sư tới nói, dễ dàng sự tình, mà trừ cái đó ra, bọn hắn còn đều có trở thành tiểu đội thứ 6 đội trưởng cơ hội. Xong, lập tức từ băng đám người sức sống bị kéo theo. Trước kia mọi người mất hết cả hứng, cảm thấy là vì từ thiếu làm công. Hiện tại không đồng dạng,
chỉ cần cho đủ hạn ngạch về sau, còn lại, đều là mình. Cái gì nữ nhân, cái gì mỹ thực, linh dược gì, toàn diện đi chết. Tích điểm, mới là vương đạo. Soát đủ 20.000, đột phá tông sư, tranh đoạt đội trưởng, cầm tới bảng điểm số 36 vị trí đầu, hào lấy thánh cung thí luyện danh ngạch, phong thánh. Có người thậm chí không hợp thói thường đến nghĩ đến phong thánh cái kia cùng nhau đi. Từ tiểu thụ gặp mọi người không thể chờ đợi được, vung tay lên, để riêng phần mình đoàn đội trưởng, dẫn mọi người cuồng soát Vân Châu, cuồng tìm vân thú, thuận đường hướng Cửu Long mạch phương hướng xuất phát đi. Được nha. Tân cô gặp mọi người khí thế cũng thay đổi, có chút sợ hãi thán phục, tại sao ta cảm giác ngươi một phen, sở hữu người cũng thay đổi cái bộ dáng, đây chính là miệng lưỡi dẻo quẹo sao? Cái gì trùng hợp như lò xo, cái này gọi trí tuệ. Từ tiểu thụ lườm hắn một cái, nói, ngươi vẫn là đầu óc không hiệu nghiệm, không thấy rõ ràng cái này một đợt chân chính chỗ lợi hại, chỗ đó lợi hại. Tân cô hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn. Từ tiểu thụ chỉ vào Từ Băng đám người, vừa cười vừa nói, ta cho bọn hắn, là mỗi người bọn họ tương lai lợi ích, dùng 900 người tương lai lợi ích, vì ta kiếm lấy trọn vẹn 9 triệu tích điểm, nhưng bọn hắn vẫn còn cảm thấy mình đạt được càng nhiều, muốn liều mạng vì ta kiếm tiền. Tân cô trong mắt trừng lớn, suy nghĩ một chút, còn giống như thật là như thế này, đây cũng quá lợi hại. Cái này còn không là lợi hại nhất. Từ tiểu thụ thần bí một cười. Tân cô xích lại gần chút, bả vai đụng từ tiểu thụ, khiêm tốn thỉnh giáo. Đừng thừa nước đục thả câu, dạy ta. Ngươi nhìn ta bỏ ra cái gì? Từ tiểu thụ buông tay. Ngươi, tân cô nhìn qua hắn trống rỗng tay, có chút chần chờ, ngươi bỏ ra cái gì? Ta cái gì đều không nỗ lực. A, cái này một đợt a. Từ tiểu thụ cười trở thành hồ ly, cái này một đợt, gọi tay không bộ bạch lang. Tân cô suy nghĩ một chút, thật đúng là. Từ tiểu thụ, nhiều nhất, liền là bỏ ra nước bọt. Đây cũng quá đỉnh. Tân cô nghĩ đến cái này đều có chút ngây người. Hắn rốt cục phát giác được từ tiểu thụ nói lợi hại, ở nơi nào? Một câu, để 900 cái người vì ngươi liều mạng. Cái này không lợi hại. Từ tiểu thụ vỗ đầu hắn, tiếp tục đặt câu hỏi. Người nói một linh tinh đổi một tích điểm, có người đổi a? Khẳng định không có. Tân cô đầu vung trở thành trống lúc lắc, ai như thế ngu dốt, dùng tích điểm đi đổi linh tinh. Cái kia 10.000 linh tinh đổi một tích điểm đâu? Từ tiểu thụ hỏi lại, cái này, lần này tân cô chần chờ, ta cảm thấy không đáng, nhưng cũng có thể có người hội đổi. Từ tiểu thụ cười, tốt, vậy liền lấy một tích điểm các loại giá trị 10.000 linh tinh để tính, lúc nào ngươi học được ta một chiêu này, ngươi liền có thể mấy câu, để mấy trăm người vì ngươi bán mạng, vì ngươi cuồng lừa, 900 ức. Long một tiếng, tân cô đầu óc vang vọng sấm sét giữa trời quang. Hắn muốn nhất tiết kiệm tiền mua nhà, một cái đổi về sau, phát hiện cái này một đợt, từ tiểu thụ thật kiếm lời 900 ức, người khác đều choáng váng. Từ tiểu thụ quay người, trực tiếp đi xa. Liễu Trường Thanh có chút thán phục, đi theo thủ hộ rời đi. Tại chỗ, chỉ còn một cái tân cô, tại gió lạnh bên trong vạch lên đầu ngón tay, triệt để lộn xộn. Trời ạ, 900 ức. Khoảng cách Vương Thành thí luyện mở ra, ngày thứ ba. Giọt. Sở hữu thí luyện giả cùng một thời gian, thu được đến từ thí luyện ngọc bội tin tức mới nhất. Thứ này từ lúc lần thứ nhất tiến vào Vân Lôn dãy núi, yêu cầu sở hữu người khắc lục tính danh về sau, liền không có động tĩnh. Giờ phút này có chỉ thị mới nhất, mọi người tự nhiên trước tiên móc ra xem xét. Vị thứ nhất tiến vào Vân Lôn dãy núi vòng trong khu vực thí luyện giả xuất hiện, phát động thiên cơ ban thưởng, vòng trong khu vực đem ngẫu nhiên xuất hiện đạo tắc nguyên thạch, mời những người thí luyện tiến về thu hoạch. Vô cùng đơn giản một cái tin tức, tại sở hữu thí luyện giả bên trong, sốc lên sóng to gió lớn. Đạo tắc nguyên thạch, bộ phận nhỏ thí luyện giả không hiểu, nhưng đại đa số bối cảnh lai lịch bất phàm người, trước tiên nóng mắt, lập tức từ bỏ ở ngoại vi lưu lại. Giết người soát điểm dự định, hỏa tốc hướng vòng trong khu vực dựa sát vào. Nguyên thạch, đông bộ khu vực. Từ tiểu thụ làm thịt xong con thứ ba vân thú, nhìn qua thí luyện ngọc bội nhắc nhở, hơi nghi hoặc một chút. Từ đông bộ dần dần xuất phát, tài nguyên vậy bắt đầu biến nhiều. Hai ngày trước hắn chỉ làm thịt Lạc Vân Phong một đầu vân thú. Cái này ngày thứ ba, hắn vậy mà gặp hai đầu. Mà liền tại huyễn diệt nhất chỉ tụ lực giá trị soát đến 10%, về sau, từ tiểu thụ rốt cục gánh không được tinh thần công kích buồn nôn cảm xúc. Cho vân thú một thống khoái, tâm kiếm thuật. Kiếm thuật tinh thông thăng lên vương tọa về sau, từ tiểu thụ nắm giữ mới nhất kỹ pháp. Hắn không thể lĩnh ngộ chính đại kiếm thuật, nhưng trông bầu vẽ gáo, bắt trước bát tôn âm năng lực, nhưng cũng thi triển đi ra tâm kiếm thuật một lượng điểm tinh thần công kích thần vận, thành công đem vân thú chém giết. Một bên, Liễu Trường Thanh đồng dạng buông xuống thí luyện ngọc bội, giải thích nói, đạo tắc nguyên thạch là cái bảo bối tốt nha, đây là vương tọa điều hiếm có đồ vật, có thể trực tiếp để ngươi chạm đến đại đạo bản chất. Tiến vào khắc sâu cảm ngộ, tương đương với, Liễu Trường Thanh nhìn qua từ thiếu trên tay cái kia thổi phồng thần tính chi thủy,
cười nói, tương đương với sẽ không dùng hết phú nguyên tinh hoa. Từ tiểu thụ nghe vậy động dung. Phú nguyên tinh hoa hắn uống hai phần, không gian quy tắc cảm ngộ tăng nhiều. Cái kia nguyên thạch, vậy mà tương đương với vô cùng tận phú nguyên tinh hoa. Có chỗ khác biệt. Liễu Trường Thanh gặp Từ Thiếu biểu lộ, ý thức được hắn hiểu lầm. Nói bổ sung, nguyên thạch có thuộc tính, hỏa chi nguyên thạch, thủy chi nguyên thạch các loại. Từ Thiếu lời nói, muốn cầm tới không gian nguyên thạch, mới tính được là đến vô tận tận phân lượng phú nguyên tinh hoa. Khó a? Từ tiểu thụ hỏi. Khó. Liễu Trường Thanh gật đầu, không gian hệ bảo bối, mỗi một dạng xuất thế, đều là chân bảo, đều hội trước tiên bị cường giả dư điểm. Nhưng vân cảnh thế giới bên trong liền khó nói, cái này cần nhìn trình điện chủ tại những người thí luyện quà tặng cường độ. Từ tiểu thụ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Đây cũng chính là nói. Khó, nhưng có khả năng thật sẽ có. Mà thứ này đã khả năng hội xuất hiện, vậy hắn từ tiểu thụ, liền nhất định phải đạt được. Vô luận là duyên phận cho phép, trực tiếp vào tay, vẫn là từ những người thí luyện khác trên tay cướp đoạt. Giọt. Thí luyện ngọc bội lại lần nữa nhắc nhở. Sở hữu người đồng thời lật ra, linh nghiệm quan sát. Nguyên thạch đặc thù, không cho không gian cất giữ, hữu duyên người chiếm được. Thí luyện trên bản đồ hội biểu hiện nó phương vị cùng nguyên thạch thuộc tính tin tức. Mời các vị thí luyện giả bảo trì cảnh giác. Nổ. Cái này một thì tin tức, trực tiếp cho sở hữu người oanh mộng. Đạt được nguyên thạch, sẽ bị thí luyện bản đồ cho hiển hiện ra vị trí. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Gió tanh mưa máu, tới. Từ tiểu thụ đáy mắt tinh quang lóe lên. Đối với kẻ yếu tới nói đây là tin dữ. Đối với cường giả mà nói, cái này nguyên thạch, đã là bảo bối, cũng là soát điểm lợi khí. Dù sao, đến một giết một, đến vạn đồ vạn. Giọt. Thí luyện ngọc bội không động thì thôi. Khẽ động, không cho người ta phản ứng thời gian, lại dũng cảm bạo tin tức. Vị thứ nhất xâm nhập vân lôn dãy núi vòng trong thí luyện giả, Sùng Uyên, ban thưởng hỏa hệ nguyên thạch một viên, tích điểm 1.000.000, mời thích đáng bảo tồn.